Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 841, dẹp loạn bệnh truyền nhiễm. Không phải là cảm hóa bệnh truyền nhiễm sao? Ta tin tưởng lấy Vương Hưng Nam tiên sinh y thuật, hắn mình có thể chữa trị xong chính mình. Diệp Thần Phong hai tay cắm ở trong túi tiền lạnh lẽo nói rằng, lấy thân phận của Diệp Thần Phong hắn là không muốn cùng Vương Hưng Nam loại này tiểu nhân vật chấp nhặt. Có thể phía trên thế giới này có chút tiểu nhân vật một mực yêu thích nhảy loạn bính, như vậy Diệp Thần Phong không ngại thuận lợi một cái tát đập chết bọn họ. Đúng, nơi này bệnh truyền nhiễm không phải Vương tiên sinh chữa trị xong sao? Vương tiên sinh ngươi không cần sốt sắng như vậy. Một tên nữ phóng viên quay về co quắp ngồi dưới đất Vương Hưng Nam nói rằng. Cho tới trong phòng bệnh Thành Vạn Tùng cùng Đoạn Nam các loại chờ người nhưng là mắt lạnh nhìn Vương Hưng Nam các loại chờ ba người. Trên mặt là dồn dập mang theo cực kỳ nụ cười lạnh như băng, Thành Vạn Tùng bọn họ biết ở Nam Cảng chỉ có Diệp Thần Phong một người có thể chữa trị xong loại này bệnh truyền nhiễm. Bây giờ Vương Hưng Nam các loại chờ, ba người cảm hóa loại này bệnh truyền nhiễm. Nếu như Diệp Thần Phong không muốn ra tay trị liệu ba người bọn hắn, Vương Hưng Nam ba người bọn họ chỉ có chờ tử phần. Vương Hưng Nam tiên sinh, đã quên nhắc nhở các ngươi, ba người các ngươi cảm hóa chính là biến dị sau bệnh độc. Nếu như các ngươi không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành xác chết di động, đến vào lúc ấy, chúng ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi cho đốt cháy. Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại một chút sau khi, kế tục có nhiều ý vị nói rằng, bất quá, ta tin tưởng Vương Hưng Nam tiên sinh các ngươi tuyệt đối sẽ không lưu lạc tới bị đốt cháy hậu quả, bởi vì Vương Hưng Nam tiên sinh ngươi đối với trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm phi thường ở hành. Diệp Thần Phong lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, co quắp ngồi dưới đất Vương Hưng Nam, Trương Thành Nghiệp cùng Quách Sáng Sủa, ba người này thân thể là một trận run cầm cập, trong đầu tưởng tượng bọn họ bị đại hỏa đốt cháy cảnh tượng. Đến giờ phút này rồi, Vương Hưng Nam lại cũng không kịp nhớ cướp công lao, bây giờ chính hắn tính mệnh đều đáng lo. Hắn nơi nào còn quan tâm được những chuyện khác. Co quắp ngồi dưới đất Vương Hưng Nam hai con mắt do dự nhìn kỹ Diệp Thần Phong, cảm thụ trong lỗ mũi càng ngày càng khó khăn hô hấp. Hắn biết hiện tại chỉ có Diệp Thần Phong có thể cứu hắn, ở tôn nghiêm cùng sinh mệnh trong lúc đó lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn người sau. Đầu gối hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, Vương Hưng Nam nói rằng, Diệp tiên sinh, cầu ngài xuất thủ cứu cứu ta. Là ta khốn nạn, ta là nhất thời phạm bị hồ đồ rồi, kỳ thực ta đối với Nam Cảng loại này bệnh truyền nhiễm một điểm đều không nghiên cứu triệt để, nơi này bệnh nhân đều là Diệp tiên sinh ngài cứu trị tốt đẹp. Thấy Vương Hưng Nam đều hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống dập đầu. Trương Thành Nghiệp cùng Quách Sáng Sủa tuy rằng trong lòng hận thấu Diệp Thần Phong, thế nhưng bọn họ còn muốn phải sống sót đây. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, không hẹn mà cùng nói rằng, Diệp tiên sinh, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Vương Hưng Nam các loại chờ, người trong chớp mắt chuyển biến. Điều này làm cho ở đây phóng viên có chút không tìm được manh mối. Bọn họ máy quay phim đem Vương Hưng Nam các loại chờ ba người quỳ xuống đất xin tha hình ảnh toàn bộ đánh xuống. Vào lúc này Nam Cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng đứng dậy, quay về trước mặt một đám phóng viên nói rằng, các vị phóng viên bằng hữu, kỳ thực Nam Cảng bệnh truyền nhiễm là vị này Diệp tiên sinh chữa trị xong. Vương Hưng Nam vì lợi ích của chính mình, hắn muốn đem phần này công lao quy đến chính hắn danh nghĩa mà thôi. Các vị phóng viên bằng hữu, còn mời các ngươi rời khỏi nơi này trước. Chúng ta nơi này phải tiếp tục tiến hành trị liệu, các ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể gây trở ngại trị liệu tốc độ. Nam Cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng đều mở miệng, những này truyền thông phóng viên dùng máy thu hình đột nhiên vỗ Diệp Thần Phong cùng quỳ trên mặt đất Vương Hưng Nam các loại chờ người một phen sau. Bọn họ mới lưu luyến không rời rời đi trong phòng bệnh. Nhìn thấy phóng viên rời đi phòng bệnh sau, Diệp Thần Phong quay về Thành Vạn Tùng, nói rằng ta không muốn quá kiêu căng. Ngày hôm nay nơi này phỏng vấn ta không ngăn cản bọn họ bá ra, bất quá đem vỗ tới ta hình ảnh làm đặc thù xử lý. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm được rồi, chuyện này ta nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Thành Vạn Tùng lập tức vô cùng phấn khởi rời đi phòng bệnh, đuổi theo những kia vừa đi phóng viên, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong có thể làm cho hắn suy nghĩ làm một ít chuyện, là hắn Thành Vạn Tùng quang vinh. Cho tới ba người này. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Hưng Nam các loại chờ ba người, tiếp tục nói, đem ba người bọn họ cho cách ly lên, chữa bệnh chung quy phải có cái tới trước tới sau, nếu như ở đem toàn bộ khu cách ly bệnh nhân toàn bộ trị liệu xong, ba người này còn chưa chết,
ta liền thuận lợi giúp bọn họ trị liệu một thoáng, nếu như bọn họ ngao không đến ngày đó, như vậy chỉ có thể quái sự chống cự của bọn họ năng lực quá kém, các ngươi nói đúng không đúng? Diệp tiên sinh, ngài nói đúng vô cùng, chữa bệnh là phải có cái tới trước tới sau. Nam cả người đứng thứ hai từ Đông Chun vội vã phụ họa nói. Diệp Thần Phong lời nói này ở Vương Hưng Nam các loại chờ người xem ra, không thể nghi ngờ là Diệp Thần Phong sẽ không giúp bọn họ trị liệu. Ba người bọn hắn lập tức từ trên mặt đất chạm lên, hai con mắt khí thế hùng hổ trừng mắt Diệp Thần Phong, dường như muốn đem Diệp Thần Phong cho ăn tươi nuốt sống. Diệp Thần Phong không rảnh ở cùng này ba người ngu ngốc phí lời, bên trong thân thể linh hồn lực trực tiếp ở ngoài phóng ra, tập trung ở Vương Hưng Nam các loại chờ, ba người trên người. Ba người này nơi nào nhận được linh hồn lực công kích, nhất thời mắt tối sầm lại, hôn ngã trên mặt đất. Thiên Thụy, đem này ba người ngu ngốc nhốt vào trong phòng của hắn đi, không muốn đã quên đem cửa phòng giúp bọn họ cho khóa kỹ. Diệp Thần Phong quay về Đoạn Thiên Thụy phân phó nói. Được rồi, Thái Sư Tổ, chúng ta lập tức liền đi làm. Đoạn Thiên Thụy hưng phấn nói, đứng ở một bên Phương Tuấn Đạt cùng Vương Kỳ Chính nhưng là giúp đỡ Đoạn Thiên Thụy một tay. Ba người bọn họ một người một cái đem Vương Hưng Nam các loại chờ người tha ra trong phòng bệnh. Diệp Thần Phong mới sẽ không đi để ý tới Vương Hưng Nam các loại chờ người chết sống. Chính như hắn nói tới nếu như Vương Hưng Nam bọn họ có thể ngao đến khu cách ly có bệnh nhân đều khỏi hẳn. Hắn hay là thật sự sẽ suy xét giúp Vương Hưng Nam bọn họ trị liệu một thoáng. Nếu như Vương Hưng Nam các loại chờ người ngao không đến ngày đó, như vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vương Hưng Nam bọn họ liền bé ngoan đi gặp Diêm Vương gia. Ở xử lý xong Vương Hưng Nam sự tình sau khi, Diệp Thần Phong kế tục vùi đầu vào trị liệu hóa thi chứng người bệnh sự tình bên trong đi tới, mà Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun bọn họ cũng dặn dò khu cách ly bên ngoài canh gác kinh sát. Khoảng thời gian này bất luận người nào đều không được đi vào khu cách ly, hai người này Nam Cảng người đứng đầu cùng người đứng thứ hai cũng vẫn canh giữ ở khu cách ly bên trong. Bởi nhà lớn tổng cộng có 8 tầng. Hơn nữa mỗi một tầng đều có cảm hóa hóa thi chứng người bệnh, Diệp Thần Phong trong vòng một ngày căn bản trị liệu không tốt nhiều như vậy người bệnh, lấy cuối cùng chỉ có thể trước tiên dùng an thần nước thuốc để hết thảy hóa thi chứng người bệnh trước tiên yên tĩnh lại, sau đó Diệp Thần Phong lại một tầng trị liệu. Hai ngày sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết thảy cảm hóa hóa thi chứng người bệnh đều bị Diệp Thần Phong cho chữa trị xong. Tương tự ở trong hai ngày này Diệp Thần Phong mở ra một bộ phương thuốc, loại này phương thuốc là chuyên môn trị liệu tử hắc chứng người bệnh, cảm hóa tử hắc chứng người bệnh không dùng tới Diệp Thần Phong tự mình động thủ trị liệu. Ở đến Nam Cảng trước, Diệp Thần Phong xác định ở Nam Cảng truyền bá ra chính là tử hắc chứng sau, trong lòng của hắn đã sớm định ra một loại trị liệu phương thuốc, bất quá, loại này phương thuốc cũng muốn dùng linh hồn lực đến thôi phát. Vì lẽ đó Diệp Thần Phong để Đoạn Nam các loại chờ, nhiều người tìm mấy cái to lớn thùng sắt đến, trực tiếp phối chế thập đại thùng sắt trị liệu tử hắc chứng nước thuốc, một bát loại nước thuốc này uống vào bụng, bảo đảm có thể loại bỏ người bệnh bên trong thân thể tử hắc chứng bệnh độc. Nam cả người đứng đầu Thành Vạn Tùng, người đứng thứ hai từ Đông Chun cùng Đoạn Nam các loại chờ y học quyền uy, ở trong hai ngày này, bọn họ tận mắt trong cơ thể bệnh độc biến dị bệnh nhân cùng bệnh độc không biến dị bệnh nhân. Một cái lại một cái tốt lên, bọn họ là xuất phát từ nội tâm hài lòng, mỗi lần nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt càng ngày càng cung kính lên, bọn họ biết tất cả những thứ này đều là xuất từ Diệp Thần Phong tay, vị này ẩn giấu ở trong nhân thế thần tiên. Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun lão bà đều bị mắc bệnh loại này bệnh truyền nhiễm, hai người bọn họ lão bà ở uống một bát Diệp Thần Phong phối chế nước thuốc sau, thân thể đã đang dần dần khôi phục như cũ. Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun hai ngày nay nụ cười cũng càng ngày càng nhiều, có thể thấy trong lòng bọn họ thật sự rất yêu vợ của chính mình, đang nhìn đến vợ của chính mình hoàn toàn khôi phục sau khi, hai người bọn họ cũng phải thực hiện chính mình hứa hẹn, bọn họ đã nói chỉ cần Diệp Thần Phong có thể giải quyết lần này Nam Cảng bệnh truyền nhiễm sự tình. Hai người bọn họ liền chủ động tự nhận lỗi từ chức, hai người bọn họ đương nhiên không dám lừa gạt Diệp Thần Phong vị này thần tiên giống như nhân vật. Hiện ở hai người bọn họ chuẩn bị đi cùng Diệp Thần Phong lên tiếng chào hỏi sau khi, liền lập tức đi thực hiện chính mình lập xuống hứa hẹn. Trước mắt nguyên bản ở Nam Cảng tràn lan ra bệnh truyền nhiễm, ở Diệp Thần Phong ra tay sau khi, ngăn ngắn hai ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như là triệt để bình ổn lại. Chương 842, trên biển tiệc rượu. Nam Cảng khu cách ly trong phòng họp. Đầy đủ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hộ tung vào.
bây giờ Nam Cảng là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Ở trong hai ngày này, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực không ngừng tiêu hao khôi phục lại, điều này cũng làm cho hắn vừa đột phá đến vương cấp trung kỳ thực lực triệt để ổn định lại. Trong phòng họp Đoạn Nam, Lục Sinh Vinh, Trình Anh Công Lao cùng Đoạn Thiên Thủy các loại chờ, người học y đều ở đây, Diệp Thần Phong chính đang cho bọn họ giảng giải một ít y học trên tri thức, lấy Diệp Thần Phong trong đầu có dẫn trước 500 năm y học khoa học kỹ thuật, hắn muốn dạy dỗ Đoạn Nam các loại chờ, người là thừa sức, mà Đoạn Nam các loại chờ, nhân thân từng cái tọa thẳng tắp, hết sức chuyên chú nghe Diệp Thần Phong giảng giải, chỉ lo lậu quá bất luận cái nào từ ngữ. Đứng ở phòng họp phía trước nhất giảng giải Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy đứng ở cửa phòng họp yên lặng chờ đợi Nam Cảng một cái Thành Vạn Tùng cùng người đứng thứ hai Từ Đông Chun, kỳ thực Diệp Thần Phong đã sớm nhìn thấy hai người kia, Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun ở đi tới cửa phòng họp sau, nhìn thấy Diệp Thần Phong chính đang cho Đoạn Nam các loại chờ, người đi học, liền hai người kia lựa chọn không nói tiếng nào đứng ở cửa chờ đợi, điểm này để Diệp Thần Phong trong lòng phi thường hài lòng. Tương tự hai ngày nay Diệp Thần Phong cũng nhìn thấy Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun thật sự rất yêu bọn hắn vợ của chính mình, trước bọn họ khả năng là nhân vì là vợ của chính mình cảm hóa bệnh truyền nhiễm, hai người bọn họ tâm tình mới sẽ có chút không tốt, vì lẽ đó Diệp Thần Phong trong lòng cũng tha thứ hai người này trước hành vi. Diệp Thần Phong cầm lấy trước mặt chén trà trên bàn, uống một hớp trà, thấm giọng một cái sau, nói rằng, ngày hôm nay giảng giải liền tới đây. Các ngươi lời đầu tiên kỳ tiêu hóa một chút. Đứng ở cửa phòng họp Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun, hai người này nghe được Diệp Thần Phong giảng giải sau khi kết thúc. Hai người bọn họ mới đi vào, một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước, nói rằng, Diệp tiên sinh. Ngài giải quyết Nam Cảng bệnh truyền nhiễm, hai chúng ta cũng phải thực hiện trước hứa hẹn, chúng ta sẽ lập tức đi tự nhận lỗi từ chức. Quên đi, các ngươi không cần làm như vậy, sau đó thật lòng làm tốt chính mình chuyện nên làm. Ta cũng nhìn ra được hai người các ngươi rất yêu vợ của chính mình, một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào. Ta tin tưởng Nam Cảng ở hai người các ngươi dẫn dắt đi sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Diệp Thần Phong cười nói. Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun trong lòng đã làm tốt từ trước chuẩn bị. Có thể Diệp Thần Phong vị này thần tiên nhân vật không những bất hòa hai người bọn họ tính toán, còn thật lòng cổ vũ hai người bọn họ một phen. Điều này làm cho hai người bọn họ kích động trong lúc nhất thời mò không được bắc. Coi như là nước hoa số một thủ trưởng cổ vũ bọn họ, chỉ sợ bọn họ hai cái tâm tình cũng sẽ không như vậy mất khống chế. Được rồi, những chuyện khác cũng không cần nhiều lời, chuyện này liền như thế định ra đến rồi. Diệp Thần Phong đối với Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun như vậy vẻ mặt kích động có chút bất đắc dĩ. Nếu để cho Nam Cảng một đám quan chức cùng thị dân nhìn thấy Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun, đi ngang qua một vị thanh niên cổ vũ sau, hai người bọn họ liền như vậy thất thố, thật không biết muốn kinh đi bao nhiêu con người đây. Sự tình bị Diệp Thần Phong đánh nhịp sau khi, Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun cũng không còn dám dây dưa, Thành Vạn Tùng bảo đảm nói, Diệp tiên sinh, ngài yên tâm được rồi, ta Thành Vạn Tùng tuyệt đối sẽ không phụ lòng Diệp tiên sinh ngài lần này cổ vũ. Diệp tiên sinh, ta Từ Đông Chun cũng giống như vậy. Ta sẽ khỏe mạnh vì là Nam Cảng thị dân mưu phúc lợi. Tranh thủ để Nam Cảng càng ngày càng phồn vinh. Từ Đông Chun cũng gấp bận bịu lời thề son sắt nói rằng. Diệp tiên sinh, ngài ở đây à? Ngay vào lúc này, Nam Cảng kinh giới người đứng đầu Trần Kiến Quân đi vào, ở sau người hắn còn theo Trần Tư Vũ cô gái này kinh hoa. Thấy Trần Kiến Quân vội vội vàng vàng dáng dấp, Diệp Thần Phong biết Nam Cảng sự kiện hung thủ sau màn khả năng có mặt mày, hỏi Trần trưởng phòng. Có phải là ngươi tìm tới đầu mối gì? Trần Kiến Quân ở cho Thành Vạn Tùng cùng Từ Đông Chun đánh một tiếng bắt chuyện sau, lập tức hồi đáp, Diệp tiên sinh, ta là tra được một chút manh mối, bất quá, ta hiện tại còn không dám khẳng định trong này có phải là có vấn đề. Ồ, Trần trưởng phòng, ngươi trước tiên đem chỉnh chuyện nói nghe một chút. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, Trần Kiến Quân hắng giọng một cái nói rằng, Diệp tiên sinh, chỉnh chuyện là như vậy. Đêm nay Nam Cảng Phạm Gia muốn ở Bắc Cảng cử hành một cái trên biển tiệc rượu, Phạm Gia đã ở Bắc Cảng chuẩn bị một chiếc phi thường xa hoa du thuyền, Phạm Gia ở Nam Cảng nhưng là đứng hàng thứ 5 vị trí đầu thương mại gia tộc. Lần này trên biển tiệc rượu là Phạm Gia đời thứ 3 đích hệ tử Tôn Phạm Kỳ tổ chức, đây là một lần Nam Cảng tiểu bối trong lúc đó tiệc rượu, Phạm Kỳ cũng chỉ mời Nam Cảng các gia tộc lớn tiểu bối mà thôi, trưởng bối là không thể đi tham gia.
Bất quá, sự tình kỳ quái chỗ không ở nơi này, ở trước đây không lâu Phạm gia gia chủ vẫn là Phạm Kỳ gia gia Phạm Quế Hưng, coi như Phạm Quế Hưng thân thể không thoải mái, Phạm gia cũng có thể là do Phạm Kỳ phụ thân Phạm Hoa Vĩ trưởng khống, nhưng là bây giờ toàn bộ Phạm gia nhưng trưởng khống ở Phạm Kỳ cái này Phạm gia đời thứ ba trong tay. Căn cứ chúng ta cẩn thận điều tra Phạm Quế Hưng cùng Phạm Hoa Vĩ không có ở nhà, cũng không có ở Nam Cảng bất kỳ một nhà bệnh viện, thật giống hai người kia biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Hơn nữa đêm nay trên biển tiệc rượu cũng có thật nhiều quỷ dị chỗ, thế nhưng nắm trong tay của ta manh mối quá thiếu, còn chưa thể xác định Phạm gia cùng lần này Nam Cảng sự kiện có hay không liên lụy. Diệp Thần Phong nghe xong Trần Kiến Quân nói lời nói này sau khi, lông mày của hắn hơi cao lên đến, mặc kệ Phạm gia cùng lần này Nam Cảng sự kiện có hay không liên lụy. Hắn có thể khẳng định Phạm gia tuyệt đối có vấn đề. Kiến Quân, ngươi là nói Phạm gia cùng Nam Cảng sự kiện có quan hệ, Phạm gia cấu kết đảo quốc người. Thành Vạn Tùng là cỡ nào kinh minh người, hắn lập tức liền đem Diệp Thần Phong cùng Trần Kiến Quân đối thoại lĩnh ngộ. Kiến Quân, này còn cao đến đầu a? Lập tức lên đường Nam Cảng kinh lực, đem Phạm gia tất cả mọi người khống chế lên. Nam Cảng người đứng thứ hai từ Đông Chun lập tức nói rằng. Sự tình e sợ không có đơn giản như vậy, hiện ở trong tay ta trưởng khống manh mối, căn bản không đủ để đem Phạm gia khống chế lên. Nếu như mạnh mẽ như thế làm, có thể sẽ gây nên phản ứng không tốt, dù sao Phạm gia ở Nam Cảng giao thiệp cũng phi thường rộng rãi, huống chi nếu như làm như vậy rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Trần Kiến Quân cười khổ nói. Được rồi, chuyện này liền giao cho ta. Ta muốn cùng Trần trưởng phòng thương lượng một chút kế hoạch, những người còn lại đều rời đi trước phòng họp. Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng. Bây giờ Diệp Thần Phong nói một, ở đây không có một người dám nói hai, liền Thành Vạn Tùng, từ Đông Chun cùng Đoạn Nam các loại chờ, người dồn dập lui ra trong phòng họp. Toàn bộ phòng họp cũng chỉ còn sót lại Diệp Thần Phong, Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ. Bất kể như thế nào, Diệp Thần Phong đêm nay nhất định phải đi một chuyến trên biển tiệc rượu, linh hồn lực chiến sĩ ở Nam Cảng xuất hiện, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng phi thường bất an. Diệp tiên sinh, ngài đêm nay có phải là muốn trà trộn vào trên biển tiệc rượu? Nếu như là, ta ngã cũng có thể giúp Diệp tiên sinh ngài một tay, thê tử của ta sinh ra với Nam Cảng thương mại gia tộc của bọn họ tiểu bối cũng thu được Phạm Kỳ thư mời, ta đã đem hai tấm thư mời lấy tới. Trần Kiến Quân từ trong túi tiền lấy ra hai tấm vé mời. Diệp Thần Phong tiếp nhận Trần Kiến Quân trong tay hai tấm vé mời sau, nói rằng ta chỉ cần một tấm là có thể. Diệp tiên sinh, còn có một tấm là chuẩn bị cho Tư Vũ, ngài đi tham gia đêm nay trên biển tiệc rượu, ngài tổng hẳn là phải có cái bạn gái. Huống hồ Tư Vũ thân thủ cũng coi như không tệ, ngài có thể hay không mang tới nàng. Trần Kiến Quân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn đứng ở Trần Kiến Quân phía sau, trên mặt tràn ngập chờ mong Trần Tư Vũ, hắn ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, thuận miệng nói rằng, tốt lắm. Liền để con gái ngươi theo ta cùng đi. Nghe được Diệp Thần Phong đồng ý, Trần Tư Vũ gò má nhất thời đỏ lên, Trần Kiến Quân nói rằng, Diệp tiên sinh, chúng ta hiện tại trước tiên đi vì là yến hội buổi tối chuẩn bị một chút, Diệp tiên sinh ngài cũng cần mua một bộ tham gia tiệc rượu mặc quần áo. Được, vậy chúng ta đi. Diệp Thần Phong trực tiếp hướng về phòng họp đi ra ngoài. Ở Diệp Thần Phong đi tới cửa phòng họp sau, Trần Kiến Quân đột nhiên nói khẽ với bên cạnh Trần Tư Vũ, nói rằng, Tư Vũ, ba chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, ta nhìn ra được ngươi yêu thích Diệp tiên sinh, nếu như ngươi thật sự có thể cùng Diệp tiên sinh cùng nhau, như vậy ta cũng không cần lo lắng ngươi. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ta, Trần Tư Vũ đột nhiên trở nên nữ nhăn nhó nắm lên. Gò má trở nên càng thêm đỏ bừng. Bất quá, đôi này, chuyện này đối với phụ nữ quá đánh giá thấp Diệp Thần Phong thính lực, đi tới cửa Diệp Thần Phong đem Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 843, Phát Điên. Mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời dư huy có vẻ cực kỳ sáng lạn mỹ lệ. Nam Cảng kinh vụ nơi cửa, Diệp Thần Phong mặc trên người một bộ màu đen tu thân Âu phục. Bộ này Âu phục là Trần Kiến Quân chuyên môn vì hắn chuẩn bị, Diệp Thần Phong trời sinh chính là cái giá áo, bất kỳ y phục mặc ở trên người hắn đều cực kỳ đẹp đẽ. Bộ này màu đen Âu phục cho Diệp Thần Phong tăng thêm mấy phần tà tà sức mê hoặc, đầu thượng tầng rõ ràng màu đen tóc rối, có chút gầy gò nhưng vô cùng nại xem khuôn mặt,
làm cho Diệp Thần Phong khí chất cùng tướng mạo tăng lên trên diện rộng, 10 phần có rồi thần tượng phong độ. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Trần Kiến Quân, nói rằng, Diệp Thiên Sinh, sau đó buổi tối ta sẽ phái ra 50 tên rất kinh ở Bắc Cảng phụ cận bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Cứ ta hiểu rõ đêm nay đợi được khách mời toàn bộ lên phạm ra du thuyền sau khi, du thuyền sẽ lái vào trong biển rộng, ở xung quanh hải vực chạy một vòng sau khi, mới sẽ lại trở lại Bắc Cảng. Ở phạm ra du thuyền khởi động sau khi, chúng ta sẽ an bài mấy chiếc du thuyền theo sau từ xa các ngươi, để trên đường xảy ra bất trắc, ta có thể bất cứ lúc nào phái ra rất kinh đến đây trợ giúp, đương nhiên là có Diệp Tiên Sinh ngài ở du thuyền trên, ta tin tưởng Diệp Tiên Sinh có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Này chiếc Mercedes là ta vì là Diệp Tiên Sinh ngài chuẩn bị, không biết Diệp Tiên Sinh ngài có hài lòng hay không? Trần Kiến Quân chỉ vào một bên một chiếc màu đen đại bôn hỏi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, Trần Trưởng Phòng, ta đối với những này đều không phải rất chú ý, người an bài cho ta là được. Tư Vũ nhà đầu này tại sao vẫn chưa ra? Không phải là làm cho nàng đổi bộ quần áo mà. Bình thường nàng làm việc có thể là phi thường thẳng thắn dứt khoát. Ta giúp Diệp Tiên Sinh ngài đi thúc thúc nàng. Trần Kiến Quân mới vừa muốn đi vào kinh vụ nơi đi dục một thoáng Trần Tư Vũ thời điểm. Chỉ thấy trên người mặc một bộ màu đen dạ phục, trên chân dẫm một đôi màu đen giày cao gót Trần Tư Vũ đi ra. Trần Tư Vũ trên người màu đen dạ phục phi thường thiếp thân, đưa nàng vóc người bốc lửa phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Trắng nõn trên khuôn mặt hóa một chút nhạt trang, làm cho nàng càng thêm nhiều hơn mấy phần nữ tính mị lực. Trải qua một phen cẩn thận trang phục Trần Tư Vũ, cả người trong nháy mắt đã biến thành nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, Trần Tư Vũ lớn như vậy nàng vẫn không có xuyên qua dạ phục, chớ nói chi là giày cao gót, ngày hôm nay là nàng lần thứ nhất như vậy nữ tính hóa trang phục, trên thân thể luôn cảm giác có một ít khó chịu. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, khi làm Trần Tư Vũ vừa định phải đi dưới kinh vụ nơi trước bậc thang thì, khả năng là nàng còn không quen mang giày cao gót. Chân phải không cẩn thận nhéo một cái. Cả người nhất thời hướng về phía trước quăng ngã quá khứ. Mắt thấy Trần Tư Vũ muốn cùng mặt đất đến cái thân thiết tiếp xúc, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lập tức hơi động, bóng người nhanh chóng xuất hiện ở Trần Tư Vũ bên cạnh, tay phải ôm Trần Tư Vũ thon thả. Đột nhiên hướng về trong ngực của mình lôi kéo, mùi thơm nức mũi, mềm mại đầy cõi lòng. Chỉ thấy Diệp Thần Phong ôm Trần Tư Vũ thon thả, hai người mặt đối mặt đứng ở. Trần Tư Vũ trước ngực ngọn núi chăm chú chống đỡ ở Diệp Thần Phong trên lồng ngực, hai người khuôn mặt trong lúc đó khoảng cách thật rất nhỏ, nhỏ đến có thể cảm giác được rõ rệt đối phương trong lỗ mũi hô hấp. Tuy rằng trong lòng ôm giai nhân phi thường thoải mái, thế nhưng Diệp Thần Phong khống chế lại trong lòng khát vọng, lập tức đưa cánh tay lỏng ra. Dương làm chuyện gì cũng không phát sinh, thuận miệng nói rằng, chúng ta đi nhanh lên. Bằng không không kịp tham gia đêm nay tiệc rượu. Nói xong. Diệp Thần Phong trực tiếp ngồi lên rồi chạy băng băng chỗ ngồi lái xe trên, mà Trần Tư Vũ nhưng là ngồi ở ghế phụ xử trên. Ở Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ lái xe đi về phía Nam Cảng Bắc Cảng thì. Bắc Cảng bên bờ đã ngừng rất nhiều hào xe, một chiếc tổng cộng có 7 tầng du thuyền lẳng lặng bỏ neo ở trên mặt biển, này chiếc du thuyền tên là Phạm Thị số 1, chính là Nam Cảng Phạm gia sang trọng nhất du thuyền, bên trong phòng ăn, sòng bạc, dạp chiếu bóng. Hồ bơi chờ chút tất cả phương tiện không thiếu gì cả, có thể nói này chiếc du thuyền trên phục vụ so với khách sạn 5 sao còn hoàn mỹ hơn. Mà đêm nay tiệc rượu chỉ mở ra Phạm Thị số 1 dưới đáy 6 tầng, còn tầng thứ 7 là không đúng khách tối nay mở ra. Ở Phạm Thức số 1 tầng thứ 7 một gian xa hoa trong phòng. Nắm giữ tông cấp sơ kỳ linh hồn lực chiến lang ngồi ở trên một cái ghế, ở trước mặt của hắn đứng hai cái thanh niên. Một người trong đó chính là theo hắn đi ra rèn luyện Ngô Thiên, thực lực nằm ở vương cấp sơ kỳ cấp độ, mà một cái khác nhưng là Phạm gia đời thứ 3 Phạm Kỳ, cũng chính là đêm nay trận này trên biển tiệc rượu ở bề ngoài người biết tổ chức. Ở này xa hoa gian phòng chính chuông ngang, bày ra một tấm khổng lồ cực kỳ giường, nằm trên giường hai cái tướng mạo cùng vóc người đều tốt hơn nữ nhân, một người trong đó ăn mặc màu tím dạ phục nữ nhân tên là Hứa Mỹ Linh, nữ nhân này chính là Phạm Kỳ vị hôn thê. Một cái khác ăn mặc phấn màu đỏ váy ngủ nữ nhân tên là Phạm Mỹ Lộ, nữ nhân này chính là Phạm Kỳ thân sinh muội muội. Ở trước đây không lâu thời điểm, chiến lang đi tới một chuyến Phạm gia, đem Phạm gia Phạm Kỳ gia gia cùng phụ thân bọn người giết chết, lúc đó chiến lang cho Phạm Kỳ một lựa chọn, hoặc là làm hắn cẩu, hoặc là đi gặp Diêm Vương gia,
rất sợ chết Phạm Kỳ việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn làm chiến lang cẩu, mà chiến lang cũng giúp Phạm Kỳ ngồi vững vàng chủ nhà họ Phạm vị trí. Đứng ở chiến lang trước mặt Phạm Kỳ, nhìn trên giường nằm em gái ruột cùng vị hôn thê, trong lòng của hắn có một tia không đành lòng, liền nắm vị hôn thê của hắn tới nói, hắn đến hiện tại vẫn không có chạm qua Hứa Mỹ Linh một thoáng đây. Có thể nói Hứa Mỹ Linh cùng em gái của hắn Phạm Mỹ Lộ là hàng thật đúng giá song bích thân, mà đêm nay chiến lang liền muốn đối với vị hôn thê của hắn cùng em gái ruột ra tay. Ngồi ở trên ghế chiến lang liếc mắt nhìn trước mặt Phạm Kỳ, cười gần hỏi thế nào? Lẽ nào ngươi không nỡ sao? Vẫn là ngươi đau lòng. Làm một con chó, ngươi liền muốn có làm cẩu giác ngộ, nữ nhân đối với nam nhân mà nói tính là thứ gì? Tương lai ngươi sẽ vì làm chó của ta mà cảm thấy quang vinh. Nói, chiến lang từ trên ghế chạm lên, đem y phục trên người cởi ra, cười nói, hiện tại trước tiên để cho ta tới thưởng thức hai đạo khai vị ăn sáng, đợi được đêm nay yến sẽ bắt đầu, nam cảng phần lớn gia tộc lớn bên trong đại tiểu thư ta đều có thể thưởng thức qua đến rồi. Chiến lang không tự chủ lè lưỡi liếm môi một cái. Lang ca, ta lui xuống trước đi. Phạm Kỳ cắn chặt hàm răng nói rằng, ta để ngươi lui xuống đi sao? Hai người các ngươi ở đây khỏe mạnh đứng. Chiến lang lạnh giọng nói rằng. Đứng ở Phạm Kỳ bên cạnh Ngô Thiên, thấp giọng nói rằng, Phạm Kỳ, ngươi liền nhận mệnh. Kỳ thực ngươi có thể làm lang ca một con chó, vậy cũng là ngươi may mắn, chí ít ngươi không cần ngươi cùng ra ra, phụ thân các loại chờ, người như thế, như vậy đã sớm đi gặp Diêm Vương ra. Phạm Kỳ đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai con mắt nhìn một bước tiếp cận giường lớn chiến lang. Hắn trong lỗ mũi hô hấp trở nên hơi gấp gáp. Chiến lang ở đi tới trên giường lớn sau khi, trực tiếp đem Phạm Mỹ Lộ cùng Hứa Mỹ Linh cho làm tỉnh lại, bởi hai nữ nhân này trong thân thể sớm đã bị quán thuốc, coi như tỉnh lại hai nữ nhân này cũng không cách nào nhúc nhích một thoáng, thậm chí muốn cắn lưỡi tự sát cũng không làm nổi. Hứa Mỹ Linh cùng Phạm Mỹ Lộ tỉnh lại sau khi, nhìn thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không mặc một bộ y vật chiến lang bò lên giường. Lại nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Phạm Kỳ cùng Ngô Thiên sau, hai nữ nhân này vừa mới bắt đầu còn có một chút mê man, nhưng mà, khi, làm chiến lang không chút do dự lôi kéo rơi mất hai người bọn họ quần áo sau khi, các nàng mới ý thức tới tình huống dưới mắt. Phạm Mỹ Lộ cùng Hứa Mỹ Linh trong cổ họng rít gào liên tục, hai nữ nhân này rít gào phảng phất có thể gây nên chiến lang khát vọng, chiến lang hai tay trước tiên ở Hứa Mỹ Linh trên người tìm tòi lên. Hứa Mỹ Linh thân thể vẫn không có trải qua nam nhân khai phá đây. Như vậy bị một người đàn ông xa lạ xoa xoa, còn ở vị hôn phu của mình trước mặt, làm cho nàng xấu hổ muốn lập tức cắn lưỡi tự sát, nhưng đáng tiếc chính là trong thân thể một điểm sức mạnh cũng không sử dụng ra được. Phạm Kỳ, người nhanh cứu cứu ta, người nhanh cứu cứu ta. Hứa Mỹ Linh trong miệng uể oải cầu cứu nói. Nhưng mà, Phạm Kỳ chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thấy cảnh này Hứa Mỹ Linh. Nàng là triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Ta sẽ để hai người các ngươi đều tốt hưởng thụ một chút. Chiến lang trên mặt vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn, bắt đầu ở Hứa Mỹ Linh cùng Phạm Mỹ Lộ trên người vận động lên. Đứng ở một bên Phạm Kỳ nhìn mình em gái ruột cùng vị hôn thê bị chiến lang như vậy đùa bỡn, trong lòng của hắn sự phẫn nộ hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là muốn đến lúc trước chiến lang giết chết ra ra hắn cùng phụ thân các loại chờ người thủ đoạn tàn nhẫn sau. Trong lòng của hắn lửa giận lại lần nữa tắt. Ở trên thế giới này, có mấy người vì sống tiếp sẽ bỏ qua tôn nghiêm, từ bỏ làm người điểm mấu chốt, thậm chí là từ bỏ nguyên bản người thân cận nhất, mà có mấy người sẽ vì bảo vệ mình bên người người thân, bằng hữu cùng người yêu, liều lĩnh xông về phía trước, thậm chí là ngay cả mình tính mệnh cũng không để ý. Phạm Kỳ rõ ràng là thuộc về người trước, mà Diệp Thần Phong rõ ràng là thuộc về người sau. Chiến lang làm ra như vậy phát điên sự tình, Phạm Kỳ liền hô một tiếng cũng không dám hàng, người như thế trời sinh là làm cẩu liêu. Chương 844, hy vọng ngươi có tiểu cường sức sống. Màn đêm dần dần chậm lại, xin mời sử dụng phỏng vấn bổn trạm. Một vòng trong sáng mặt trăng treo lơ lửng ở trong trời đêm, màu trắng bạc nguyệt quang vung vãi ngoài khơi, lúc này Nam Cảng Bắc Cảng là càng ngày càng nóng náo loạn. Nam Cảng Phạm gia du thuyền Phạm Thị số 1 trên, có lục tục khách người đi tới, đêm nay trên biển Yến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu rồi. Ở Phạm Thị số 1 tầng thứ 7 một gian xa hoa trong phòng. Ngay chính giữa một tấm thư thích trên giường lớn,
hai đóa chói mắt hoa mai nở rộ ở trắng noãn trên giường. Phạm Kỳ vị hôn thê Hứa Mỹ Linh cùng em gái ruột Phạm Mỹ Lộ, hai người này nằm ở thư thích trên giường lớn nữ nhân, các nàng trên người không có bất luận một cái nào y vật, yết hầu đều có một cái sâu sắc vết thương, ấm áp máu tươi còn ở vết thương bên trong không ngừng mà tràn ra tới, hai nữ nhân này hiển nhiên là đã tắt thở. Đồng dạng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có xuyên bất kỳ y vật chiến lang, hắn nằm ở hai nữ nhân này trung gian, trong tay phải cầm một con ly cao cổ bên trong là tinh chất lỏng màu đỏ, chậm rãi từng miếng thưởng thức dưới cái nhìn của hắn mỹ vị. Này chính là chiến lang đặc thù ham mê. Chiến lang yêu thích thưởng thức gia tộc lớn tiểu thư máu tươi, hơn nữa nhất định phải song bích thân gia tộc lớn tiểu thư, ở mỗi lần cùng gia tộc lớn tiểu thư làm xong vận động sau. Hắn thì sẽ không chút do dự đem đối phương cho cắt hít hầu, sau đó thu thập từ đối phương trong cổ họng chảy ra máu tươi, thư thích thưởng thức lên. Chiến lang đem ly cao cổ bên trong máu tươi uống một hơi cạn sạch sau, mặc quần áo tử tế từ trên giường đi xuống, bên trong thân thể không có dấu hiệu nào nổi lên một trận cáu kỉnh sóng năng lượng đến, để ở đây nguyên bản sắc mặt có chút tái nhợt Phạm Kỳ, trên mặt màu máu trong nháy mắt biến mất không còn một mống, mà nắm giữ vương cấp sơ kỳ linh hồn lực Ngô Thiên. Hắn cũng cắn răng chịu đựng từ trên người chiến lang tản mát ra sóng năng lượng. Khoảng chừng sau 10 phút, chiến lang trên người sóng năng lượng chậm rãi thu lại lên, khóe miệng mang theo một vệt âm u nụ cười. Ngô Thiên đi lên hai bước, hỏi, lang ca, lẽ nào thực lực của ngươi lại đột phá sao? Chiến lang không có ẩn giấu gật gật đầu, nói rằng, không sai, ta hiện tại đã tới tông cấp trung kỳ linh hồn lực. Kỳ thực ở mấy tháng trước ta cũng cảm giác được có triệu chứng đột phá, lần này đột phá là nước chảy thành sông sự tình. Vậy chúc mừng lang ca, Ngô Thiên cung cung kính kính nói rằng. Chiến lang uốn éo cái cổ, đi tới sắc mặt trắng bệch Phạm Kỳ bên cạnh. Bàn tay vỗ vỗ Phạm Kỳ vai, nói rằng, người đối với thi thể cảm thấy hứng thú không? Này hai bộ thi thể liền giao cho ngươi xử lý. Nói, chiến lang liền đi ra khỏi phòng. Ngô Thiên theo sát ở chiến lang phía sau. Nghe được tiếng đóng cửa ở vang lên bên tai sau, ngốc đứng tại chỗ Phạm Kỳ, nhất thời đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Khởi điểm Ngô Thiên trên mặt tràn ngập thần sắc thống khổ. Sau đó khi hắn nhìn thấy trên giường chính mình vị hôn thê thi thể cùng em gái ruột thi thể thì, trong lòng của hắn sản sinh một loại phi thường biến thái ý nghĩ, trên mặt biểu hiện trở nên càng ngày càng dữ tợn, từ trên mặt đất chạm lên. Từng bước hướng về bên giường đi tới, thân thể đột nhiên đánh về phía hai bộ thi thể. Phạm Kỳ cũng rốt cục bước ra phát điên bước thứ nhất. 7 giờ rưỡi tối thời điểm. Diệp Thần Phong lái xe đại bôn đến Bắc Cảng, dọc theo con đường này ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Trần Tư Vũ là không nói tiếng nào, Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bên cạnh giai nhân. Hắn biết khả năng là Trần Tư Vũ cũng coi hắn là làm tương tự thần tiên nhân vật. Vì lẽ đó Trần Tư Vũ khó tránh khỏi có vẻ hơi câu nệ. Chúng ta đến, nếu như ngươi không ngại, ngươi có thể xưng hô ta Thần Phong, dù sao đêm nay ngươi đóng vai chính là ta bạn gái. Diệp Thần Phong mỉm cười nói. Dọc theo con đường này Trần Tư Vũ trong lòng chính là đang suy tư nên làm sao xưng hô Diệp Thần Phong, cho nên nàng mới vẫn không có mở ra khẩu, trước mắt nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, trong lòng nàng nhất thời có loại khó có thể che giấu mừng rỡ. Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói rằng, ngươi có thể gọi ta Tư Vũ. Ở Diệp Thần Phong lái xe màu đen chạy băng băng đến Bắc Cảng thời điểm, đứng ở Phạm Thị số 1 trên bong thuyền thưởng thức bóng đêm khách mời, dồn dập đưa mắt tập trung đến màu đen chạy băng băng trên, đêm nay trước tới tham gia tiệc rượu khách mời hầu như toàn bộ đều đến, Diệp Thần Phong bọn họ thuộc về là cái cuối cùng đến, này cũng khó trách sẽ thu hút ánh mắt người ta. Này lượng đại bôn không phải Tô ra sao? Đêm nay có thể nói là nam cảng trẻ tuổi toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Một tên đứng ở trên bong thuyền thanh niên, hắn đang nhìn đến màu đen chạy băng băng giấy phép sau, khẽ cười nói. Này lượng đại bôn là Trần Kiến Quân thê tử giúp đỡ chuẩn bị, Trần Kiến Quân thê tử chính là nam cảng người của Tô gia ở nam cảng cũng coi như là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu thương mại gia tộc, huống hồ Trần Kiến Quân thê tử ở nhà họ Tô địa vị cũng không thấp. Khi, làm, Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ từ đại bôn trên đi xuống thời điểm, trên bong thuyền rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở Trần Tư Vũ trên người, dù sao đêm nay Trần Tư Vũ trải qua cẩn thận trang phục sau, tướng mạo của nàng và khí chất có thể ở 9/10 trở lên.
Cái kia không phải Trần Tư Vũ sao? Không nghĩ tới nàng sẽ tới tham gia ngày hôm nay tiệc rượu. Hơn nữa nàng trang phục lên cũng thật là đẹp đẽ. Đứng ở Trần Tư Vũ bên cạnh cái kia nam chính là ai? Hắn lẽ nào là người của Tô gia sao? Ta có thể không nhớ rõ Tô gia có nhân vật này. Đứng ở Phạm thị số 1 trên bong thuyền thanh niên Tuấn Kiệt, đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ sau dồn dập bắt đầu bàn luận. Diệp Thần Phong biết Trần Tư Vũ mang giày cao gót không quá sẽ bước đi, vì lẽ đó hắn còn là phi thường thân sĩ đi tới Trần Tư Vũ bên cạnh, nói rằng ôm cánh tay của ta đi. Ở đây đấu vật, ngươi e sợ trực tiếp muốn rơi đến trong biển đi tới. Trần Tư Vũ gò má hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp chừng một chút Diệp Thần Phong, lập tức nghĩ đến Diệp Thần Phong là thần tiên giống như nhân vật, chỉ lo Diệp Thần Phong sẽ tức giận, nàng lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào sau, nàng mới đưa tay ra kéo lại Diệp Thần Phong cánh tay, đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất kéo lại một người đàn ông cánh tay, trên gương mặt đỏ bừng càng thêm lợi hại, tim đập cũng không hăng hái tăng nhanh nhảy lên. Diệp Thần Phong đúng là không đi chú ý Trần Tư Vũ vẻ mặt, hắn hôm nay tới tham gia trận này tiệc rượu mục đích, chủ yếu là tham tra một chút Phạm gia cùng Nam Cảng sự kiện có hay không liên lụy. Nhìn đi về Phạm thị số 1 đường nối hai bên đứng từng cái hộ vệ áo đen, Diệp Thần Phong vừa đi, vừa đem trong cơ thể linh hồn lực chậm rãi phóng thích ra ngoài, hắn muốn cảm ứng một thoáng tình huống chung quanh. Đêm nay cử hành tiệc rượu địa phương là ở Phạm thị số 1 tầng thứ 3, ở tầng thứ 3 có một cái phi thường rộng rãi phòng yến hội, Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ ngồi thang máy đi tới tầng thứ 3, đứng ở tầng thứ 3 trên bong thuyền Nam Cảng thanh niên Tuấn Kiệt có nhiều ý vị đánh giá Diệp Thần Phong. Còn tối nay tới tham gia tiệc rượu các nữ nhân, nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, từng cái trong lòng không khỏi than thở một câu, rất tuấn tú, rất có mị lực, rất có khí chất. Ở Trần Tư Vũ kéo Diệp Thần Phong cánh tay đi tới tầng thứ 3 trên bong thuyền sau, một cái 27-28 tuổi, hình dáng giống cái quả cầu thịt như thế thanh niên đi tới, tương tự ở người thanh niên này bên cạnh theo một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân. Nữ nhân này không ngừng mà đem bộ ngực hướng về tay của thanh niên trên cánh tay sượt. Nhìn thấy mập mạp thanh niên hướng về nơi này vừa đi tới, Trần Tư Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, đỏ mặt thấp giọng nói rằng, Thần Phong, người này là Nam Cảng Kim gia đích hệ tử tôn, bọn họ Kim gia cùng mẫu thân ta Tô gia có chút kinh doanh trên lui tới, từ trước người này theo đuổi quá ta, bất quá, bị ta mạnh mẽ giáo huấn một trận. Mập mạp thanh niên ở đi tới Diệp Thần Phong trước mặt thời điểm, trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho không nhìn, phì chán chán trên mặt chất lên một vệt buồn nôn nụ cười, hướng về phía Trần Tư Vũ thân thiết nói rằng, Tư Vũ muội muội, ngươi làm sao cũng tới tham gia lần này trên biển tiệc rượu. Hừ, Trần Tư Vũ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý tới mập mạp thanh niên. Này mập mạp thanh niên cũng không cảm thấy lúng túng, lúc này mới đưa mắt chuyển đến Diệp Thần Phong trên người, tự giới thiệu mình, ta tên Kim Tiểu Cường, là Nam Cảng Kim gia cháu ruột. Không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ngươi là Tô gia chi thứ sao? Tô gia dòng chính trẻ tuổi ta đều là nhận thức. Kim Tiểu Cường. Đối với loại này tự cho là ngớ ngẩn, Diệp Thần Phong dễ, cái vốn không muốn đi để ý tới, thuận miệng nói rằng, hy vọng ngươi người cùng ngươi tên như thế đi. Bởi vì vừa nãy Diệp Thần Phong đơn giản lợi dụng linh hồn lực cảm ứng một thoáng, hắn phát hiện này chiếc du thuyền trên không đơn giản, chỗ tối hẳn là ẩn giấu rất nhiều người. Hơn nữa những người này tuyệt đối là trong mắt người bình thường cao thủ, đêm nay ở này chiếc du thuyền trên tuyệt đối sẽ trình diễn vừa ra huyết chiến, nếu như này Kim Tiểu Cường thật sự có Tiểu Cường sức sống, hay là vẫn có thể ở đêm nay tiếp tục sống sót. Không phải có cú nói thì nói như thế mà, đánh không chết Tiểu Cường. Ngược lại những đại gia tộc này con cháu chết sống cùng Diệp Thần Phong không nhiều lắm quan hệ, Diệp Thần Phong chỉ là muốn tìm ra Nam Cảng sự kiện hung thủ sau màn mà thôi. Chương 845, Yến sẽ bắt đầu, nguy cơ áp sát. Đỗ Mãn chàng phì Kim Tiểu Cường, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong câu nói này sau, sắc mặt của hắn lập tức khó coi lên, gò má hai bên thịt mỡ không ngừng mà run run, ở Nam Cảng bang này đỉnh cấp công tử bột trong phạm vi, ai cũng biết Kim Tiểu Cường tên là hắn cấm kỵ, người khác lén lút cho Kim Tiểu Cường lấy một cái tên là con gián biệt hiệu, trước mắt nghe được Diệp Thần Phong nhắc tới tên của hắn. Kim Tiểu Cường tự nhiên cho rằng Diệp Thần Phong là đang cười nhạo hắn. Xin nhớ bổn trạm linh. Tiểu tử, người biết đắc tội ta Kim Tiểu Cường hậu quả sao?
coi như ngươi là Tô gia con cháu đích tôn, ta Kim Tiểu Cường cũng có thể để ngươi quỳ xuống đất xin tha. Kim Tiểu Cường cười lạnh nói. Thân ái, hà tất cùng người như thế chấp nhặt đây? Người như thế căn bản không phải là cùng ngươi ở một cấp độ trên. Ông Kim Tiểu Cường tên kia nùng trang diễm mặt người phụ nữ nói. Được rồi, đêm nay đại gia đều là tới tham gia tiệc rượu, cho ta La Vĩnh Thiên một bộ mặt, không nên ở chỗ này nháo lên. Một tên thân thể cường tráng cực kỳ thanh niên đi tới, tên này thanh niên trên đầu là sạch sẽ bản thốn, trên người mặc một bộ Âu phục màu đen, bất quá, hắn thạc tráng thân thể đem Âu phục no đến mức căng phồng, thấy thế nào đều phi thường khó chịu. Ở cái này tên là La Vĩnh Thiên thanh niên đi tới Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ trước mặt sau, đứng ở trên bong thuyền một nam một nữ khác cũng đi tới, nữ trên người mặc một bộ màu trắng dạ phục, tóc thật dài cao cao bàn lên, một tấm trên gương mặt trái xoan là phi thường ngũ quan xinh xắn, tướng mạo đúng là cùng trang phục quá Trần Tư Vũ không phân cao thấp, mà một cái khác nam trên mặt mang theo thanh đạm nụ cười, tướng mạo ngược lại cũng mười phân rõ ràng tú, hắn ở đi tới Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ trước sau. Quay về Kim Tiểu Cường nói rằng, con gián, muốn trách ngươi cũng chỉ có thể quái ba mẹ ngươi cho ngươi lấy như thế một cái tên, ngươi làm khó dễ người khác làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn ở chỗ này nháo lên hay sao? Nghe được cái này thanh niên dáng dấp thanh tú gọi hắn là con gián, Kim Tiểu Cường sắc mặt trở nên càng thêm khó coi mấy phần. Bất quá, hắn không có lối ra, mở miệng phản bác, chỉnh trương mặt phì nộn là đỏ lên. Ôm Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ. Thân thể của nàng đến gần rồi một ít, nói khẽ với Diệp Thần Phong giải thích một thoáng. Ở Nam Cảng đứng hàng thứ 5 vị trí đầu thương mại gia tộc phân biệt là Phạm Gia, La Gia, Trương Gia, Uông Gia cùng Kim Gia, trong đó Phạm Gia là 5 gia tộc lớn đứng đầu. Mà Kim Gia chỉ xếp hạng 5 gia tộc lớn cuối cùng. Trải qua Trần Tư Vũ đơn giản giải thích, Diệp Thần Phong biết rồi, vừa mới cái kia tên là La Vĩnh Thiên Thanh Niên. Chính là Nam Cảng La Gia đích hệ tử tôn. Hiện nay ở Nam Cảng quân bộ nhậm chức, mà vừa nãy mở miệng trêu chọc Kim Tiểu Cường thanh tú thanh niên, chính là Nam Cảng Uông gia đích hệ tử tôn Vũng Đông, mà tên kia ăn mặc màu trắng dạ phục nữ nhân, chính là Nam Cảng Trương gia đích hệ tử tôn Trương Hiểu Vân. Diệp Thần Phong ở Trương Hiểu Vân trên người lưu ý chốc lát. Lúc trước đến Nam Cảng trước, Diệp lão gia tử đã nói hắn ở Nam Cảng có vị bạn cũ, hắn cái này bạn cũ rất yêu thích thu thập dược liệu quý giá. Để Diệp Thần Phong rảnh rỗi có thể đi bái phỏng một thoáng, hơn nữa vừa vặn chính là Diệp lão gia tử vị lão bằng hữu này muốn tổ chức 70 đại thọ. Diệp lão gia tử vị lão bằng hữu này chính là Nam Cảng Trương gia gia chủ Trương lão gia tử. Diệp Thần Phong ở trong lòng tính toán một chốc thời gian, ngày mai hẳn là chính là Trương lão gia tử 70 đại thọ, hắn cũng thật sự muốn đi Trương gia một chuyến đây. Dù sao hắn còn muốn thu thập một ít dược liệu. Giúp Hàn Sơ Tuyết đi trừ bên trong thân thể cấm thuật lưu lại di chứng về sau, mà trước mắt cái này tên là Trương Hiểu Vân nữ nhân. Hẳn là Trương lão gia tử tôn nữ, nếu Trương gia cùng Diệp gia có chút ngọn nguồn. Như vậy Diệp Thần Phong đến không ngại ở lúc khẩn cấp quan trọng bảo vệ một thoáng tấm này Hiểu Vân. Diệp Thần Phong nhìn về phía Trương Hiểu Vân ánh mắt phi thường mịt mờ, vì lẽ đó ở đây những người khác cũng không có phát hiện, bất quá. Người trong cuộc Trương Hiểu Vân thật giống cảm giác được Diệp Thần Phong ở nhìn nàng, này không để cho nàng do nhíu nhíu mày liễu. Huynh đệ, nhận thức một chút đi, ta tên là Vĩnh Thiên, ta có thể rất là bội phục huynh đệ ngươi a. Tư Vũ có thể chưa từng có bồi tiếp nam người tham gia quá bất kỳ tiệc rượu đây. Huynh đệ ngươi là người thứ nhất, La Vĩnh Thiên hào sảng khoái cười nói. Ôm Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ, đôi mắt đẹp chừng một chút La Vĩnh Thiên. Nói rằng, là đại ca, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Rất rõ ràng Trần Tư Vũ cùng La Vĩnh Thiên là nhận thức, hơn nữa quan hệ còn hẳn là rất tốt. Huynh đệ, ta tên Vũng Đông, kính xin huynh đệ chăm sóc nhiều hơn. Vũng Đông cũng lập tức khiêm tốn nói rằng, cho tới Trương Hiểu Vân vốn là đối với Diệp Thần Phong vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao Diệp Thần Phong tướng mạo cho hắn thêm không ít phân, nhưng là ở cảm thấy được Diệp Thần Phong lén lút đánh giá nàng sau. Nàng đối với Diệp Thần Phong ấn tượng là một đường trượt, chỉ là thờ ơ nói một câu, ta tên Trương Hiểu Vân. Diệp Thần Phong thấy La Vĩnh Thiên bọn người phóng khoáng mở miệng, hắn ngược lại cũng không tốt thờ ơ không động lòng, cười nói, ta tên Diệp Thần Phong, là từ Kinh Thành tới được. Nguyên lai Diệp huynh đệ ngươi không phải Nam Cảng người a. Các loại chờ, đêm nay tiệc rượu kết thúc,
ta xin mời Diệp huynh đệ ngươi ở Nam Cảng cố gắng vui đùa một chút. La Vĩnh Thiên phi thường như quen thuộc, hẳn là thuộc về loại kia ăn từng miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy phóng khoáng loại hình. Tiểu tử, ngươi không phải Nam Cảng người, ngươi còn dám ở Nam Cảng hung hăng. Ta Kim Tiểu Cường bảo đảm ngươi đi không ra Nam Cảng. Một bên bị La Vĩnh Thiên các loại chờ, người không nhìn Kim Tiểu Cường, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong không phải Nam Cảng người sau, hắn lập tức lại đắc sắt lên. Kim Tiểu Cường, Diệp huynh đệ là ta La Vĩnh Thiên bằng hữu, nếu như ngươi dám đối với Diệp huynh đệ động thủ, đừng trách ta La Vĩnh Thiên đối với ngươi không khách khí. La Vĩnh Thiên nhìn Kim Tiểu Cường nói rằng, La gia ở Nam Cảng so với Kim gia thực lực phải mạnh hơn không ít. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nếu như này chiếc du thuyền trên thật sự muốn phát sinh huyết chiến, e sợ Kim Tiểu Cường không sống hơn đêm nay, vì lẽ đó hắn thuận miệng nói rằng, La huynh đệ, chuyện này chính ta sẽ xử lý tốt, huống hồ tên ngu ngốc này hay là liền đêm nay cũng không sống hơn. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, không chỉ có Kim Tiểu Cường đổi sắc mặt, liền La Vĩnh Thiên bọn người đổi sắc mặt, La Vĩnh Thiên đám người nhất thời cảm thấy Diệp Thần Phong quá không biết thời vụ. Người như thế dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không đáng kết giao, nguyên bản bọn họ là cảm giác Diệp Thần Phong trên người toát ra đến khí chất không sai, cho rằng Diệp Thần Phong phải là một nhân vật, vì lẽ đó La Vĩnh Thiên các loại chờ, nhân tài đi tới. La đại ca, ngươi nghe được tiểu tử này chứ? Sau đó các loại chờ tiệc rượu kết thúc, La đại ca ngươi sẽ không quản tiểu tử này sự tình chứ? Ta muốn cho tiểu tử này biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Kim Tiểu Cường vui mừng nói rằng, La Vĩnh Thiên các loại chờ người không có lại mở miệng, đúng là kéo Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ, mắt lạnh nhìn Kim Tiểu Cường này ngớ ngẩn, nàng biết nếu như Kim Tiểu Cường thật sự dám trêu chọc Diệp Thần Phong, e sợ Kim Tiểu Cường ngay cả mình là chết như thế nào cũng sẽ không biết. Các vị, tiệc rượu hẳn là lập tức sẽ bắt đầu rồi, chúng ta tiến vào phòng yến hội đi. La Vĩnh Thiên vì không cho bầu không khí lúng túng, hắn trung khí mười phần giống lên một cổ họng, sau đó, đứng ở trên boong thuyền người dồn dập đi vào phòng yến hội, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt là tràn ngập xem thường cùng xem thường, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong quá trang bê, sau đó các loại chờ tiệc rượu kết thúc nhất định sẽ bị Kim Tiểu Cường thủ hạ ném vào trong biển rộng đi. Ở Diệp Thần Phong các loại chờ, mọi người đi vào tầng thứ 3 phòng yến hội thì Phạm Thị số 1 tầng thứ 7 một gian phòng quản lý bên trong, Chiến Lang, Ngô Thiên cùng Phạm Kỳ đều ở, Phạm Kỳ trên mặt khôi phục vô cùng tự nhiên vẻ mặt, ở Chiến Lang trước mặt có một khối quản chế màn hình, bên trong rõ ràng là phòng yến hội hình ảnh. Chiến Lang không ngừng mà đem hình ảnh phóng to, nhìn trong phòng yến hội Nam Cảng các gia tộc lớn đại tiểu thư, hắn vẻ mặt là càng ngày càng hưng phấn, ngược lại, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, hắn chỉ vào chuột, để hình ảnh không ngừng phóng to lại phóng to. Khi thấy rõ ràng bóng người kia tướng mạo thì, trên mặt của hắn chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, nói rằng, Diệp Thần Phong. Thật không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ xuất hiện ở đây, vậy chúng ta đem kế hoạch thay đổi một thoáng, trước tiên ở đây thưởng thức vừa ra trò hay lại nói, nhìn Diệp Thần Phong thực lực đến cùng làm sao. Đêm nay Thuận liền có thể đem Diệp Thần Phong giải quyết. Bởi Chiến Lang là xem qua Diệp Thần Phong bức ảnh, vì lẽ đó hắn một chút liền đem Diệp Thần Phong nhận ra. Đứng ở Chiến Lang bên cạnh Ngô Thiên con người cũng chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh Diệp Thần Phong bóng người, phảng phất đối với Diệp Thần Phong cũng tràn ngập dày đặc hứng thú. Được rồi, Phạm Kỳ, du thuyền có thể, đêm nay trên biển tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chiến Lang quay về Phạm Kỳ phân phó nói, đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau khi, bên trong thân thể của hắn chiến ý liền đã xảy ra là không thể ngăn cản khuếch tán đi ra. Trong bóng tối nguy cơ đã đang chậm chậm hướng về Diệp Thần Phong áp sát. Chương 846, chân chính xác chết di động. Phạm Thị số 1 ở Bắc Cảng khoảng 5 phút sau, hai chiếc do Nam Cảng cảnh giới người đứng đầu Trần Kiến Quân sắp xếp cano đi theo thật sát, ở hai chiếc cano trên tổng cộng có chừng 10 danh thủ nắm hỏa lực vũ khí đặc công. Quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết xin mời phỏng vấn. Phạm Thị số 1 tầng thứ 3 trong phòng yến hội. Từng cái trên bàn dài đã chuẩn bị kỹ càng rượu cùng thức ăn, Nam Cảng một đám thanh niên tuấn kiệt, trong tay bọn họ bưng chén rượu túm năm tụm ba tụ đến cùng một chỗ trò chuyện. Trong đó là Vĩnh Thiên, Vũng Đông, Trương Hiểu Vân cùng Kim Tiểu Cường bốn người này đi cùng nhau, là Vĩnh Thiên các loại chờ, người nhìn thấy kéo Kim Tiểu Cường cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân, từng cái là không tự chủ cau mày,
cái này nùng trang diễm mặt nữ nhân căn bản là không thích hợp xuất hiện ở trường hợp này bên trong. Diệp Thần Phong cũng tiện tay từ trên bàn dài cầm lấy một ly rượu đỏ, mà Trần Tư Vũ thì lại trước sau là đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong trong tay nhẹ nhàng lay động ly cao cổ, thỉnh thoảng sẽ tao nhã hơi mân trên một cái. Kim Tiểu Cường đang nhìn đến Diệp Thần Phong dương dương tự đắc dáng dấp sau, hắn cười gần một tiếng, nói rằng, tiểu tử, thật hy vọng sau đó tiệc rượu lúc kết thúc, người vẫn có thể cho ta duy trì dáng vẻ ấy. Diệp Thần Phong dừng bước, liếc mắt nhìn Kim Tiểu Cường này ngớ ngẩn, bĩu môi ba, nói rằng, đêm nay trận này tiệc rượu sau khi kết thúc, ta sẽ là hình dáng gì? Chỉ sợ ngươi không nhìn thấy, bởi vì đêm nay ngươi có 90% có thể sẽ tử ở này chiếc du thuyền trên. Hắc, Kim Tiểu Cường là triệt để phát phì cười, trên mặt thịt mỡ không ngừng mà run run, nói rằng, tiểu tử, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này giết ta sao? Gia gia ta mượn ngươi mấy cái đảm, ngươi dám đối với gia gia ta động thủ sao? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, giết ngươi, ta hiềm tay bẩn, đêm nay ngươi liền tự cầu phúc đi. Này chiếc du thuyền trên tất cả mọi người đều tự cầu phúc đi. Đứng ở Kim Tiểu Cường bên cạnh La Vĩnh Thiên các loại chờ người, bọn họ khi nghe đến Diệp Thần Phong câu nói này sau. Từng cái cũng không khỏi nhíu nhíu mày, bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong quá ngông cuồng tự đại, loại này ngông cuồng tự đại ở trong mắt bọn họ là ngu xuẩn đại danh từ. Kỳ thực Diệp Thần Phong đối với La Vĩnh Thiên các loại chờ người rất có hảo cảm, bất quá, hắn cũng không có giải thích thêm cái gì. Nhiều nhất ở chờ sẽ gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn tận lực phối hợp một thoáng La Vĩnh Thiên các loại chờ, người đi. La Vĩnh Thiên liếc mắt nhìn ôm Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ. Hắn cùng Trần Tư Vũ đến cũng coi như là vô cùng tốt bằng hữu, dưới cái nhìn của hắn Trần Tư Vũ cũng không phải một cái kinh nữ nhân, mà Trần Tư Vũ đến hiện tại còn một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Này liền để La Vĩnh Thiên hoài nghi thân phận của Diệp Thần Phong cũng không đơn giản. Chỉ ít Diệp Thần Phong cũng không e ngại Kim Tiểu Cường, thậm chí là Nam Cảng Kim gia. Mà giữa lúc La Vĩnh Thiên rơi vào trong trầm tư thời điểm, phòng yến hội bốn phía kèn đồng bên trong truyền ra Phạm Kỳ âm thanh, Phạm thị số 1 hiện tại đã. Thật cao hứng các vị có thể cho ta Phạm Kỳ mặt mũi. Đêm nay trước tới tham gia do ta tổ chức trên biển tiệc rượu, ta đêm nay tuyệt đối sẽ cho đại gia mang tới một người vô cùng lớn lao kinh hỉ. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, đêm nay trên biển yến sẽ bắt đầu. Từ đầu tới cuối Phạm Kỳ đều chưa từng xuất hiện ở trong phòng yến hội, chỉ có tiếng nói của hắn từ kèn đồng bên trong truyền tới, ở đoạn văn này sau khi nói xong, kèn đồng bên trong âm thanh cũng im bặt đi. Phạm Kỳ đây là đang giở trò quỷ gì? Ngày hôm nay tiệc rượu là hắn tổ chức, hắn cũng không ra lộ cái mặt. Khiến cho thần bí như vậy hề hề, hắn sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao? Kim Tiểu Cường hiện tại cũng không rảnh đi để ý tới Diệp Thần Phong. Dưới cái nhìn của hắn tiệc rượu sau khi kết thúc, chính là Diệp Thần Phong bị hắn giáo huấn thời khắc, vì lẽ đó hắn hiện tại không cần thiết đem thời gian lãng phí ở Diệp Thần Phong trên người. Gần nhất Phạm gia tình huống có chút quỷ dị, Phạm Kỳ gia gia cùng phụ thân thật giống toàn bộ mất tích, hiện tại toàn bộ Phạm gia toàn bộ trưởng khống ở Phạm Kỳ trong tay, nếu không là ông nội ta để cho ta tới tra xét tình huống. Ta mới lười tới tham gia loại này tính chất tiệc rượu. La Vĩnh Thiên phi thường ngay thẳng nói rằng. Phạm Kỳ mặc dù nói được cho một nhân tài, thế nhưng Phạm gia như thế sớm liền rơi xuống Phạm Kỳ trên tay. Ta xem toàn bộ Phạm gia sớm muộn sẽ bị Phạm Kỳ cho bại quang. Ta cũng là bởi vì ông nội ta ý tứ, mới đến đêm nay tiệc rượu nhìn. Uông gia Vũng Đông cũng gật đầu nói rằng. Ca, 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 ca. Ở Vũng Đông tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm. Từng trận tiếng kim loại đột nhiên vang vọng ở trong phòng yến hội. Ở phòng yến hội phía trước nhất xuất hiện ở ba cái to lớn lỗ tròn, viên trong động nhưng vẫn là không ngừng mà truyền ra kim loại âm thanh. Trong phòng yến hội ánh mắt của mọi người toàn bộ muốn tập trung đến ba cái to lớn lỗ tròn trên, dưới cái nhìn của bọn họ này hay là chính là Phạm Kỳ muốn cho bọn họ kinh hỉ. Khoảng chừng sau một phút, ba cái to lớn lồng sắt từ viên trong động xông ra, ở mỗi cái thiết trong lồng đều có 10 người. Ba cái thiết trong lồng tổng cộng có 30 người, này 30 người nhìn qua vô cùng quái dị, hai con ngươi là màu trắng tinh, trong cổ họng phát sinh ô nghẹn ngào yết tiếng vang, trên mặt vẻ mặt cực kỳ trắng bệch, thật giống cả khuôn mặt trên bị lau một tầng bạch diện phấn như thế, nhìn qua vô cùng khủng bố. Lồng sắt bên trong này 30 người tâm tình thật giống cực kỳ không ổn định,
đặc biệt là bọn họ thật giống ngửi được trong phòng yến hội người mùi vị, thân thể của bọn họ không ngừng va chạm lồng sắt. Ầm, 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 tiếng va chạm không dứt bên tai. Diệp Thần Phong đang nhìn đến lồng sắt bên trong này 30 người sau, lông mày của hắn nhất thời chăm chú cau lên đến, hắn dám khẳng định lồng sắt bên trong này 30 người là hoàn toàn cảm hóa hóa thi chứng, liền ngay cả hắn cũng không có một chút nào biện pháp giải cứu, có thể nói này 30 người đã biến thành chân chính xác chết di động, cũng chính là trong phim ảnh tục xưng zombie. Đang nhìn đến những này zombie sau khi xuất hiện, Diệp Thần Phong kết luận Phạm Gia quả nhiên cùng Nam Cảng sự kiện có quan hệ. Trận này sự kiện hậu trường điều khiển giả lại vẫn làm ra hoàn mỹ hóa thi bệnh độc đến, điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm giác sự tình càng ngày càng không ổn. Ôm Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ, nàng cũng hơi cau mày, nàng ở khu cách ly bên trong gặp không có triệt để tiến hóa thành xác chết di động hóa thi chứng người bệnh, nàng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong ở cảm giác được Trần Tư Vũ ánh mắt sau, hắn thấp giọng nói rằng, sau đó theo sát ở bên cạnh ta. E sợ đêm nay này chiếc du thuyền thượng tướng sẽ có một hồi huyết chiến. Ở Diệp Thần Phong thấp giọng căn dặn Trần Tư Vũ thời điểm, tỏ rõ vẻ thịt mỡ Kim Tiểu Cường tự cho là cười nói, ta còn tưởng rằng Phạm Kỳ sẽ cho chúng ta cái gì kinh hỉ đây. Hóa ra là hóa trang vũ hội a. Những này zombie cũng vẫn rất ra dáng, hẳn là chuyên nghiệp diễn viên chứ. Người ở chỗ này nghe được Kim Tiểu Cường lớn tiếng giải thích sau khi, mỗi một người đều thoải mái. Mà Kim Tiểu Cường nhưng là hướng về bên trái một cái lồng sắt đi tới, ôm Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ, không nhìn được lòng tốt nhắc nhở Kim Tiểu Cường, ta khuyên ngươi không nên tới gần lồng sắt, bằng không ngươi rất có thể sẽ không liều mạng mà. Kim Tiểu Cường hơi sửng sốt một chút, liền lập tức ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng, Tư Vũ muội muội, ngươi đừng nói cho ta thiết trong lồng là thật sự zombie chứ. Ta thật sợ hãi a, ta thật sợ hãi a. Kim Tiểu Cường cố ý lộ ra một bộ sợ hãi dáng dấp, có thể dưới chân bước chân nhưng không có dừng lại. Ở đây những người còn lại trên mặt cũng từng cái lộ ra ý cười, La Vĩnh Thiên mở miệng cười nói, Tư Vũ, phía trên thế giới này nào có cái gì zombie à? Đây nhất định là Phạm Kỳ làm ra đến tân trò gian, lấy này đến cho tiệc rượu tăng thêm một ít bầu không khí. Ca, 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 ca. Khi, làm, giả vờ sợ sệt Kim Tiểu Cường đi tới bên trái lồng sắt trước thì, bên trái lồng sắt nhất thời đánh đến mở, bên trong 10 cái hóa thi chứng người bệnh đi ra, Kim Tiểu Cường cánh tay khoát lên cái thứ nhất zombie trên bả vai, quay đầu cười đối với Trần Tư Vũ nói rằng, Tư Vũ muội muội, ngươi thấy hay không? Ca ca ta dũng không dũng cảm, ca ca ta có hay không mất mạng? Người ở chỗ này nhìn thấy Kim Tiểu Cường bộ này trêu tức vẻ mặt, bọn họ liếc nhìn Trần Tư Vũ. Từng cái lần thứ hai nở nụ cười. Nhưng mà, một giây sau, cái kia trên bả vai bị Kim Tiểu Cường đắp cánh tay zombie, hắn đột nhiên há hốc miệng ra, một cái trực tiếp cắn ở Kim Tiểu Cường trên cánh tay, trực tiếp đem Kim Tiểu Cường một miếng thịt cho cắn đi, máu tươi tung tóe, sâu thấy được tận xương. Sau đó, vẫn không có các loại chờ Kim Tiểu Cường trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh, còn lại 9 cái zombie toàn bộ nhào tới Kim Tiểu Cường trên người. Đối với Kim Tiểu Cường là một trận gặm cắn, Kim Tiểu Cường thân thể trong nháy mắt nhấn chìm ở 10 cái zombie bên trong. Máu tươi phun, tình cảnh đồ sộ. Trong phòng yến hội người trong nháy mắt yên tĩnh lại, từng cái trừng lớn mắt, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng ngắc ở. Mà đi theo Kim Tiểu Cường phía sau tên kia nùng trang diễm mặt nữ nhân, nàng thấy rõ ràng Kim Tiểu Cường thịt trên người bị từng khối gặm cắn xuống đến rồi, trực tiếp sợ đến co quắp ngồi trên mặt đất. Chân chính xác chết di động xuất hiện. Chương 847, đánh nổ, đánh nổ, đánh nổ. Tư lạc tư lạc tư lạc tư lạc. Trong phòng yến hội đầy rẫy làm người ta sợ hãi gặm cắn ra thịt âm thanh, ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Chân Tư Vũ có chuẩn bị tâm lý ở ngoài, những người còn lại toàn bộ là ngây người như phỗng, miệng trương đại đại, trong lỗ mũi liền hô hấp đều quên. Xin nhớ bổn trạm linh. Diệp Thần Phong đơn giản dùng linh hồn lực cảm ứng một thoáng, tối thiểu ở bữa tiệc này thính bên trong không có linh hồn lực cao thủ tồn tại, đối phó những này xác chết di động, dưới cái nhìn của hắn vẫn là dễ như ăn cháo, vì lẽ đó tâm tình của hắn trong nháy mắt bình tĩnh vừa đưa ra, nhìn cách đó không xa đã ngỏm rồi Kim Tiểu Cường, thuận miệng nói rằng, đáng tiếc danh tự này, nếu như ngươi đúng là đánh không chết Tiểu Cường, hay là đêm nay còn có thể sống sót. Diệp Thần Phong câu này bình thản lạ kỳ cười gần thoại,
để bốn phía người toàn bộ tỉnh táo lại, hết thảy ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, La Vĩnh Thiên sắc mặt khó coi quay về Diệp Thần Phong chất vấn chuyện nơi đây có phải là ngươi đang dở trò quỷ. Dù sao Diệp Thần Phong mới vừa nói qua Kim Tiểu Cường không sống hơn đêm nay, mà trước mắt Kim Tiểu Cường quả thật bị loại này tương tự zombie đồ vật gặm cắn chí tử, để La Vĩnh Thiên các loại chờ người không thể không hoài nghi đến Diệp Thần Phong trên người. Đối mặt La Vĩnh Thiên lớn tiếng chất vấn, Diệp Thần Phong thản nhiên tự nhiên nói rằng, ta nghĩ đây chính là Phạm Kỳ muốn cho các ngươi kinh hỉ đi. Này chiếc du thuyền là Phạm gia, ta chỉ là ở thượng du luân trước, cảm giác được này chiếc du thuyền trên có gì đó không đúng, ở trong bóng tối hẳn là còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ, vì lẽ đó ta mới phán đoán Phạm gia đêm nay khả năng muốn đối với các ngươi động thủ, lấy này ta mới khẳng định Kim Tiểu Cường rất có thể sẽ tử ở này chiếc du thuyền trên. Nghe được Diệp Thần Phong lần này giải thích sau khi, mọi người ở đây từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ biết Diệp Thần Phong hẳn là cũng không phải đang nói dối. Một người trong đó tóc bóng loáng thanh niên, quát, người biết này chiếc du thuyền trên có không đúng địa phương, người tại sao không nói cho chúng ta? Lẽ nào người muốn hại chết chúng ta sao? Cái này tóc bóng loáng thanh niên nói, để ở đây những người còn lại căm tức Diệp Thần Phong, liền ngay cả La Vĩnh Thiên các loại chờ, người nhìn Diệp Thần Phong cũng nhíu chặt mày lên. Diệp Thần Phong mắt lạnh nhìn chằm chằm tên kia tóc bóng loáng thanh niên, nói rằng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nếu như ta vừa mới bắt đầu liền nói này chiếc du thuyền trên có vấn đề. Các ngươi có tin hay không? Ta nhớ các ngươi không những sẽ không tin tưởng, các ngươi còn có thể cười nhạo ta là kẻ ngu si chứ. Vì lẽ đó lời giải thích của ta đối với cho các ngươi tới nói thuần túy là dư thừa, hiện tại các ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ muốn sống sót bằng cách nào. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ Kim Tiểu Cường địa phương, ở đây những người còn lại cũng đều nhìn về bên kia. Chỉ thấy 10 cái xác chết di động đã gặm cắn xong Kim Tiểu Cường thân thể, Kim Tiểu Cường cái bụng hoàn toàn bị phá tan rồi, bên trong thân thể của hắn ruột loại hình các loại bộ phận. Bị 10 cái xác chết di động cầm trong tay gặm cắn, đầu của hắn cũng bị 10 cái xác chết di động cho vặn xuống, bất quá, như vậy cũng được, tối thiểu Kim Tiểu Cường sẽ không thay đổi thành xác chết di động. Ồ ồ ồ ồ ồ. Nhìn thấy 10 cái xác chết di động miệng đầy máu tươi, bọn họ há mồm ra thời điểm. Hàm răng khe trong còn thẻ đẫm máu miếng thịt, ở đây phần lớn người tất cả đều khom lưng nôn mửa lên, những này từ nhỏ sinh sống ở gia tộc lớn bên trong tiểu thư cùng thiếu gia, bọn họ nơi nào chịu đựng nổi loại này khủng bố hình ảnh. Đúng là thân thể thạc tráng La Vĩnh Thiên chỉ là sắc mặt hơi trở nên trắng, trong tròng mắt vẻ mặt trở nên phi thường nghiêm nghị, cùng La Vĩnh Thiên đứng chung một chỗ Vũng Đông và mỹ nữ Trương Hiểu Vân, hai người này một tay đỡ bàn dài cũng đang điên cuồng nôn mửa. 10 cái xác chết di động ở gặm cắn xong Kim Tiểu Cường sau. Bọn họ trong nháy mắt lại nhào tới Kim Tiểu Cường phía sau, đặt mông co quắp ngồi dưới đất nùng trang diễm mạt trên người cô gái. A không không không, tên kia nùng trang diễm mạt nữ nhân khàn cả giọng gầm rú, nhưng đáng tiếc chính là nàng tiếng gào dần dần bị nhấn chìm ở 10 cái xác chết di động bên trong. Cái kia nùng trang diễm mạt cho ở đây những người còn lại tranh thủ đến một chút thở dốc cơ hội. Ở bang này Nam Cảng công tử bột bên trong, La Vĩnh Thiên thực lực cường hãn nhất, hắn cũng tiếp nhận rồi trước mặt zombie tồn tại, dù sao hắn là Nam Cảng quân bộ bên trong người, hắn thích ứng năng lực vẫn tương đối cường. Đại gia toàn bộ tập trung đến phía sau ta, hiện tại chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, La Vĩnh Thiên mở miệng quát. Nghe được La Vĩnh Thiên tiếng gào sau khi, ở đây còn lại khom lưng nôn mửa người, bọn họ cũng ý thức được hiện tại tình hình. Không chút do dự hướng về La Vĩnh Thiên bên này áp sát, toàn bộ tụ tập đến La Vĩnh Thiên phía sau. Vừa nãy tên kia tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên, lau lau khóe miệng ô uế, cười gần chỉ Diệp Thần Phong. Nói rằng, là đại ca, người không cần thiết bảo vệ tiểu tử này, huống hồ tiểu tử này cũng không phải chúng ta Nam Cảng người. Đúng, là đại ca, chúng ta rơi xuống mức độ này tất cả đều là tiểu tử này hại, tốt nhất để tiểu tử này bị zombie cho gặm cắn chí tử. Là đại ca, tiểu tử này bị zombie gặm cắn, hay là vẫn có thể vì chúng ta kéo dài một ít thời gian đây? Ở tên kia tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên mở miệng sau khi, lại có 3 cái thanh niên lập tức phụ họa nói. Giữa lúc La Vĩnh Thiên do dự không quyết định thời điểm, Diệp Thần Phong mở miệng, các ngươi đã không hoan nghênh chúng ta, như vậy ta liền không cùng với các ngươi. Diệp Thần Phong hướng về bên cạnh đi rồi rất nhiều bộ.
thấy Diệp Thần Phong phi thường thức thời đi ra, cái kia mấy cái mở miệng thanh niên là một mặt đắc ý, là Vinh Thiên nhưng là liếc nhìn kéo Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ, thở dài, nói rằng, Diệp huynh đệ, ta không có không hoan nghênh ngươi, huống hổ bên cạnh ngươi mang theo Tư Vũ, ngươi vẫn là đứng ở phía sau chúng ta đến đây đi. Là đại ca, tuyệt đối không thể để tiểu tử kia đã đứng đến a. Trần Tư Vũ muốn đi qua, chúng ta không phản đối, dù sao nàng cũng coi như là chúng ta trong vòng người. Tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên lại mở miệng nói. Là Vĩnh Thiên ánh mắt nhìn kỹ Trần Tư Vũ, mà Trần Tư Vũ thì lại là phi thường sảng khoái lắc lắc đầu, nói rằng ta muốn theo Thần Phong. Đùa giỡn, theo Trần Tư Vũ theo Diệp Thần Phong như vậy thần tiên nhân vật mới là an toàn nhất, ở đây cái kia mấy cái mở miệng ngớ ngẩn, bọn họ quả thực là điếc không sợ súng. Ca, 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 ca. Là Vĩnh Thiên thấy Trần Tư Vũ trực tiếp từ chối, giữa lúc hắn còn muốn khuyên một khuyên thời điểm, ba cái lồng sắt bên trong mặt khác hai cái lồng sắt cũng mở ra, bên trong 20 xác chết di động lập tức đi ra, cùng lúc đó, tên kia nùng trang diễm mặt nữ nhân thi thể cũng gần như bị gặm cắn sạch sẽ, vì lẽ đó 30 xác chết di động một mạch hướng về La Vĩnh Thiên các loại chờ, người vọt tới. Những này xác chết di động là dựa vào khứu giác cùng thính giác phán đoán, bọn họ là hoàn toàn không có thị giác, vì lẽ đó ở Diệp Thần Phong đem linh hồn lực bao phủ lại chính hắn cùng Trần Tư Vũ sau, những này xác chết di động liền không cảm giác được hai người bọn họ tồn tại, toàn bộ hướng về La Vĩnh Thiên các loại chờ, người công kích. Nhìn thấy mênh mông cuồn cuộn 30 xác chết di động hướng về bên này công kích lại đây, chạm sau lưng La Vĩnh Thiên một đám nam cảng công tử bột. Bọn họ rất nhiều là sắc mặt càng ngày càng trắng xám, một phần nhỏ người thực sự không chịu được loại này áp bức, dưới chân bọn họ bước chân nhất thời càng lùi càng sau, muốn đem La Vĩnh Thiên các loại chờ, người cho rằng khiên thịt. Mắt thấy trong cổ họng phát sinh ô nghẹn ngào yết âm thanh 30 zombie càng đi càng gần, La Vĩnh Thiên mới phát hiện trong tay hắn liền vũ khí cũng không có, trong lòng trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng bên trong, cùng La Vĩnh Thiên song song đứng vũng đông cùng Trương Hiểu Vân. Hai người bọn họ trong con ngươi vẻ mặt cũng từ từ ảm đạm xuống, dưới cái nhìn của bọn họ đêm nay chính mình là chắc chắn phải chết. Xông lên phía trước nhất một cái zombie, hắn đem mục tiêu tuyển chọn Trương Hiểu Vân, thân thể đột nhiên hướng về Trương Hiểu Vân nhào tới. Trương Hiểu Vân thấy thế, thân thể mềm mại sợ đến là một trận run rẩy, một bên La Vĩnh Thiên cùng Vũng Đông cũng không có trước tiên phản ứng lại. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt loại này chỉ có ở trong phim ảnh mới phải xuất hiện zombie. Mắt thấy zombie muốn nhào tới Trương Hiểu Vân trên người, ba một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang vọng ở trong không khí, tiếp theo là phốc thử một tiếng, chỉ thấy một cái thật dài nhánh gỗ đột nhiên đem cái kia zombie đầu đâm cái đối với xuyên, cây này nhánh gỗ nhìn qua hẳn là bàn chân. Đột nhiên xuất hiện phát sinh một màn, để người ở chỗ này sửng sốt một chút sau khi... Toàn bộ ánh mắt tập trung đến cách đó không xa Diệp Thần Phong trên người, bởi vì nhánh gỗ là từ Diệp Thần Phong phương hướng bay đến, tạm thời trở về từ cõi chết Trương Hiểu Vân đồng dạng đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói rằng, ta và các ngươi Trương gia cũng coi như có chút ngọn nguồn, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Diệp Thần Phong để Trần Tư Vũ an tâm ngốc tại chỗ, hắn nhưng là hai chân đột nhiên đạp, trong tay nắm một cây gậy gỗ. Bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở La Vĩnh Thiên các loại chờ, người trước người, gậy gỗ trong tay không ngừng mà vung vẩy, những này zombie đối với người bình thường tới nói có thể sẽ chí mạng, nhưng đối với Diệp Thần Phong tới nói còn căn bản không đáng chú ý. Ầm. Bổng gỗ mỗi đến chỗ đều sẽ có một cái zombie bị bạo đầu, máu tươi cùng óc bay lả tả ở trong không khí, mới một hồi thời gian, đi ở trước nhất 10 cái xác chết di động. Toàn bộ bị Diệp Thần Phong cho đánh nổ đầu, mà Diệp Thần Phong là mặt không đỏ không thở gấp, nhàn nhã từ bên cạnh trên bàn dài bưng lên một ly rượu đỏ, phóng tới bên mép hơi nhấp một miếng, lộ ra một mặt thư thích vẻ mặt. Chương 848, hiện tại nên chúng ta lên sàn. Từ Diệp Thần Phong bóng người xuất hiện ở La Vĩnh Thiên các loại chờ nhân thân trước, đến Diệp Thần Phong ung dung tự tại đánh nổ 10 cái zombie đầu. Một loạt chuyện này chỉ phát sinh ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, thậm chí ở đây phần lớn công tử bột đều không có nhìn rõ ràng Diệp Thần Phong là làm sao động thủ. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong vào lúc này, vẫn còn có tâm tình uống rượu đỏ, ở đây nam nhân từng cái là đối với Diệp Thần Phong cực kỳ khó chịu, mà ở đây nữ nhân nhưng là trong con ngươi dị thải liên tục.
Bất luận ở thời đại nào, phụ nữ đều là yêu thích anh hùng, đặc biệt là lớn lên đẹp trai anh hùng. Tiểu tử, người mau mau cho ta đem nơi này zombie toàn bộ đánh chết, chúng ta có thể bất hòa người tính toán chuyện lúc trước. Tên kia tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên, đang nhìn đến Diệp Thần Phong một hơi giết chết 10 cái zombie sau, hai con mắt của hắn bên trong nhất thời đột nhiên sáng ngời, nguyên bản ở lui về phía sau bước chân cũng ngừng lại. Lập tức khôi phục vinh vang đắc ý công tử bột thiếu ra dáng dấp. Diệp Thần Phong quay đầu liếc mắt nhìn tên kia tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên, cười lạnh nói, ta thật hoài nghi đầu của ngươi bên trong tất cả đều là đại tiện, ngươi thấy rõ tình thế bây giờ sao? Thực sự là ngớ ngẩn một cái. Diệp Thần Phong cầm trong tay bưng rượu đỏ để xuống, trực tiếp kéo Trương Hiểu Vân tay ngọc, nói rằng, theo ta đến bên cạnh đi, ông nội ta cùng ra ra ngươi nên tính là bạn cũ. Đêm nay ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Bị Diệp Thần Phong lôi kéo tay ngọc, Trương Hiểu Vân lạ kỳ không có phản kháng. Vừa nãy Diệp Thần Phong dũng mãnh đánh nổ zombie đầu, nhàn nhã uống rượu đỏ bóng lưng đã khắc ở trong đầu của nàng. Huống chi mạng của nàng là Diệp Thần Phong cứu, nàng cũng không phải một cái ngu xuẩn nữ nhân, nàng có thể thấy ở đây cũng chỉ có theo Diệp Thần Phong mới có thể sống sót. Ở Diệp Thần Phong lôi kéo Trương Hiểu Vân tay ngọc trở lại chân tư vũ bên cạnh thì còn lại 20 xác chết di động kế tục tại triều La Vĩnh Thiên các loại chờ, người công kích, La Vĩnh Thiên các loại chờ, người chỉ có thể hung hăng lùi về sau. Chân Tư Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong lôi kéo Trương Hiểu Vân tay ngọc, trong lòng nàng đột nhiên có chút chua xót sáp sáp, ngược lại không phải đặc biệt thoải mái, mà Trương Hiểu Vân vào lúc này cũng triệt để tỉnh táo lại, vội vàng đem tay của chính mình rụt trở về. Nhớ tới vừa Diệp Thần Phong đã nói, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên sáng ngời. Hỏi, ngươi là kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong? Trương Hiểu Vân nhớ tới gia gia nàng đã từng đối với nàng đề cập tới kinh thành Diệp gia, gia gia của nàng cùng Diệp gia lão gia tử là lúc tuổi còn trẻ lão hữu, năm đó gia gia của nàng còn muốn đưa nàng cùng Diệp gia thông ra đây. Đáng tiếc chính là cuối cùng nghe nói Diệp lão gia tử tôn tử là cái vô học công tử bột, Trương Hiểu Vân đương nhiên sẽ không đồng ý, mà Trương lão gia tử rồi hướng Trương Hiểu Vân đau vô cùng yêu. Vì lẽ đó chuyện này chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ân, ta là Diệp gia Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gật gật đầu nói rằng. Thấy Diệp Thần Phong đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Hiểu Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không phải nói Diệp Thần Phong là cái công tử bột sao? Ở Trương Hiểu Vân rơi vào trong trầm tư thời điểm, cách đó không xa 20 xác chết di động cách La Vĩnh Thiên các loại chờ, người càng ngày càng gần. Trong quá trình này La Vĩnh Thiên mấy người cũng học Diệp Thần Phong đem bàn chân cho tháo ra, bọn họ cũng muốn lợi dụng bàn chân đem zombie đầu đánh nổ. Đáng tiếc chính là 20 zombie chăm chú tụ tập ở cùng nhau, bọn họ vừa không có Diệp Thần Phong tốc độ, cũng không có Diệp Thần Phong sức mạnh, gậy gỗ trong tay nhất định phải đánh vào zombie trên đầu mới được, đánh vào zombie trên thân thể, đối với zombie tới nói căn bản là không đến nơi đến chốn. Phòng yến hội môn đã bị tự động đóng lên. Muốn phá cửa mà ra nhất định phải hao phí hơn một chút thời gian, ngã cũng thời điểm La Vĩnh Thiên các loại chờ, người khẳng định đã sớm biến thành zombie trong miệng đồ ăn, mắt thấy muốn không thể lui được nữa thời điểm, Uông Gia Vũng Đông rốt cục không nhịn được hướng về cách đó không xa Diệp Thần Phong giống lên một cổ họng, Diệp huynh đệ. Ta Vũng Đông cũng không có đắc tội ngươi chứ, Diệp huynh đệ ngươi có thể hay không cứu ta Vũng Đông một mạng. Sau đó ngươi chính là ta Vũng Đông lão đại rồi. Ta Vũng Đông tuyệt đối nói chuyện giữ lời. Đứng ở cách đó không xa nhàn nhã ăn trên bàn dài đồ ăn Diệp Thần Phong, trong miệng vừa nhai một khối sườn xào chua ngọt, vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũng Đông, điều này làm cho bị zombie từng bước ép sát Vũng Đông các loại chờ, người là triệt để không nói gì, này người này so với người khác đúng là tức chết người, ở loại này thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong còn có tâm tình ăn đồ ăn. Ngược lại thật sự là như là ở tham gia tiệc rượu đây. Mà bọn họ nhưng là cho Diệp Thần Phong biểu hiện tiết mục thằng hề. Vũng Đông, ngươi cùng La Vĩnh Thiên có thể đi tới. Ta bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, hắn đối với Vũng Đông cùng La Vĩnh Thiên vẫn còn có chút hảo cảm. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, mới vừa rồi không có mở miệng đắc tội hắn Nam Cảng công tử bột môn. Từng cái tranh tương mở miệng, nói đều là giống nhau như đúc. Tỷ như vừa nãy chúng ta cũng không có đắc tội ngươi loại hình. Đối với Diệp Thần Phong tới nói đối phó 20 xác chết di động, có thể nói là trong vòng một phút liền có thể giải quyết, vì lẽ đó hắn mở miệng nói rằng, được,
mới vừa rồi không có đắc tội người của ta toàn bộ có thể đi tới. Bất quá, ta chỉ có thể không để cho các ngươi chết ở zombie trong miệng, nếu như đón lấy gặp phải cái khác phiền phức, chính các ngươi xử lý. Nghe được Diệp Thần Phong đáp ứng rồi sau khi, một đám nam cảng công tử bột, bao quát Vũng Đông cùng La Vĩnh Thiên toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong phương hướng di chuyển nhanh chóng, chỉ cần bị Diệp Thần Phong bên ngoài linh hồn lực bao phủ lại, những này zombie liền không cảm giác được người sống khí tức. Ngươi, 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 bốn người các ngươi cho ta cút sang một bên. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ vào tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên, cùng với ba cái vừa nãy chống đỡ tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên người nói rằng. Tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên trong con ngươi lộ ra một vệt hung tàn vẻ mặt, dưới chân bước chân không có dừng lại, nói rằng, ngươi để chúng ta cút sang một bên, chúng ta liền muốn cút sang một bên sao? Diệp Thần Phong đột nhiên đem hữu gậy gỗ trong tay cho văng ra ngoài, bổng gỗ trực tiếp cắm vào tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên trước mặt mặt đất bên trong, lạnh giọng nói rằng, đang đến gần một bước, tử, lần sau bổng gỗ thì sẽ không cắm vào mặt đất bên trong, mà là xuyên qua đầu của ngươi. Diệp Thần Phong đối xử kẻ địch luôn luôn là máu lạnh vô tình, vừa nãy tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên các loại chờ người, lần nữa bài xích Diệp Thần Phong, nếu như Diệp Thần Phong chỉ là một người bình thường, vậy hắn chẳng phải là muốn triệt để khổ rồi. Tóc bóng loáng tỏa sáng thanh niên, đang nhìn đến trước người hãm xuống mặt đất bên trong bổng gỗ, sau đó lại nghe được Diệp Thần Phong lời hung ác, thân thể của hắn đột nhiên một cái run rẩy. Hắn cùng mặt khác ba cái đắc tội Diệp Thần Phong người, dưới chân bước chân chỉ có thể hướng về một mặt khác chạy đi. Có thể tiến vào Diệp Thần Phong linh hồn lực phạm vi bao phủ bên trong người, những người này trực tiếp bị 20 zombie cho không nhìn. Này 20 zombie hướng về tóc bóng loáng thanh niên bọn bốn người minh mông cuồn cuộn bao vây lại, chạm sau lưng Diệp Thần Phong một đám nam cảng công tử bột trong lòng bọn họ là triệt để thở ra một hơi, vui mừng mới vừa rồi không có mở miệng đắc tội Diệp Thần Phong. Diệp huynh đệ, ngươi, khi, làm, La Vĩnh Thiên vừa định nên vì bị zombie từ từ vây quanh bốn người cầu xin thời điểm, trực tiếp bị Diệp Thần Phong lạnh lẽo đánh gãy, ta đối xử kẻ địch luôn luôn là sẽ không hạ thủ lưu tình, vừa nãy bọn họ muốn để ta tử, ta hiện tại làm sao để bọn họ sống sót. Nếu như ngươi chắc chắn cứu bọn họ, ngươi có thể tự mình ra tay cứu giúp. La Vĩnh Thiên trong lòng là một trận cười khổ, nhìn cách đó không xa minh mông cuồn cuộn zombie. Hắn biết nếu như hắn xông tới, không chỉ có liền mọi người cứu không được, trái lại còn có thể chôn vùi tính mạng của chính mình. Trong nháy mắt, tóc bóng loáng thanh niên bọn bốn người, bọn họ đã bị zombie bước đến phòng yến hội một góc bên trong, mắt thấy là không thể lui được nữa. Tóc bóng loáng thanh niên đột nhiên đem bên cạnh một người đẩy hướng về phía zombie, để 20 zombie dưới chân bước chân chậm lại chốc lát. Nhưng đáng tiếc chính là phía sau nhất phát bóng loáng thanh niên vẫn là không trốn được bị zombie gặm cắn vận mệnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng yến hội đầy dẫy thống khổ tiếng quát tháo. Cùng lúc đó, Phạm thị số 1 tầng thứ 7 phòng quản lý bên trong. Chiến lang nhìn trước mặt quản chế hình ảnh, hắn phi thường hài lòng gật gật đầu, nói rằng, xem ra Diệp Thần Phong cũng thực là có chút thực lực. Ta muốn đi tự mình gặp gỡ hắn, xem thực lực của hắn đến cái gì trình độ. Hiện tại nên chúng ta lên sàn, đêm nay tiệc rượu vừa mới bắt đầu, khai vị ăn sáng đã trải qua, hiện tại là trên chủ món ăn thời điểm. Chiến lang từ trên ghế chạm lên, bên trong thân thể cuồn cuộn chiến ý không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài, khóe miệng nụ cười càng ngày càng hưng phấn. Chương 849, xúc sinh. Xúc sinh không bằng. Ở Phạm thị số 1 tầng thứ 3 trong phòng yến hội, tóc bóng loáng thanh niên bọn bốn người bị 20 zombie gặm cắn chí tử sau, Diệp Thần Phong trong cơ thể vương cấp trung kỳ linh hồn lực trong nháy mắt giống như là thủy triều hướng về 20 zombie tập đánh tới. Này 20 ở tham lam ăn các loại thân thể nội tạng zombie, đầu của bọn họ trong khoảnh khắc bạo liệt ra, óc cùng máu tươi phun phi thường cao. Nhìn ra chạm sau lưng Diệp Thần Phong một đám công tử bột lại là một trận khom lưng nôn mửa. Được rồi, zombie ta đã giúp các ngươi giải quyết, đón lấy các ngươi lại muốn gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi muốn tự mình xử lý. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai nói rằng. Trương Hiểu Vân, xem ở hai nhà chúng ta có chút ngọn nguồn phần trên, sau đó ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Diệp Thần Phong nói với Trương Hiểu Vân song sau. Hắn ngược lại vừa nhìn về phía La Vĩnh Thiên cùng Vũng Đông, nói rằng, hai người các ngươi ta cũng sẽ thích hợp giúp một cái,
Bất quá, đêm nay gặp phải nguy hiểm, hay là ngay cả ta đều ứng đối không được, bằng vào chúng ta đều tự cầu phúc đi. Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác được này chiếc du thuyền trên tuyệt đối có cao thủ tồn tại, lấy năng lực của hắn nếu như gặp phải cao thủ cường hãn, chính mình đào mạng hay là vẫn là hành, nhiều nhất là mang cái trước người, nếu Chân Tư Vũ là theo hắn tới nơi này, như vậy hắn tự nhiên chỉ có thể mang tới Chân Tư Vũ, dù sao Diệp Thần Phong cùng Trương Hiểu Vân chưa quen thuộc, Diệp Thần Phong sở dĩ sẽ bảo vệ một thoáng Trương Hiểu Vân, cũng chỉ là xem ở gia gia hắn cùng Trương Lão Gia Tử có chút giao tình phần trên. Diệp Thần Phong cũng không có chú ý tới từ vừa nãy bắt đầu vẫn rầu rĩ không vui Chân Tư Vũ, hắn lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nói rằng, Tư Vũ, đêm nay chúng ta có lẽ sẽ gặp phải không tưởng tượng nổi nguy hiểm, bất quá ta sẽ tận lực mang theo ngươi rời đi nơi này, chỉ cần ta sống sót, đêm nay ngươi cũng sẽ không chết. Đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, Chân Tư Vũ nhất thời có chút mặt đỏ tim đập, kỳ thực Diệp Thần Phong trong lời nói cũng không ý của hắn. Chỉ là Chân Tư Vũ chính mình có chút hiểu lầm rồi. Bĩu môi ba thấp giọng hỏi, cái kia Trương Hiểu Vân bọn họ đây. Ngươi cũng phải vẫn bảo đảm bảo vệ bọn họ sao? Ông nội ta cùng Trương Hiểu Vân ra ra có chút giao tình, bất quá, ngươi yên tâm được rồi, nếu như cuối cùng chúng ta muốn nhảy thuyền đào tẩu, lấy năng lực của ta chỉ có thể mang theo một người, ta sẽ đem ngươi mang tới. Diệp Thần Phong cho rằng Chân Tư Vũ sở dĩ hỏi cái vấn đề này. Là ở thời khắc then chốt Chân Tư Vũ cho rằng hắn sẽ bỏ lại nàng, vì lẽ đó Diệp Thần Phong mới làm đơn giản giải thích. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Chân Tư Vũ nghe xong Diệp Thần Phong lần này giải thích sau khi. Hai bên của nàng mặt nhất thời trở nên đỏ bừng bừng, hàm răng cắn chặt môi, thầm nghĩ, hắn có phải là ở hướng về ta biểu lộ. Hắn có phải là ở hướng về ta biểu lộ, vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn nói hắn chỉ có thể mang theo ta một người rời đi. Lẽ nào hắn đối với ta cũng thú vị sao? Chân Tư Vũ lén lút liếc nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng làm ra một cái phi thường gian nan quyết định, các loại chờ, đêm nay tiệc rượu sau khi kết thúc, nàng liền chủ động hướng về Diệp Thần Phong biểu lộ. Nguyên bản người ở chỗ này chính nghi hoặc 20 zombie vì sao lại đột nhiên tự động bạo đầu. Đang nghe xong Diệp Thần Phong lời nói này sau khi, bọn họ mới biết tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong gây nên. Bọn họ có thể đều không nhìn thấy Diệp Thần Phong dưới chân bước chân có động bất kỳ một thoáng, bọn họ không nghĩ ra Diệp Thần Phong lợi dụng ra sao thủ đoạn. Để xa xa zombie ở trong khoảnh khắc toàn bộ bạo đầu. Đối mặt loại này không biết năng lực, ở đây một đám công tử bột nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, bắt đầu trở nên càng ngày càng cung kính lên. Ăn mặc màu trắng dạ phục, ngực quy mô vô cùng hùng vĩ Trương Hiểu Vân. Nàng đối với Diệp Thần Phong là càng ngày càng hiếu kỳ. Một cái nắm giữ cường hãn thực lực nam nhân, đối với bất kỳ nữ nhân nào đều là có vô cùng lớn lao sức hấp dẫn. Giữa lúc người ở chỗ này trong lòng từng người rơi vào trong trầm tư thời điểm, Diệp Thần Phong hai con mắt đột nhiên nhìn về phía phòng yến hội đóng cửa lớn, hắn rõ ràng cảm giác đến bên ngoài có linh hồn lực gợn sóng, nói cách khác có linh hồn lực cao thủ đang đi tới bên này phòng yến hội. Khoảng chừng 2 phút sau, một tiếng. Phòng yến hội môn từ bên ngoài bị mở ra, trên người chiến ý ngập trời Chiến Lang đi ở phía trước nhất. Mà Ngô Thiên cùng Phạm Kỳ nhưng là đi theo Chiến Lang hai bên trái phải. Diệp Thần Phong con mắt ở Ngô Thiên trên người thoáng dừng lại một chút. Hắn phát hiện Ngô Thiên thực lực chỉ nằm ở vương cấp sơ kỳ linh hồn lực, đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói căn bản không tạo thành được bất kỳ uy hiếp, mà khi tròng mắt của hắn nhìn về phía Chiến Lang người thời điểm. Con người của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại lên, hắn rõ ràng cảm giác được từ trên người Chiến Lang tản mát ra sóng năng lượng, đã là hoàn toàn vượt quá vương cấp linh hồn lực cấp độ, Chiến Lang hẳn là đến tông cấp linh hồn lực, hơn nữa còn là tông cấp trung kỳ linh hồn lực, còn đứng ở Chiến Lang một mặt khác Phạm Kỳ, trực tiếp bị Diệp Thần Phong cho không nhìn. Ở cảm giác được Chiến Lang cường hãn sau khi, Diệp Thần Phong trong tròng mắt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, cho dù hắn có vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh. Thế nhưng lấy hắn hiện tại vương cấp trung kỳ thực lực, hắn nhiều nhất có thể chiến thắng tông cấp sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, tuy rằng hắn bây giờ đã lĩnh ngộ bạo huyền bộ pháp, có thể muốn chiến thắng tông cấp trung kỳ cao thủ vẫn còn có chút khó khăn, trừ phi trước tiên muốn ma túy Chiến Lang, để Chiến Lang xem thường, sau đó sẽ cho Chiến Lang một cái xuất kỳ bất ý chí mạng công kích. Như vậy hay là liền có thể đem Chiến Lang cho một lần đánh giết. Diệp Thần Phong ở trong lòng tính toán kế hoạch thời điểm. Ở đây một đám nam cảng công tử bột,
bọn họ đang nhìn đến xuất hiện ở phòng yến hội Phạm Kỳ sau, từng cái lôi kéo cổ họng gào thét lên. Phạm Kỳ, ta làm mẹ ngươi, là ai đưa cho ngươi gan này? Ngươi dĩ nhiên muốn đem chúng ta đánh giết ở đây. Thức thời ngươi lập tức thả chúng ta rời đi, bằng không các ngươi Phạm gia đừng mong muốn ở Nam Cảng đặt chân. Phạm Kỳ ngươi cái đồ khốn kiếp, các ngươi Phạm gia chịu đựng nổi Nam Cảng hết thảy gia tộc lớn thế lực sao? Các ngươi Phạm gia đây là đang đùa với lửa. Toàn bộ câm miệng cho ta. Chiến Lang cười gần quát, hắn tiếng gào bên trong là có chứa linh hồn lực, vì lẽ đó cái kia một đám Nam Cảng công tử bột nhất thời bé ngoan ngậm miệng lại. Chiến Lang có nhiều ý vị liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, Diệp Thần Phong, sau đó ta lại chậm rãi chơi với ngươi một hồi, hiện tại chúng ta trước tiên để thưởng thức một đoạn video. Chiến Lang từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp điều khiển TV, ở hộp điều khiển TV trên ấn xuống một cái nút bấm, ở phòng yến hội phía trước nhất thời xuất hiện một khối to lớn dịch tinh bình mạc, trong màn ảnh hình ảnh là một cái giường lớn, nằm trên giường hai cái mạo mỹ nữ nhân. Một cái ăn mặc màu tím dạ phục, một cái khác ăn mặc màu phấn hồng váy ngủ. Trong màn ảnh hai người kia không phải Phạm Kỳ vị hôn thê Hứa Mỹ Linh cùng em gái ruột Phạm Mỹ Lộ sao? Một tên Nam Cảng công tử bột nhận ra trong màn ảnh hai người phụ nữ. Đứng ở Chiến Lang bên cạnh Phạm Kỳ, hắn nhìn thấy trong màn ảnh hình ảnh sau, trên mặt vẻ mặt hơi hơi đổi một chút, hắn cũng không biết vừa nãy trong phòng hết thảy đều bị đập xuống đến rồi. Tiếp theo màn hình trong hình xuất hiện Chiến Lang, mà Phạm Kỳ cùng Ngô Thiên Nhưng là cung kính đứng ở một bên, Chiến Lang trực tiếp đi lên giường đem hai người phụ nữ làm tỉnh lại sau khi, lập tức đem hai người phụ nữ y phục trên người cho xé kéo xuống. Thấy cảnh này ở đây một đám Nam Cảng công tử bột, hai con mắt của bọn họ là chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, phải biết Hứa Mỹ Linh cùng Phạm Mỹ Lộ ở tại bọn hắn trong vòng cũng là cao cấp nhất mỹ nữ. Có thể nhìn thấy hai người mỹ nữ này thân thể, cái này cũng là rất nhiều Nam Cảng công tử bột giấc mơ. Phạm Kỳ, người nhanh cứu cứu ta, người nhanh cứu cứu ta. Trong màn ảnh Hứa Mỹ Linh phát sinh phi thường suy yếu tiếng cầu cứu, nhưng đáng tiếc chính là trong màn ảnh Phạm Kỳ đứng tại chỗ thờ ơ không động lòng. Sau đó, trong màn ảnh hình ảnh là thiếu nhi không thích hợp, Chiến Lang thỏa thích ở Hứa Mỹ Linh cùng Phạm Mỹ Lộ trên người làm vận động. Để ở đây Nam Cảng công tử bột nhất thời đã quên chính mình tình cảnh bây giờ, trong lòng hỏa diễm cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng trong màn ảnh Chiến Lang ở làm xong vận động sau, không chút do dự đem hai người phụ nữ cho cắt yết hầu, trong màn ảnh xuất hiện máu tươi phân tán hình ảnh thì, những kia Nam Cảng công tử bột đúng quần trên cao cao nhô lên lều vải nhất thời rụt xuống, đặc biệt là nhìn thấy trong màn ảnh Chiến Lang dĩ nhiên thưởng thức Hứa Mỹ Linh cùng Phạm Mỹ Lộ máu tươi. Trong màn ảnh video vẫn cứ ở truyền phát tin, ở trong màn ảnh hình ảnh truyền phát tin đến Chiến Lang cùng Ngô Thiên sau khi đi ra khỏi phòng, trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất Phạm Kỳ dĩ nhiên đột nhiên đánh về phía giường lớn, ở Hứa Mỹ Linh cùng Phạm Mỹ Lộ trên thi thể làm lên vận động đến, điều này làm cho trong phòng yến hội các nữ nhân từng cái là sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ. Trong phòng yến hội, đứng ở Chiến Lang bên cạnh Phạm Kỳ, hắn ở xem xong đoạn video này sau, thân thể của hắn cũng không nhịn được hơi run rẩy. Mà Chiến Lang trên mặt lại lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười, đầu lưỡi liếm môi một cái, nói rằng, ở đây nữ nhân có thể tạm thời sống sót, ta Chiến Lang sẽ khỏe mạnh hưởng dụng thân thể của các ngươi, nếu như các ngươi muốn tự sát ta cũng không phản đối, ngược lại Phạm Kỳ đối với nữ nhân thi thể cũng cảm thấy hứng thú, ta có thể mang các ngươi thi thể ban thưởng cho Phạm Kỳ. Súc sinh, các ngươi thực sự quá súc sinh không bằng. Đặc biệt là ngươi, Phạm Kỳ. Trương Hiểu Vân đột nhiên khàn cả giọng hống lên, nàng một đôi mắt đẹp hung ác trừng mắt Phạm Kỳ, nàng nguyên bản cùng Phạm Kỳ muội muội Phạm Mỹ Lộ quan hệ cũng không tệ lắm, có thể trước mắt nhìn thấy Phạm Kỳ thậm chí ngay cả chính mình em gái ruột thi thể đều không buông tha, này cái nào vẫn có thể để Trương Hiểu Vân kế tục bình tĩnh lại. Chương 850, chờ đợi một cơ hội. Đối với Trương Hiểu Vân lớn tiếng quát lớn, đứng ở Chiến Lang bên cạnh Phạm Kỳ là không nói tiếng nào, hắn hiện tại triệt để bãi chính vị trí của chính mình, hắn biết mình chính là Chiến Lang bên cạnh một con chó, hắn liền nam nhân hẳn là có tôn nghiêm đều thả xuống, lẽ nào hắn còn sẽ để ý Trương Hiểu Vân một câu nhục mạ sao? Có ca tính mỹ nhân, ta Chiến Lang thích nhất, vóc người cùng tướng mạo cũng không tệ, sau đó ta Chiến Lang nhất định sẽ cố gắng thưởng thức thân thể của ngươi, ta nghĩ trong thân thể ngươi máu tươi khẳng định cũng uống rất ngon. Chiến Lang ánh mắt bức thiết nhìn chằm chằm Trương Hiểu Vân,
đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm môi khô khốc. Bị Chiến Lang âm trầm con mắt nhìn chăm chú vào, Trương Hiểu Vân nhớ tới vừa nãy trong video hình ảnh, thân thể mềm mại không nhìn được một trận run rẩy, sắc mặt có vẻ hơi trở nên trắng, nhớ tới vừa nãy trong video Chiến Lang cùng Phạm Kỳ biến thái hành vi, trong lòng nàng liền bốc lên một luồng hơi lạnh, liếc nhìn đứng trước mặt Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của nàng đêm nay chỉ có Diệp Thần Phong mới có hy vọng mang theo bọn họ sống tiếp. Ở Trương Hiểu Vân ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong trên người thì, Chiến Lang ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Thần Phong, thuận miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, ở ta hưởng thụ nơi này nữ nhân trước, ta đến muốn trước tiên tiễn ngươi lên đường, hy vọng thực lực của ngươi không để cho ta thất vọng, bất quá, nếu linh báo đều chết ở trên tay của ngươi, như vậy ta tin tưởng ngươi mới có thể ở trong tay ta kiên trì mấy hiệp. Kể từ cùng linh báo đối chiến sau khi, Diệp Thần Phong trong lòng liền thêm ra rất nhiều nỗi băn khoăn, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là vừa suy nghĩ đối phó Chiến Lang biện pháp, vừa mở miệng hỏi các ngươi sau lưng có phải là có một tổ chức. Bị ta giết chết quốc phương cùng linh báo đều là cái tổ chức này bên trong người. Chiến Lang vặn vẹo cái cổ cùng thủ đoạn, then chốt bên trong phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, nói rằng, ta sẽ không đối với người chết lãng phí nước bọt, Diệp Thần Phong, ngươi lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương gia, ngươi có thể chết ở ta Chiến Lang trên tay. Đây đối với ngươi tới nói cũng là một loại vinh hạnh. Tiếng nói vừa hạ xuống, một luồng cường hãn linh hồn lực liền từ Chiến Lang trong cơ thể tăng vọt mà lên, đem y phục trên người hắn đều phình chống đỡ lên, đứng ở bên cạnh hắn Ngô Thiên cùng Phạm Kỳ là vội vàng lùi về sau, bọn họ thực sự là không chịu được loại này cảm giác ngột ngạt. Ầm, ầm. Chiến Lang hai cái chân giẫm địa phương, đột nhiên hãm xuống có 5 mm, trên người hắn chiến ý càng ngày càng nồng nặc, một đôi con mắt bên trong tràn ngập cuồng bạo khát máu. Trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, quát, Diệp Thần Phong, lấy ra ngươi hết thảy thực lực đến, bằng không rất có thể sẽ bị ta một chiêu thuấn sát. Chạm sau lưng Diệp Thần Phong chân tư vũ các loại trở người, bọn họ nhìn thấy Chiến Lang trực tiếp đem mặt đất dẫm đến ao hãm một thoáng, mỗi một người đều lập tức đổi sắc mặt, biết Diệp Thần Phong rất nhiều thần kỳ thủ đoạn chân tư vũ cũng còn tốt. Những người còn lại nhưng là trong lòng chậm rãi cũng bị tuyệt vọng cho bao phủ lại. Các ngươi đều cho ta lùi xa một chút, Diệp Thần Phong quay về phía sau chân tư vũ các loại chờ người quát. Hắn biết mình là không cách nào từ Chiến Lang trong miệng mở ra trong lòng nỗi băn khoăn, hiện nay muốn cân nhắc chính là nên làm sao đem Chiến Lang đánh giết. Thần Phong, chính ngươi cẩn trọng một chút, những người còn lại không nói tiếng nào liền lùi đến rất xa, chỉ có chân tư vũ ở lui lại trước quan tâm căn dặn Diệp Thần Phong một câu. Diệp Thần Phong hơi gật gật đầu. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Chiến Lang, cảm thụ Chiến Lang mang cho hắn cảm giác ngột ngạt. Hắn cũng trong nháy mắt đem trong cơ thể vương cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên lên, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lập tức chuẩn bị nghênh tiếp Chiến Lang công kích, dù sao Chiến Lang thực lực đạt đến tông cấp trung kỳ linh hồn lực, Diệp Thần Phong trên người vẫn có rất lớn áp lực. Ồ! Ở cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chỉ có vương cấp trung kỳ sau, Chiến Lang trong con ngươi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chỉ có vương cấp trung kỳ thực lực, mà linh báo rồi lại vương cấp đỉnh cao thực lực, theo lý tới nói ngươi không có thể thắng được linh báo, xem ra ở trên thân thể ngươi còn ẩn giấu một chút thủ đoạn đặc thù, điều này cũng làm cho ta càng ngày càng có hứng thú. Chiến Lang đùi phải đột nhiên đạp, trên mặt đất nhất thời đá vụn bay tứ phía, bóng người dường như một viên phóng ra đạn pháo, hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng lướt tới. Một bên La Vĩnh Thiên các loại chờ, Nam Cảng công tử Bột, bọn họ căn bản thấy không rõ lắm Chiến Lang di động bóng người, đợi đến bóng người xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của bọn họ thì, Chiến Lang đã đi tới Diệp Thần Phong trước. Chiến Lang nhanh đến cực hạn tốc độ, điều này làm cho La Vĩnh Thiên các loại chờ, người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, La Vĩnh Thiên là Nam Cảng quân bộ bên trong người, hắn ở quân bộ bên trong thực lực cũng coi như là không sai, nhưng là nếu như muốn hắn cùng Chiến Lang đối chiến, hắn tin tưởng chính mình là trực tiếp bị thuấn dây mặt hàng, La Vĩnh Thiên còn như vậy, chớ nói chi là cái khác một đám Nam Cảng công tử Bột, trong cổ họng từng cái gian nan ít ngụm nước. Cách đó không xa đồng dạng đang quan chiến Ngô Thiên cùng Phạm Kỳ, hai người bọn họ cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trước mặt chiến đấu, ở Ngô Thiên biết được Diệp Thần Phong chỉ có vương cấp trung kỳ thực lực sau, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, nói rằng,
Lang ca cú đấm này tuy rằng chỉ sử dụng tông cấp sơ kỳ linh hồn lực trình độ, thế nhưng điều này cũng đầy đủ đem Diệp Thần Phong cái này vương cấp trung kỳ cho thuấn sát, Diệp Thần Phong có thể dựa vào chính mình đi đến một bước này. Vẫn là rất không dễ dàng, phóng tới chúng ta trong tổ chức, như hắn như vậy tuổi tác liền có thể có được như vậy thực lực, hẳn là cũng coi như là trung đẳng nhân tài. Diệp Thần Phong bên tai truyền đến vù vù phong thanh, con mắt bị gió thổi có chút không mở ra được, đây là chiến lang vung ra nắm đấm sản sinh kình phong, bất quá, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được chiến lang cũng không có khiến xuất toàn lực, vì lẽ đó hắn cũng không có lựa chọn né tránh, bàn tay phải của hắn như mãnh hổ xuống núi bình thường vươn ra ngoài, chuẩn bị đi nghênh đón chiến lang cú đấm này. Chiến lang đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên điếc không sợ súng muốn tiếp được một quyền này của hắn. Trên mặt hắn chậm rãi hiện lên một vệt trêu tức vẻ mặt, vung quyền tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần, toàn bộ nắm đấm như một viên sao chổi, hướng về Diệp Thần Phong bàn tay vọt tới, nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong toàn bộ cánh tay phải đều đánh gãy. Ầm! Chấn động khiến người sợ hãi vang trầm thanh vang vọng ở trong không khí, ở nắm đấm cùng bàn tay lẫn nhau đụng vào một sát na, chiến lang trên mặt trêu tức vẻ mặt biến mất không còn một mống. Bởi vì quả đấm của hắn căn bản là không có cách lay động Diệp Thần Phong bàn tay, Diệp Thần Phong sức mạnh dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng chiến lang chỉ sử dụng tông cấp sơ kỳ linh hồn lực thực lực, thế nhưng Diệp Thần Phong mới chỉ là vương cấp trung kỳ cấp độ, theo lý tới nói hắn mới có thể trực tiếp một quyền đem Diệp Thần Phong bắn cho phi, có thể kết quả, Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem quả đấm của hắn cho đón lấy. Vậy làm sao có thể để chiến lang không khiếp sợ? Thịch 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 thịch. Diệp Thần Phong cùng chiến lang cộng đồng lùi về sau 5-6 bước, trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu. Nhìn thấy hiệp 1, Diệp Thần Phong cùng chiến lang bất phân cao thấp, một bên nam cảng một đám công tử bột, trong lòng cuối cùng cũng coi như là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, từ trước tự cho là thực lực cường hãn La Vĩnh Thiên, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng chiến lang chăm chú quá chiêu thứ nhất, liền làm ra khổng lồ như thế thanh thế. Trong lòng của hắn là cay đắng lắc lắc đầu, hắn biết mình ở chiến lang cùng Diệp Thần Phong loại cao thủ cấp bậc này trước mặt, khả năng liền con kiến cũng không tính chứ. Hiện tại hắn cũng rõ ràng Diệp Thần Phong tại sao không coi Kim Tiểu Cường là sự việc tình, chống chân nắm giữ phần này cường hãn thực lực, liền đầy đủ có tự kiêu tư bản. Đứng ở cách đó không xa quan chiến Ngô Thiên, hắn nguyên bản trên mặt nụ cười khinh thường cứng ngắc ở, hắn không dám tin tưởng nỗ lực đem con mắt trợn lớn một chút. Lại trợn lớn một chút, Diệp Thần Phong mới chỉ là vương cấp trung kỳ thực lực, hắn làm sao có thể đỡ lấy chiến lang sử dụng tông cấp sơ kỳ linh hồn lực một quyền. Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta không thể tin được. Dựa vào vương cấp linh hồn lực cấp độ, liền có thể cùng tông cấp linh hồn lực cao thủ hò hét. Như người như thế ở tại bọn hắn trong tổ chức, thật giống là cấp độ yêu nghiệt chứ. Hơn nữa loại này cấp độ yêu nghiệt thanh niên. Ở tại bọn hắn trong tổ chức 10 đầu ngón tay đều đếm ra, lúc này Ngô Thiên xem như là triệt để thả xuống đối với Diệp Thần Phong xem thường, ánh mắt bắt đầu trở nên tưởng thật rồi lên, hắn biết quan sát loại cao thủ cấp bậc này đối chiến, đối với hắn mà nói là có phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Dưới chân bước chân lui về phía sau 5-6 bước chiến lang, không những không hề tức giận, trên mặt vẻ mặt trái lại càng ngày càng hưng phấn, nói rằng, Diệp Thần Phong, chẳng trách ngươi có thể chiến thắng linh báo. Chỉ là vương cấp trung kỳ linh hồn lực, ta nếu như không có cảm giác sai, thực lực của ngươi bây giờ mới có thể cùng tông cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ không phân cao thấp, ngươi xác thực tính được là một cái hiếm có thiên tài, nhưng đáng tiếc chính là, đêm nay ngươi nhất định phải tử. Vừa nãy ta có thể vẫn không có khiến xuất toàn lực, đón lấy ta có thể thỏa thích đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi có thể quá nhiều kiên trì một hồi thời gian đi. Diệp Thần Phong hai con mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm chiến lang. Hắn biết hiện tại nhất định phải để chiến lang trước tiên thả lỏng cảnh giác, trong lòng của hắn đã trải qua sơ bộ định ra một cái kế hoạch, chỉ cần chờ một cơ hội, hắn liền sẽ dốc toàn lực đem chiến lang cho một lần đánh giết. Chương 851, nên ra đi người là ngươi. Nguyệt quang vung vãi. Phạm thị số 1 vững vàng chạy ở trên mặt biển, ở phạm thị số 1 mặt sau cách đó không xa địa phương, có hai chiếc cano chăm chú theo. Ở cano trên đặc công vẫn không có phát hiện phạm thị số 1 trên biến cố, bọn họ chỉ là theo sát ở phía sau mà thôi. Phạm thị số 1 tầng thứ 3 trong phòng yến hội, không khí phảng phất vào đúng lúc này đều động lại. Chiến lang cùng Diệp Thần Phong trên người đồng thời phóng thích cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực,
tất cả mọi người tại chỗ đều đưa mắt tập trung ở hai người kia trên người, phải biết bây giờ những này nam cảng công tử bột, bọn họ đem hết thảy hy vọng toàn bộ ký thác ở Diệp Thần Phong trên người, nếu như Diệp Thần Phong chết ở chiến lang trong tay, như vậy ở đây nam nhân nhất định sẽ bị trực tiếp giết chết, mà ở đây các nữ nhân trước khi chết còn phải bị chiến lang sỉ nhục, thậm chí là chết rồi, các nàng thi thể còn muốn bị Phạm Kỳ đùa bỡn. Ở đây các nữ nhân vừa nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ đến tình huống, các nàng từng cái liền thân thể run cầm cập lợi hại, viền mắt bên trong hiện ra nước mắt, phải biết những nữ nhân này đều là gia tộc lớn tiểu thư, các nàng từ trước nơi nào trải qua cái gì sóng to gió lớn. Nam cảng Uông Gia Vũng Đông, hắn nhìn động một cái liền bùng nổ tình thế, thấp giọng hỏi, La Ca, người khá là am hiểu tranh đấu, theo ngươi Diệp huynh đệ có thể chiến thắng tên biến thái kia sao? La Vĩnh Thiên cảm thụ chiến lang cùng Diệp Thần Phong trên người đồng thời thả ra ngoài linh hồn lực, hắn có chút cay đắng lắc lắc đầu, nói rằng, ta cảm giác Diệp huynh đệ thực lực không bằng đối phương, bất quá, chiến đấu bên trong bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh. Đêm nay chúng ta mệnh toàn bộ nắm giữ ở Diệp huynh đệ trong tay, nếu như Diệp huynh đệ chết trận, như vậy chúng ta nhất định cũng đem đi tới Hoàng Tuyền Lộ. Trần Tư Vũ nghe được Vũng Đông cùng La Vĩnh Thiên đối thoại sau, nàng mày liễu không khỏi nhíu nhíu, quật cường nói rằng, Thần Phong sẽ không thua, ta tin tưởng Thần Phong sẽ không thua. Hy vọng Diệp Thần Phong có thể ngăn cơn sóng dữ đi. Bằng không ta tình nguyện tự sát, cũng không muốn gặp đối phương nhục nhã. Trương Hiểu Vân hàm răng chăm chú cắn môi đỏ, thậm chí là cắn trên môi tràn ra từng tia máu tươi. Ở chân Tư Vũ các loại chờ, người thấp giọng đang khi nói chuyện, chiến lang bóng người lần thứ hai động. Lúc này chiến lang không có bảo lưu bất kỳ thực lực, tốc độ so với vừa nãy càng thêm nhanh hơn, đem tông cấp trung kỳ linh hồn lực sức mạnh cùng tốc độ là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trên người là sát khí lộ, cuồn cuộn chiến ý khiến người ta không kịp thở. Diệp Thần Phong ngưng thần nín thở, bên trong thân thể vương cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Hắn biết nếu như mình lập tức sử dụng bạo huyền bộ pháp, hắn hay là có thể miễn cưỡng tránh thoát chiến lang lần này công kích. Bất quá, bạo huyền bộ pháp là hắn cuối cùng lá bài tẩy, hắn nhất định phải để chiến lang thư giãn hạ xuống thời điểm, lợi dụng bạo huyền bộ pháp cho chiến lang một cái xuất kỳ bất ý công kích. Vì lẽ đó, Diệp Thần Phong đầu tiên lựa chọn sử dụng huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong bóng người cấp tốc đi phía trái trách tránh né, nhưng đáng tiếc chính là cho dù dưới chân sử dụng huyền thiên bộ pháp, hắn cũng không cách nào hoàn toàn tránh thoát chiến lang lần này công kích, chỉ thấy chiến lang xa hoa to bằng trên nắm tay. Bị một tầng khí lưu cho bao vây lấy, nắm đấm đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong đầu đập tới, nỗ lực muốn một quyền tạp bạo Diệp Thần Phong đầu. Huyền thiên bộ pháp mặc dù không cách nào hoàn toàn tránh thoát chiến lang đòn đánh này, thế nhưng cũng phòng ngừa chiến lang nắm đấm trực tiếp nện ở Diệp Thần Phong trên đầu, đầu của hắn ở tránh thoát chiến lang một đòn chí mạng sau, chiến lang nắm đấm liền hướng về bờ vai của hắn oanh kích tới. Cũng may Diệp Thần Phong năng lực phản ứng không kém, cùng với để chiến lang trực tiếp một quyền tạp trên bờ vai, Diệp Thần Phong còn không bằng đến cái cứng đối cứng đây. Hắn cũng đột nhiên đem hữu quyền cho văng ra ngoài. Răng rác, răng rác. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân rút lui 6-7 bộ, mà chiến lang nhưng là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Dù sao chiến lang sức mạnh còn cao hơn Diệp Thần Phong ra một bậc, sẽ sản sinh kết quả này cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Diệp Thần Phong cùng chiến lang đấu toàn bộ cánh tay phải trên cánh tay ống tay áo toàn bộ bị chấn bể, hắn toàn bộ cánh tay phải trên là tráng kiện nổi gân xanh. Chỉnh cánh tay hơi run rẩy. Mà hắn hữu quyền trên da rẻ toàn bộ nứt toác ra, máu tươi không ngừng mà từ chỉ hoạt rơi xuống mặt đất, toàn bộ cánh tay phải xương có chút gãy vỡ. Trong phòng yến hội một đám nam cảng công tử bột, bọn họ đang nhìn đến Diệp Thần Phong bại lui sau khi, trong lòng tâm tình trở nên càng thêm hoang mang bất an, từng cái liền không dám thở mạnh một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, mà Chân Tư Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong bị thương sau khi, trên mặt lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Bàn tay trắng nõn chăm chú nắm thành quyền đầu. Diệp Thần Phong, không sai, không sai, mới vừa sự công kích của ta liền coi như là bình thường tông cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ, hẳn là cũng không cách nào né tránh, mà tốc độ của ngươi có thể đột nhiên tăng lên, bất quá, ngươi chỉ có chút thực lực này, như vậy ta có thể muốn không có hứng thú chơi với ngươi xuống. Tiếng nói vừa hạ xuống, chiến lang lần thứ hai khởi xướng công kích,
bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Diệp Thần Phong chỉ là một lần lại một lần sử dụng huyền thiên bộ pháp, đừng nói là bạo huyền bộ pháp, hắn liền bạo phong bộ pháp đều vẫn không có xuất ra. Ầm, 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 ầm. Diệp Thần Phong là một lần lại một lần chịu đựng chiến lang công kích, ngăn ngắn 2 phút, Diệp Thần Phong có thể nói là thương tích khắp người, bên khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Diệp Thần Phong bị chiến lang bước cho đến phòng yến hội bên trong một góc bên trong, nhìn thương thế không nhẹ Diệp Thần Phong, chiến lang cười nói, thực lực của ta là đêm nay mới đột phá đến tông cấp trung kỳ linh hồn lực, nếu như ta sớm một chút cùng ngươi đối chiến, giữa chúng ta hay là còn có thể có một cuộc ác chiến, nhưng mà, hiện tại là không thể, sau đó cũng không thể, bởi vì ngươi lập tức muốn chết. Chiến lang tay phải hóa thành con dao, đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong đầu bổ xuống. Điều này làm cho một bên quan chiến Ngô Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, được rồi, cuộc chiến đấu này muốn kết thúc, Diệp Thần Phong có thể nói là tuy bại còn vinh. La Vĩnh Thiên các loại chờ người nhìn thấy Diệp Thần Phong muốn bị thua sau khi, bọn họ từng cái là sắc mặt cho nguội một mảnh, duy chỉ có Chân Tư Vũ ánh mắt lấp lánh, tự nhủ, không thể, không thể, Thần Phong tuyệt đối sẽ không thua. Qua, một tiếng, mắt thấy chiến lang con dao muốn bổ vào Diệp Thần Phong trên đầu. Diệp Thần Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không chút do dự sử dụng bạo phong bộ pháp. Ở bạo phong bộ pháp sử dụng một sát na, ở Diệp Thần Phong bốn phía trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tiểu gió xoáy, tốc độ lại lập tức tăng lên thật nhiều lần. Chiến lang nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó trong lòng của hắn hơi lớn ý, trước mắt thấy Diệp Thần Phong tốc độ lần thứ hai tăng lên, hắn mới biết Diệp Thần Phong còn có bảo lưu. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhìn ra chiến lang hơi lớn ý, thế nhưng hắn biết này còn không là hắn phải đợi cơ hội, dù sao chiến lang trên người không có lộ ra quá nhiều kẽ hở, cho dù hắn lập tức sử dụng bạo huyền bộ pháp, e sợ cũng không cách nào đem chiến lang một lần đánh giết, vì lẽ đó hắn sử dụng bạo phong bộ pháp đến kế tục mê hoặc chiến lang. Diệp Thần Phong lợi dụng bạo phong bộ pháp tránh thoát chiến lang con dao đồng thời, chân phải của hắn đột nhiên hướng về chiến lang bên hông đá tới. Chiến lang cũng gấp bận bịu thu hồi con dao, thân thể một cái nhanh chóng xoay tròn, dễ như ăn cháo tránh thoát Diệp Thần Phong công kích. Nhưng mà, chiến lang ở tránh thoát công kích sau, thân thể cũng không có làm bất kỳ dừng lại, hai chân đạp, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước, đột nhiên một quyền nện ở Diệp Thần Phong ngực. Ầm, phốc, Diệp Thần Phong ngực hơi ao lún xuống dưới, thân thể tầng tầng va chạm ở trên vách tường. Trong miệng phun ra một đại khẩu máu tươi đến. Nguyên bản ở đây phần lớn người đều cho rằng Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết, ai biết Diệp Thần Phong lại tăng lên tốc độ, tuy rằng cuối cùng nhưng vẫn là bị chiến lang một quyền tạp bay ra ngoài, thế nhưng điều này làm cho một bên Ngô Thiên khiếp sợ không thôi. Vừa nãy Diệp Thần Phong phát huy được tốc độ, nếu như cùng bình thường tông cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ đối chiến, e sợ chống trơn dựa vào phần này tốc độ, thì có thể thuấn sát đối thủ. Ngô Thiên nhìn nằm trên đất, trên mặt vẻ mặt ảm đạm Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, đây thực sự là đáng tiếc, nếu như Diệp Thần Phong là tổ chức chúng ta bên trong người, chỉ sợ hắn nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Một quyền đem Diệp Thần Phong đập bay chiến lang, hắn nhìn nằm trên đất thoi thóp, trong ánh mắt hoàn toàn không có chiến đấu khát vọng Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, trong lòng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi có thể làm đến một bước này đã không dễ dàng, nói thật, ngươi để ta phi thường khiếp sợ. Diệp Thần Phong hai tay chống đỡ, cái mông ngồi ở trên mặt đất, trong lỗ mũi cùng trong miệng khí tức là vô cùng hỗn loạn, trên người chiến ý là tin tức không còn một mống. Diệp Thần Phong, hiện tại liền để cho ta tới tiễn ngươi chầu trời nhé. Chiến lang cười lạnh nói. Diệp Thần Phong nhìn thấy chiến lang triệt để thả lỏng cảnh giác, hơn nữa trên người lộ ra rất nhiều kẽ hở. Hắn biết vẫn chờ đợi cơ hội tới, nhìn càng đi càng gần chiến lang, khi làm chiến lang cách hắn chỉ có 3 bước xa thời điểm. Cuồn cuộn chiến ý lần thứ 2 từ trên người Diệp Thần Phong kéo lên mà lên, điều này làm cho thả lỏng cảnh giác chiến lang một cái ngây người. Nhưng mà, chính là cái này ngây người thời gian, Diệp Thần Phong liều lĩnh sử dụng bạo huyền bộ pháp. Bạo phong cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong tốc độ lần thứ 2 tăng lên thật nhiều lần. Bóng người trong nháy mắt gần kề chiến lang, đợi được chiến lang phản ứng lại thời điểm hết thảy đều đã chậm. Chỉ có Diệp Thần Phong trong miệng một câu rít gào,
vang vọng ở bên tai của hắn, nên ra đi người là ngươi. Diệp Thần Phong tay trái xúc lực, chăm chú nắm thành quyền đầu, nhanh chóng hướng về Chiến Lang ngực đánh tới, hắn từ vừa mới bắt đầu chiến đấu liền đang đợi thời khắc này. Cú đấm này, Diệp Thần Phong toàn lực đánh ra, cú đấm này, hắn muốn trực tiếp đem Chiến Lang trái tim cho đánh nát, như vậy mới có thể triệt để giải quyết Chiến Lang cái phiền toái này. Diệp Thần Phong nắm đấm gào thét mà qua, dường như muốn đem không khí đều đánh tan giống như vậy, mà Chiến Lang căn bản đến không kịp né tránh, con người bỗng nhiên phóng to, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong tả quyền từng điểm tới gần hắn trái tim vị trí, mãi đến tận cuối cùng oanh kích ở hắn trái tim vị trí. Chấm chấm chấm, chương 852, thay đổi trong nháy mắt tình thế. Răng rác, răng rác. Cú đấm này là Diệp Thần Phong ở Chiến Lang không hề phòng bị tình huống dưới nổ ra đi, trái tim khẩu ở chịu đựng Diệp Thần Phong dùng hết toàn lực một quyền sau khi, Chiến Lang ngực phát sinh tỉ mỉ xương vỡ vụn thanh, cả người thân thể bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã sấp xuống ở trên mặt đất, làm cho trên mặt đất là sâu sắc ao hãm xuống một đại khối. Diệp Thần Phong nhìn ngã sấp xuống ở cách đó không xa, thân thể không nhúc nhích Chiến Lang, trong miệng hắn thở gấp ồ ồ khí tức, hắn hiện tại cảm giác cũng phi thường không dễ chịu, vừa nãy dùng hết toàn lực nổ ra đi cánh tay trái trên, chỉnh cánh tay trên da rẻ là hoàn toàn nứt toác ra, máu tươi không ngừng từ nứt toác vết thương bên trong tuôn trào ra, màu máu trên mặt thật giống bị trong nháy mắt rút khô như thế. Bởi vì vừa cú đấm kia Diệp Thần Phong bùng nổ ra bên trong thân thể hết thảy tiềm lực. Có thể nói vừa nãy cú đấm kia sức mạnh thậm chí là có chút vượt qua hắn nguyên bản sức mạnh phạm vi, vì lẽ đó hắn toàn bộ cánh tay trái thừa không chịu được nguồn sức mạnh này, mạnh mẽ bị nguồn sức mạnh này cho căng nứt ra rẻ. Diệp Thần Phong cánh tay phải xương mới vừa rồi cùng Chiến Lang đấu thời điểm, nghiễm nhưng đã là gãy vỡ ra, bây giờ tay trái của hắn cánh tay cũng biết thành dáng vẻ ấy, cánh tay trái Regan bản dùng không ra một điểm sức mạnh, có thể nói hắn hiện tại hai cánh tay hầu như đều không thể nhúc nhích. Hàm răng dùng sức cắn môi, hai cái lông mày chăm chú chíu ở cùng nhau. Ở Diệp Thần Phong một quyền đem Chiến Lang đánh bay ra ngoài thời điểm, toàn bộ trong phòng yến hội liền trong nháy mắt yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng trong khoảnh khắc biến mất không còn một mống, chỉ có từng đôi trừng lớn con ngươi nhìn kỹ trên cánh tay máu me đầm đìa Diệp Thần Phong. Đứng ở cách đó không xa quan chiến Ngô Thiên, thân thể của hắn không nhịn được đang phát run, trong lỗ mũi hô hấp vô cùng gấp gáp. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút đáng tiếc Diệp Thần Phong thiên tài như vậy liền như thế chết rồi, ai biết tình thế lại trong nháy mắt nghịch chuyển. Diệp Thần Phong phảng phất một con nằm dạp đã lâu mãnh thú. Ở thời khắc nguy cấp nhất lộ ra hắn hung ác răng nanh, cho đối thủ một đòn chí mạng. Từ mới bắt đầu huyền thiên bộ pháp tốc độ, đến bạo phong bộ pháp tốc độ, cuối cùng đến bạo huyền bộ pháp tốc độ, Diệp Thần Phong triển hiện ra thực lực, để Ngô Thiên là triệt để khiếp sợ ở. Hắn thậm chí nắm Diệp Thần Phong cùng trong tổ chức những yêu nghiệt kia đem so sánh, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong không có chút nào so với những yêu nghiệt kia nhân vật kém. Mà những yêu nghiệt kia nhân vật từ vừa mới bắt đầu liền tiếp nhận rồi hoàn mỹ nhất huấn luyện, có thể Diệp Thần Phong hoàn toàn là dựa vào chính mình đi tới hôm nay bước đi này, vì lẽ đó theo Ngô Thiên, Diệp Thần Phong thậm chí muốn so với những yêu nghiệt kia nhân vật đều đặc sắc. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Nghĩ tới chỗ này sau khi, Ngô Thiên trong cổ họng là không nhìn được ít ngụm nước, Diệp Thần Phong là nhất định sẽ chạm ở tại bọn hắn phía đối lập người. Nếu như lại bỏ mặc loại thiên tài này tiếp tục trưởng thành, Ngô Thiên có thể tưởng tượng có một ngày. Hay là Diệp Thần Phong có thể trực tiếp cùng bọn họ tổ chức hò hét, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn tuyệt đối không thể lại để Diệp Thần Phong sống tiếp. Ngô Thiên bên trong thân thể tăng lên nổi lên vương cấp sơ kỳ linh hồn lực. Cảm ứng một thoáng Chiến Lang tình huống thân thể, hắn phát hiện Chiến Lang nhịp tim hoàn toàn đình chỉ, điều này làm cho ánh mắt của hắn triệt để nghiêm nghị lên, nhìn trên cánh tay máu me đầm đìa Diệp Thần Phong, hắn đang suy nghĩ lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể hay không chiến thắng bị trọng thương Diệp Thần Phong. Đứng ở Ngô Thiên bên cạnh Phạm Kỳ, hắn đang nhìn đến Chiến Lang bị đánh bay ra ngoài sau khi, sắc mặt của hắn trong giây lát biến đổi, bây giờ hắn đã là Chiến Lang cẩu. Nếu như ngay cả chủ nhân của hắn đều chết rồi. Như vậy hắn con chó này cũng không có người che chở, huống hồ đêm nay hắn đem Nam Cảng gia tộc lớn đắc tội rồi triệt để, sau này ở Nam Cảng căn bản không có bọn họ Phạm gia đất đặt chân. Một bên Nam Cảng một đám công tử bột, bọn họ đang nhìn đến tình thế nghịch chuyển sau khi,
trong lòng nhất thời bùng nổ ra vui sướng đến, La Vĩnh Thiên, Vũng Đông cùng Trương Hiểu Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Chân Tư Vũ ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Thần Phong, nàng đang nhìn đến Diệp Thần Phong vừa nãy dục huyết phấn chiến cảnh tượng sau, nàng không biết tại sao trong lòng sẽ từng trận quặn đau. Ở Chân Tư Vũ vừa định muốn hướng về Diệp Thần Phong chạy tới thời điểm, Diệp Thần Phong ổn ổn hô hấp, nói rằng trước tiên đừng tới đây. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau khi, Chân Tư Vũ dưới chân bước chân im bặt đi. Diệp Thần Phong cũng tương tự cảm ứng một thoáng chiến lang tình huống, hắn cũng phát hiện chiến lang nhịp tim đã hoàn toàn đình chỉ, vì lẽ đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ngô Thiên, trước mắt ở đây đối với hắn có uy hiếp chỉ có Ngô Thiên, tuy rằng hắn hiện tại bị thương rất nghiêm trọng thế, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng bảo huyền bộ pháp, hắn có lòng tin có thể trong thời gian cực ngắn đem Ngô Thiên cho đánh giết. Bị Diệp Thần Phong con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hắn cảm giác mình bị một con dã thú lạnh lẽo con ngươi cho nhìn kỹ, hắn tận lực không để cho mình tâm tình của nội tâm hiển lộ ra, mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi hiện tại chịu phi thường thương thế nghiêm trọng, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng giết chết ta sao? Diệp Thần Phong nhếch môi giác cười một tiếng nói, ta cho rằng có thể. Diệp Thần Phong hiện tại không thể chậm trễ nữa thời gian, hắn là dựa vào nghị lực ở kiên trì, giữa lúc hắn chuẩn bị muốn động thủ thời điểm. Phù phù, phù phù, phù phù. Nhạy cảm thính giác để Diệp Thần Phong nghe được chiến lang đình chỉ nhịp tim lại khôi phục lại, mà Ngô Thiên cũng trong cùng một lúc cảm giác được sự biến hóa này, hai người bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nằm trên đất chiến lang. Nếu như chiến lang tỉnh lại, e sợ Diệp Thần Phong liền muốn nguy hiểm, vì lẽ đó Diệp Thần Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, khi hắn muốn chạy tới cho chiến lang một đòn chí mạng thời điểm. Chiến lang thân thể đột nhiên từ trên mặt đất chạm lên, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong nháy mắt đình chỉ dưới chân bước tiến. Khạc, 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 khạc. Chiến lang trong cổ họng một trận ho sặc sụa, từ trong miệng phun ra ba ngụm máu lớn đến, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng thêm dữ tợn, tay phải của hắn luồn vào trong ngực, từ trong lòng lấy ra một khối đã chia 5 xẻ 7 hộ tâm kính, khối này hộ tâm kính là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà thành. Chính là khối này hộ tâm kính ở thời điểm mấu chốt, cứu chiến lang một mạng. Có thể cho dù như vậy chiến lang trái tim cũng chịu đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương, chỉ thiếu một chút điểm trái tim của hắn liền muốn bị Diệp Thần Phong cú đấm kia sức mạnh bắn cho bạo, trái tim khẩu kịch liệt đau đớn, để chiến lang trên người sát khí càng ngày càng nồng nặc lên. Trong miệng cực kỳ âm trầm nói, Diệp Thần Phong, người rất có một bộ, ta nghĩ người từ vừa mở liền đang đợi ta thả lỏng cảnh giác một khắc đó chứ. Thực lực rất cường hãn, tâm tính đủ trầm ổn, ngày khác nếu để cho ngươi trưởng thành, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ là một nhân vật. Chiến lang hơi dừng lại một chút, câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói rằng, bất quá, đêm nay ngươi để ta chiến lang chật vật như vậy, ta nhất định phải để ngươi biến mất ở trên thế giới này. Nói xong, chiến lang bên trong thân thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực cuồng bạo mà lên, một đôi khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cảm thấy không ổn, bây giờ hai tay của hắn hầu như đều không thể nhúc nhích, lấy hắn tình huống bây giờ muốn chiến thắng chiến lang tỷ lệ hầu như là số 0. Ngô Thiên đang nhìn đến chiến lang không có chết, trong lòng của hắn cuối cùng cũng coi như là hô thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, mà đứng ở Ngô Thiên bên cạnh Phạm Kỳ, hắn kịch biến sắc mặt cũng coi như là khôi phục bình thường. Mà một bên một đám nam cảng công tử bột, bọn họ đang nhìn đến chiến lang không sau khi chết, lại nhìn thấy Diệp Thần Phong chịu như vậy thương thế nghiêm trọng, bọn họ cũng biết Diệp Thần Phong hầu như không thể là chiến lang đối thủ, vì lẽ đó trong lòng bọn họ vừa bay lên vui sướng, ở chiến lang tỉnh lại một khắc đó, liền lập tức biến mất không còn một mống. Chiến lang không có lại nói nhảm nhiều, hắn cũng sẽ không lại thả lỏng cảnh giác, tốc độ cùng sức mạnh phát huy đến cực hạn, bóng người hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng lướt tới. Diệp Thần Phong dưới chân lập tức sử dụng bạo huyền bộ pháp. Bạo phong cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Đáng tiếc chính là, cho dù Diệp Thần Phong sử dụng bạo huyền bộ pháp, chiến lang ở đem tông cấp trung kỳ linh hồn lực tốc độ phát huy đến mức tận cùng sau khi, chiến lang tốc độ cũng mơ hồ vượt trên Diệp Thần Phong một bậc. Vừa nãy Diệp Thần Phong lợi dụng bạo huyền bộ pháp có thể cho chiến lang một đòn chí mạng, hoàn toàn là ở chiến lang không hề phòng bị tình huống dưới. Răng rác, răng rác, răng rác. Chiến lang từng quyền đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể,
đem Diệp Thần Phong rất nhiều xương toàn bộ đều đánh nát, Diệp Thần Phong trong miệng là không ngừng phun ra máu tươi đến, tương tự trong đầu hắn ý thức cũng ở từ từ mơ hồ lên, điều này làm cho một đám nam cảng công tử bột là triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Có thể nói tình thế bây giờ là thay đổi trong nháy mắt. Chương 853, có thể thoát hiểm sao? Thân thể chi trên một lần lại một lần chịu đến chiến lang trọng quyền oanh kích, Diệp Thần Phong hai cánh tay Regan bản không sử dụng ra được sức mạnh đến phản kích, huống hồ tốc độ của hắn lại mơ hồ so với dụng hết toàn lực chiến lang nhược một bậc, vì lẽ đó chỉ có thể cắn chặt hàm răng chịu đựng, trên người nứt toác ra rất nhiều nói vết thương đến, máu tươi từ vết thương bên trong không ngừng chảy ra, cả người bắt đầu trở nên lảo đảo. Trên người chiến ý ngập trời, âm trầm gương mặt chiến lang, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong không có năng lực phản kháng chút nào sau khi, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc rung, quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi không phải muốn đánh nổ trái tim của ta sao? Vậy ta liền để ngươi nếm thử trái tim nổ tung mà chết cảm giác. Chiến lang mãnh liệt giơ lên tay phải, trong không khí là kình phong từng trận, bàn tay phải bỗng nhiên nắm thành quyền đầu. Một quyền đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong trái tim vị trí oanh kích tới, trong không khí truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Trái tim khẩu chịu đựng chiến lang toàn lực một quyền Diệp Thần Phong, thân thể của hắn lập tức bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở phòng yến hội trên vách tường, đem phòng yến hội vách tường đều xô ra một cái lỗ to lung đến, Diệp Thần Phong thân thể xuyên qua lỗ thủng lớn trực tiếp rơi vào trong biển. Nguyên bản cú đấm này là đầy đủ đem Diệp Thần Phong trái tim đánh nổ, nhưng mà ngay khi chiến lang vừa cú đấm kiệu anh kích ở Diệp Thần Phong ngực thời điểm, Diệp Thần Phong bên trong đan điền xoay quanh màu đen khí thể, tựa hồ cảm giác được chủ nhân của mình có nguy hiểm đến tính mạng, cái kia một đoàn màu đen khí thể trong nháy mắt thoát ly đan điền, quanh quẩn ở hắn trái tim chu vi, có thể cho dù có màu đen khí thể bảo vệ, trái tim của hắn nhưng vẫn là chịu đến không nhỏ tổn thương, thậm chí là trong trái tim một cái mạch máu có nứt toác dấu hiệu. Trong phòng yến hội chân tư vũ đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuyên qua trên vách tường lỗ thủng lớn rơi vào trong nước biển, nàng trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng, liều lĩnh hướng về cái kia cái lỗ to lung vào tới, tương tự là đột nhiên nhảy vào trong nước biển. Bởi chân tư vũ hành động quá đột nhiên, liền ngay cả chiến lang đều chưa kịp đi ngăn cản. Cùng lúc đó, vẫn chăm chú đi theo Phạm Thị số một mặt sau hai chiếc cano. Ở cano trên đặc công mơ hồ thấy có người từ Phạm Thị số 1 trên rơi vào trong biển, bọn họ lập tức cảm thấy được có gì đó không đúng, đem cano mã lực kéo đến to lớn nhất, nhanh chóng truy đuổi Phạm Thị số 1. Phạm Thị số 1 tầng thứ 3 trong phòng yến hội. Nam cảng một đám công tử bột là sâu sắc rơi vào tuyệt vọng bên trong, đặc biệt là những đại gia tộc kia các tiểu thư, các nàng thân thể mềm mại là run lẩy bẩy, mà chiến lang đang nhìn đến chân tư vũ nhảy vào trong biển. Lông mày của hắn không khỏi nhíu nhíu, phải biết chân tư vũ là ở đây đẹp nhất hai người phụ nữ một trong, còn có một cái nữ nhân đẹp nhất chính là Trương gia Trương Hiểu Vân. Bây giờ chân tư vũ liều lĩnh nhảy vào trong biển, chiến lang đương nhiên là sẽ cảm giác đáng tiếc, đứng ở một bên Ngô Thiên cảm giác được chiến lang tâm tư, nói rằng, lang ca, ta hiện tại lập tức giúp ngươi xuống biển đi đem người phụ nữ kia với lên đến. Chỉ là Diệp Thần Phong hẳn là thật sự đã chết rồi chứ. Ngô Thiên trong lòng đối với Diệp Thần Phong còn là phi thường kiêng kỵ. Chiến lang âm trầm nói, Diệp Thần Phong vừa nãy ngực chịu đựng ta một quyền, trái tim của hắn khẳng định bị ta cho trực tiếp đánh nổ, vì lẽ đó rơi vào trong biển Diệp Thần Phong căn bản không có sinh khả năng. Chúng ta là Nam Cảng đặc công, chúng ta bây giờ hoài nghi này chiếc du thuyền trên có vấn đề, các ngươi lập tức dừng lại cho ta, chúng ta muốn lên thuyền lục soát. Ở chiến lang tiếng nói vừa hạ xuống thời khắc. Bên ngoài liền truyền đến Nam Cảng đặc công lợi dụng máy phóng đại thanh âm phát sinh âm thanh. Lang ca, ta có muốn hay không giúp ngươi thu thập những này đặc công? Ngô Thiên nghi hỏi. Không cần, ngươi đi trong biển đem người phụ nữ kia tìm cho ta tới. Người phụ nữ kia nói thế nào cũng coi như là một cái cực phẩm, nếu như liền như thế chết ở trong biển rộng, thực sự là quá đáng tiếc. Chiến lang quay về Ngô Thiên nói rằng. Ngô Thiên gật gật đầu sau khi... Dưới chân hắn bước tiến lập tức hướng về trong phòng yến hội lỗ thủng lớn vào tới, hắn cũng thông qua trên vách tường lỗ thủng lớn trực tiếp nhảy vào trong biển. Chiến lang từ trong túi tiền lấy ra một cái máy truyền tin, nói rằng tất cả mọi người cho ta đến tầng thứ 3. Khoảng chừng 2 phút sau, 30 tên ninja trang phục người xuất hiện ở tầng thứ 3 trong phòng yến hội,
Chiến Lang quay về cầm đầu một tên trang phục màu tím đảo quốc ninja. Nói rằng, các ngươi cho ta xem trọng những người này, nơi này nữ nhân một cái cũng không có thể làm cho các nàng tự sát. Được rồi, cầm đầu tên kia tử y ninja cung kính gật gật đầu, sau đó dùng đảo quốc ngữ quay về còn lại 29 tên ninja huyên thuyên dặn dò một câu sau. Này 30 tên ninja đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một loại bột màu trắng, đồng thời đem loại này bột màu trắng hướng về La Vĩnh Thiên các loại chờ phương hướng tung quá khứ. Loại này bột màu trắng có một loại nhàn nhạt hương vị, La Vĩnh Thiên các loại chờ người căn bản không kịp né tránh, tại thân thể trên nhiễm loại này bột màu trắng, đem bột màu trắng hương vị hấp nhập trong lỗ mũi sau, La Vĩnh Thiên đám người nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực, thân thể từng cái té ngã ở trên mặt đất. Bọn họ thậm chí ngay cả cắn lưỡi tự sát sức mạnh cũng không có. Chúng ta lặp lại một lần nữa, chúng ta là Nam Cảng đặc công, các người du thuyền lập tức dừng lại cho ta, bằng không chúng ta có thể muốn lấy thủ đoạn đặc thù. Ở những này đảo quốc ninja lợi dụng bột màu trắng để La Vĩnh Thiên các loại chờ, người mất đi sức mạnh thời điểm, Nam Cảng đặc công âm thanh lần thứ hai truyền vào trong phòng yến hội. Chiến Lang đối với những này đảo quốc ninja cách làm còn là phi thường hài lòng. Liếc nhìn bên cạnh các loại chờ, người Phạm Kỳ. Nói rằng, cùng ta cùng đi ra ngoài nhìn Nam Cảng những này đặc công, thuận tiện đem bọn họ toàn bộ đưa đi thấy Diêm Vương ra. Co quắp ngồi dưới đất La Vĩnh Thiên các loại chờ, người đang nhìn đến Chiến Lang cùng Phạm Kỳ sau khi đi ra ngoài, bọn họ cũng tương tự nghe được Nam Cảng đặc công âm thanh, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra ước ao ánh sáng. Vũng Đông âm thanh uể oải nói rằng, La Ca, hiện tại Nam Cảng đặc công đều biết tình huống của nơi này. Chúng ta hẳn là lập tức sẽ được cứu trợ chứ. Nếu như không có kiến thức quá Chiến Lang sợ hãi thực lực, La Vĩnh Thiên nhất định sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng là Chiến Lang thực lực làm kinh sợ hắn, hơn nữa trước mặt bọn họ lại đứng 30 đảo quốc ninja, La Vĩnh Thiên thân là Nam Cảng gia tộc lớn bên trong đích hệ tử tôn, hắn đương nhiên cũng biết khoảng thời gian này huyên náo nhốn nháo bệnh truyền nhiễm cùng đảo quốc có quan hệ, bây giờ đảo quốc ninja lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa những này đảo quốc ninja đối Chiến Lang một mực cung kính. Những này đều ý vị như thế nào? La Vĩnh Thiên trong lòng cười khổ lắc lắc đầu, bất quá, hắn cũng biết hiện tại không thể nói ủ rũ thoại, liền hắn mở miệng nói rằng ân, ta nghĩ Nam Cảng nhất định lập tức sẽ phái ra cảnh lực, thậm chí là bộ đội sức mạnh đến giải cứu chúng ta. Những này Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ khi nghe đến La Vĩnh Thiên sau, từng cái trong lòng là an tâm không ít. Trên mặt vẻ mặt cũng đẹp đẽ rất nhiều, Vũng Đông lại suy yếu hỏi, La đại ca, ngươi nói Diệp huynh đệ có phải là đã chết rồi? La Vĩnh Thiên trầm mặc không nói chỉ chốc lát sau, do với sức mạnh trong cơ thể trôi đi càng lúc càng nhanh, hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực nói rằng, ân, Diệp huynh đệ hẳn là đã chết rồi. Nói ra câu nói này thời điểm, La Vĩnh Thiên trên mặt mang theo một chút cô đơn, còn lại một đám Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư. Trên mặt bọn họ cũng từng cái mang theo cô đơn vẻ, Trương gia Trương Hiểu Vân hồi tưởng lại vừa nãy Diệp Thần Phong dục huyết phấn chiến bóng người, mày liễu không khỏi hơi cao lên đến, dù sao nàng cái mạng này là Diệp Thần Phong cứu, nếu như không có Diệp Thần Phong, nàng khẳng định cũng sớm đã chết rồi. Trong phòng yến hội 30 tên ninja cũng không có ngăn cản La Vĩnh Thiên các loại chờ, người thấp giọng trò chuyện, trách nhiệm của bọn họ chỉ cần bảo đảm nơi này nữ nhân không tự sát là có thể. Chiến Lang cùng Phạm Kỳ đi tới Phạm Thị số 1 tầng thứ 3 trên bong thuyền sau, bọn họ nhìn theo sát ở Phạm Thị số 1 bên cạnh hai chiếc cano, này hai chiếc cano trên đặc công đang nhìn đến Chiến Lang cùng Phạm Kỳ sau, một tên trong đó đặc công vội vàng dùng máy phóng đại thanh âm, hô, lập tức cho chúng ta đình thuyền, chúng ta là Nam Cảng đặc công. Chiến Lang xuyên thấu qua bóng đêm nhìn hai chiếc cano trên đặc công, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt hung tàn nụ cười. Bên trong thân thể bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt hướng về hai chiếc cano trên đặc công lan tràn qua. Ầm, ầm, ầm. Hai chiếc cano trên đặc công thân thể một cái tiếp theo một cái nổ tung đến mở, mới một hồi thời gian hai chiếc cano trên đặc công toàn bộ chết rồi, buổi tối ngoài khơi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, Nam Cảng cảnh vụ nơi Trần Kiến Quân trong phòng làm việc. Một tên cảnh viên vội vội vàng vàng đi vào văn phòng. Nói rằng, Trần trưởng phòng, số 1 cano, số 2 cano cùng chúng ta mất đi liên hệ. Trần Kiến Quân đột nhiên từ trên ghế chạm lên, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn đêm nay sẽ không có chuyện gì,
lại nói Diệp Thần Phong cũng ở Phạm Thị số 1 trên, vì lẽ đó hắn mới sẽ đồng ý con gái của chính mình cũng đi tham gia đêm nay trên biển tiệc rượu, có thể hiện ở trong lòng hắn nhưng phi thường bất an, hắn cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh. Trần Kiến Quân hít sâu một hơi, ra lệnh, lập tức cho ta điều động Nam Cảng hết thảy cảnh lực. Đêm nay Nam Cảng nhất định sẽ không bình tĩnh. Mà đi vào trong biển Diệp Thần Phong đây, hắn có thể thoát hiểm sao? Chương 854, đáy biển đánh giết, trăm năm đầu người quả. Nước biển lạnh lẽo thấu xương. Diệp Thần Phong thân thể không ngừng mà hướng về đáy biển chìm xuống, bên trong đan điền màu đen khí thể chỉ là bảo vệ trái tim của hắn không có bị chiến lang cho tạp bạo. Hắn cũng không có tiến vào nổi khủng hắc hóa trạng thái, dĩ vãng mỗi lần tiến vào hắc hóa trạng thái thời điểm, đều là Diệp Thần Phong tâm tình hết sức phẫn nộ tình huống dưới, hắn bên trong đan điền màu đen khí thể mới sẽ mất khống chế, lấy này đến để Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái nổi khủng. Lần này Diệp Thần Phong tâm tình cũng không có bị hết sức kích thích, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không tiến vào hắc hóa trạng thái, còn màu đen khí thể tại sao làm chủ động bảo vệ trái tim của hắn. Này cũng làm người ta không được biết rồi. Trong đầu ý thức đang chậm chậm bị hắc ám nuốt hết, Diệp Thần Phong hai cánh tay phảng phất có nặng ngàn cân, hắn chỉ có thể tùy ý thân thể chính mình chìm vào đáy biển, trái tim khẩu càng ngày càng đâm nhói, làm cho hắn cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Mà theo sát Diệp Thần Phong nhảy vào trong biển rộng chân tư vũ, nước biển thấu xương lạnh lẽo để thân thể của nàng không nhịn được run cầm cập hai lần, trong miệng nàng hít một hơi thật sâu. Không chút do dự hướng về đáy biển bơi đi. Trần Tư Vũ có lặn dưới nước cùng bơi ham muốn, cho nên nàng ấm ức thời gian đương nhiên phải so với người bình thường trường hơn nhiều, thân thể mềm mại lẻn vào trong nước biển sau, liên tục không ngừng mà hướng về đáy biển bơi đi, càng đi hạ du bốn phía cho nàng mang đến áp lực liền càng lớn, trong miệng nàng kìm nén một hơi cũng sắp dùng hết, ngực khó chịu lợi hại, ở tiếp tục như vậy nàng cũng không phải đến muốn chết ở trên biển. Mà giữa lúc Trần Tư Vũ do dự nên làm gì thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy ở phía dưới cách đó không xa, có một bóng người đang không ngừng chìm xuống, không cần suy đoán nàng liền biết đó là Diệp Thần Phong. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong bóng người sau, Trần Tư Vũ hoàn toàn đem những chuyện khác ném ra sau đầu, liều lĩnh kế tục đi xuống bơi đi, mấy hơi thở nàng liền tới đến Diệp Thần Phong bên cạnh, duỗi ra một cái tay nắm lấy Diệp Thần Phong. Mà coi như nàng nắm lấy Diệp Thần Phong thời điểm, trong miệng nàng kìm nén một hơi cũng hoàn toàn dùng hết, nàng hiện tại cũng chậm chậm rơi vào khuyết dưỡng trạng thái bên trong. Bất quá, Trần Tư Vũ tốt xấu cũng là cảnh sát sinh ra, nàng khắp mọi mặt tố chất đều tốt lắm lắm, trong này đương nhiên cũng bao quát nghị lực. Nàng vừa một tay chăm chú cầm lấy Diệp Thần Phong, vừa muốn hướng về ngoài khơi bơi đi, nhưng đáng tiếc chính là ở khuyết dưỡng cùng thể lực trôi đi tình huống dưới. Nàng phải đem rơi vào hôn mê Diệp Thần Phong cứu thượng hải diện, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nhưng mà, thời gian không đám người, nhiều làm lỡ một giây đồng hồ, Trần Tư Vũ ngực khó chịu tình huống liền nghiêm trọng một phần. Thậm chí trong đầu của nàng cũng bắt đầu trở nên hơi ảm đạm, có loại muốn nhắm mắt lại trực tiếp ngủ thiếp đi cảm giác. Bị Trần Tư Vũ một tay lôi kéo Diệp Thần Phong, trái tim của hắn chu vi nhưng vẫn là bị màu đen khí thể cho lượn lờ. Trong trái tim cái kia có chút nứt toác mạch máu, ở màu đen khí thể bảo vệ cho, nứt toác vết thương không có lần thứ hai mở rộng. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong từ từ mất đi ý thức cũng đang chậm chậm khôi phục như cũ. Mà Trần Tư Vũ vẫn cứ ở làm cuối cùng nỗ lực, có thể khi nàng nhìn thấy có một bóng người ở du hạ xuống. Khi nàng nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia là Ngô Thiên thời điểm, trong lòng nàng nhất thời tuyệt vọng, ngược lại, nghĩ đến có thể cùng Diệp Thần Phong chết cùng một chỗ. Miệng của nàng rác lại trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt nụ cười, ở mấy ngày nay thời gian trong, nàng ở trong lúc vô tình đã chậm rãi đối với Diệp Thần Phong sản sinh một loại nào đó tình cảm, bằng không nàng đang nhìn đến Diệp Thần Phong rơi trong biển rộng sau, nàng cũng sẽ không phấn đấu quên mình lập tức nhảy vào biển rộng. Một đường du hạ xuống Ngô Thiên, hắn ở phát hiện Trần Tư Vũ cùng Diệp Thần Phong tung tích sau, lại nhìn thấy bị Trần Tư Vũ lôi kéo không nhúc nhích Diệp Thần Phong. Trong lòng của hắn là triệt để yên tâm lại, thực lực đến vương cấp linh hồn lực sau, coi như là một canh giờ không hô hấp đều sẽ không chết người, vì lẽ đó ấm ức đối với vương cấp sơ kỳ Ngô Thiên tới nói không đáng kể chút nào sự tình. Ngô Thiên ở bơi tới Trần Tư Vũ cùng Diệp Thần Phong trước mặt thời điểm, hắn dễ như ăn cháo đem Diệp Thần Phong cho vỗ tới, hoàn toàn thoát lực Trần Tư Vũ căn bản làm không được bất kỳ phản kháng.
Ở đem Diệp Thần Phong tóm vào trong tay sau, Ngô Thiên cảm giác được Diệp Thần Phong trái tim còn ở yếu ớt nhảy lên, khóe miệng hắn ở trong nước biển lộ ra một vệt âm u nụ cười, linh hồn lực từ trong thân thể lan tràn đi ra, làm cho chung quanh hắn nước biển hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy. Ngô Thiên một tay cầm lấy Diệp Thần Phong, một tay đột nhiên nhấc lên, muốn đem Diệp Thần Phong trái tim cho triệt để nổ nát. Nhưng mà, coi như Ngô Thiên giơ lên tay phải thời điểm, Diệp Thần Phong ý thức từ từ khôi phục lại, hai con mắt đột nhiên mở ra, khi hắn nhìn thấy gần ngay trước mắt Ngô Thiên thì, hắn đem hết toàn lực vận chuyển đứng lên trong cơ thể linh hồn lực, tuy rằng hai tay của hắn không cách nào nhúc nhích, thế nhưng hắn còn có hai chân có thể sống động, chân phải nhanh chóng hướng về Ngô Thiên ngực đá tới. Tôi không kịp đề phòng Ngô Thiên, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần Phong mở mắt ra, hắn tư duy ngắn ngủi dừng lại một giây đồng hồ, chính là này một giây, để hắn triệt để mất đi tiên cơ, Diệp Thần Phong chân phải đã là mạnh mẽ đá vào trên ngực của hắn. Này một cước ẩn chứa Diệp Thần Phong cực hạn sức mạnh, trong nước biển tuy rằng lực cản tầng tầng, thế nhưng Diệp Thần Phong chân phải nhưng vẫn là thế như trẻ tre, chuẩn xác đá vào Ngô Thiên trên ngực. Ngô Thiên mới chỉ là vương cấp sơ kỳ linh hồn lực, mà Diệp Thần Phong thực lực nhưng là có thể so sánh với tông cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ, vì lẽ đó Ngô Thiên nơi nào chịu đựng đạt được Diệp Thần Phong này một cước. Ngực xương trong nháy mắt tảng lớn ao lún xuống dưới, trái tim của hắn trực tiếp bị gãy vỡ xương cho đâm cái đối với xuyên, nghiễm nhiên là chỉ có thể đi gặp Diêm Vương gia. Mà Diệp Thần Phong ở đá ra dùng hết toàn lực một cước sau khi, trong miệng hắn cũng phun mạnh máu tươi, nguyên bản lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, căn bản không thể tái chiến đấu, nhưng hắn một mực muốn làm như thế, cho dù trái tim của hắn chu vi có màu đen khí thể bảo vệ, hắn trong trái tim cái kia nứt toác mạch máu, nứt toác vết thương càng thêm lớn mấy phần. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt cay đắng nụ cười, lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản du không lên ngoài khơi, hắn liếc mắt nhìn đã rơi vào trạng thái hôn mê, thân thể ở hướng về đáy biển chìm xuống chân Tư Vũ, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ vì hắn mà khiêu vào trong biển. Diệp Thần Phong hai tay là không cách nào cử động nữa gãy, hắn thử cẩn thận từng ly từng tí một đem linh hồn lực thả ra ngoài một điểm, lợi dụng linh hồn lực đem thân thể của chính mình hướng về đáy biển đẩy đi, ở đuổi theo hôn mê chân Tư Vũ sau, Diệp Thần Phong dùng hai chân của hắn ôm lấy chân Tư Vũ, nhìn chân Tư Vũ càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, hắn biết chân Tư Vũ ở đáy biển kiên trì không được bao lâu, nếu như không thể ở trong vòng 5 phút rời đi đáy biển, chân Tư Vũ là chắc chắn phải chết. Mà tạm thời có thể không hô hấp Diệp Thần Phong. Hắn đúng là có thể kiên trì trên một quãng thời gian. Chỉ có điều Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới rất nhiều nơi xương đều gãy vỡ, hắn cũng tương tự cảm giác được trái tim bị màu đen khí thể bảo vệ ở. Có thể cho dù như vậy, hắn biết nếu như mình mạnh mẽ đến đâu mức độ lớn sử dụng linh hồn lực, e sợ trái tim của hắn thật sự muốn thừa không chịu được áp lực mà nổ tung. Lẽ nào ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Diệp Thần Phong trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, đáy biển nơi sâu xa một cái đỏ như màu máu đồ vật hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý, hắn cảm giác cái kia đỏ như màu máu đồ vật có chút quen thuộc, liền hắn liền dùng một điểm thả ra ngoài linh hồn lực, đem chân Tư Vũ thân thể cho bao vây lấy, dù sao đáy biển áp lực chân Tư Vũ không chịu được. Diệp Thần Phong cùng chân Tư Vũ thân thể không ngừng chìm xuống, khi làm Diệp Thần Phong có thể nhìn rõ ràng cái kia màu đỏ đồ vật sau. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt thần sắc hưng phấn, trong lòng âm thầm hò hét nói, trăm năm đầu người quả. Dĩ nhiên là trăm năm đầu người quả, hiện tại có cứu, hiện tại có cứu, xem ra nữ thần may mắn vẫn là đứng ở phía ta bên này. Diệp Thần Phong mang theo chân Tư Vũ đến gần rồi trăm năm đầu người quả, vì sao lại xưng hô thứ này vì là trăm năm đầu người quả. Điểm thứ nhất khẳng định là phải có hơn trăm năm niên đại, điểm thứ hai nhưng là thứ này hình dáng giống cá nhân đầu. Chuyện của tôi. .vn Diệp Thần Phong nhìn người trưởng thành to bằng đầu người đỏ như máu sắc trăm năm đầu người quả, loại này trăm năm đầu người quả thuộc về đáy biển một loại hiếm thấy thực vật, viên vô cùng dường như to bằng đầu người huyết trái cây màu đỏ trên, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy con mắt, mũi, miệng chờ chút ngũ quan, toàn bộ trăm năm đầu người quả theo nước biển chậm rãi lay động. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt này viên trăm năm đầu người quả, trong lòng của hắn đột nhiên có chút do dự. Bởi vì hắn nhớ tới trăm năm đầu người quả một loại tác dụng phụ, nhưng đáng tiếc chính là hiện tại đã không có thời gian để Diệp Thần Phong cân nhắc, coi như Diệp Thần Phong có thể chờ một lát, rơi vào hôn mê chân Tư Vũ cũng không chờ nổi.
Chương 855, tác dụng phụ, thực lực tăng lên bên trong. Trăm năm đầu người quả ở Diệp Thần Phong một đời trước trong ký ức, chính là một loại có thể tăng lên linh hồn lực chiến sĩ thực lực thần kỳ trái cây. Hơn nữa trăm năm đầu người quả sinh trưởng ở đáy biển nơi sâu xa, trong tình huống bình thường phi thường khó có thể tìm, chớ nói chi là phải tìm đến nắm giữ hơn trăm hàng năm phân trăm năm đầu người quả. Diệp Thần Phong một đời trước chỉ có ở tài liệu tương quan trên từng thấy trăm năm đầu người quả giới thiệu, hắn ở một đời trước cũng chưa từng nhìn thấy chân chính trăm năm đầu người quả. Không nghĩ tới lần này ở đáy biển cửu tử nhất sinh thời khắc, dĩ nhiên để hắn gặp phải trong truyền thuyết trăm năm đầu người quả. Cư Diệp Thần Phong một đời trước hiểu rõ đến trăm năm đầu người quả tư liệu, một viên trăm năm đầu người quả có thể làm cho một tên cấp 5 linh hồn lực cường giả trong nháy mắt tăng lên tới cấp 10 linh hồn lực cấp độ. Có thể nói ở Diệp Thần Phong một đời trước thời đại kia, trăm năm đầu người quả là linh hồn lực chiến sĩ đổ xô tới đổ vật. Nhưng mà trăm năm đầu người quả ở chỉnh mảnh trong vùng biển hiếm thấy sẽ xảy ra mọc ra một hai viên, vì lẽ đó trăm năm đầu người quả ở Diệp Thần Phong thời đại kia là đồ vật trong truyền thuyết. Trăm năm đầu người quả bên trong năng lượng nhất định phải trải qua phương pháp đặc thù tinh luyện sau khi, như vậy mới có thể để linh hồn lực chiến sĩ hấp thu, đương nhiên linh hồn lực chiến sĩ cũng có thể trực tiếp hấp thu trăm năm đầu người quả bên trong năng lượng, bất quá, như vậy trăm năm đầu người quả phát huy tác dụng sẽ mức độ lớn giảm xuống. Hơn nữa còn sẽ sản sinh rất nhiều tác dụng phụ, trong đó rõ ràng nhất một cái tác dụng phụ, chính là ở trực tiếp hấp thu trăm năm đầu người quả năng lượng sau. Trong cơ thể sẽ sản sinh một loại nguyên thủy khát vọng, loại này khát vọng không phải là người có thể ức chế, đây chính là Diệp Thần Phong vừa do dự nguyên nhân. Mắt thấy thời gian một giây đang trôi qua, nếu như không trực tiếp hấp thu trăm năm đầu người quả năng lượng, e sợ không chỉ có Chân Tư Vũ muốn chết ở đáy biển. Liền ngay cả Diệp Thần Phong chính mình cũng phải chết ở đáy biển, hiện tại Diệp Thần Phong thật sự cố không được nhiều như vậy, cắn răng gian nan giơ lên xương gãy vỡ cánh tay phải, cực kỳ vất vả đem bàn tay phải đặt ở đỏ như màu máu trăm năm đầu người quả trên. Toàn bộ trăm năm đầu người quả bên ngoài phảng phất là bị bao một tầng mỏng manh bì, bên trong là một loại màu đỏ tươi yêu diễm chất lỏng. Ở Diệp Thần Phong bàn tay đặt ở trăm năm đầu người quả trên thời điểm, trăm năm đầu người quả bên trong lập lòe ra một loại hào quang màu đỏ ngòm. Diệp Thần Phong vội vàng ở trong người vận chuyển nổi lên linh hồn lực, ở linh hồn lực vận chuyển lên trước mắt, trăm năm đầu người quả bên trong lấp lóe hào quang màu đỏ như máu càng ngày càng chói mắt, mãi đến tận hào quang màu đỏ ngòm từ trăm năm đầu người quả bên trong xuyên thấu đi ra, đem Diệp Thần Phong thân thể bao phủ ở hào quang màu đỏ ngòm bên trong. Nếu như giờ khắc này có người ở đây, nhất định sẽ bị hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ đến, chỉ thấy hào quang màu đỏ như máu bên trong xuất hiện từng viên một dường như chừng hạt gạo vật chất, loại vật chất này nhanh chóng bám vào ở Diệp Thần Phong trên người, ở loại này chừng hạt gạo vật chất chạm được Diệp Thần Phong trên người y vật thì Diệp Thần Phong y vật trong nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu tan ở đáy biển. Chỉ là trong chớp mắt thời gian, Diệp Thần Phong trên người liền một cái y vật cũng không có. Mà loại này chừng hạt gạo vật chất nhưng càng ngày càng nhiều, hướng về Diệp Thần Phong thân thể chen chúc mà tới, ngoại trừ trên mặt không có bị che kín bên ngoài, Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ bị loại vật chất này bao trùm lại. Đang bị loại này chừng hạt gạo vật chất lít nha lít nhít bao trùm trụ sau khi, Diệp Thần Phong cảm giác được có dâng trào năng lượng đang tràn vào trong thân thể của hắn. Bên trong thân thể của hắn gãy vỡ xương ở cực kỳ nhanh khép lại. Cảm giác được biến hóa này Diệp Thần Phong trong lòng là vui vẻ, bắt đầu hết sức chuyên chú tiêu hóa tràn vào trong cơ thể hắn năng lượng. Hai phút sau, cái kia viên trăm năm đầu người quả bên trong chất lỏng màu đỏ như máu trở nên hào không màu sắc, ở một cái nào đó trong nháy mắt, ầm. Một tiếng, cái kia viên trăm năm đầu người quả trực tiếp bạo liệt ra, cùng lúc đó, bao phủ Diệp Thần Phong thân thể hào quang màu đỏ ngòm cũng biến mất rồi. Bao trùm ở Diệp Thần Phong trên người chừng hạt gạo vật chất toàn bộ ngấm vào trong thân thể của hắn. Diệp Thần Phong phát hiện hắn thân thương thế bên trong cơ thể tuy rằng gần như hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hắn làm sao cũng tiêu hóa không được tràn vào trong cơ thể năng lượng. Hơn nữa ứng nên xuất hiện tác dụng phụ cũng chưa từng xuất hiện, lông mày nhất thời chăm chú cau lên đến, bất quá, hiện đang không có thời gian dư thừa để hắn suy nghĩ, hắn liếc nhìn hôn mê Chân Tư Vũ. Lấy năng lực hiện tại của hắn đủ để đem Chân Tư Vũ cho mang về trên mặt biển. Khôi phục năng lực hoạt động hai cánh tay, trực tiếp đem Chân Tư Vũ cho lâu đến trong ngực, nhưng là Diệp Thần Phong cảm giác được Chân Tư Vũ nhịp tim hoàn toàn đình chỉ,
hiện nay Trần Tư Vũ đã nằm ở cơn sốc trạng thái, từ đáy biển bơi tới trên mặt biển cũng phải cần một khoảng thời gian. Vì lẽ đó Diệp Thần Phong hiện tại nhất định phải trước tiên cho Trần Tư Vũ trong miệng rót vào một ít dưỡng khí. Vì cứu người, Diệp Thần Phong cũng không cố nhiều như vậy, đem Trần Tư Vũ lâu đến trong ngực sau, trực tiếp hôn Trần Tư Vũ đôi môi mềm mại, đem khí tức không ngừng thổi vào Trần Tư Vũ trong miệng, đồng thời Diệp Thần Phong lại sẽ linh hồn lực thích hợp truyền vào Trần Tư Vũ bên trong thân thể, muốn cho Trần Tư Vũ mau mau tỉnh lại. Sau một phút, rơi vào hôn mê Trần Tư Vũ. Nàng hai cái mày liễu hơi run run hai lần, hai con mắt chậm rãi mở ra, khi, làm, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong hôn nàng môi thời điểm, khởi điểm nàng trong đầu là trống rỗng, tiếp theo nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên lớn vô cùng, muốn duỗi ra đẩy ra Diệp Thần Phong, nhưng là trong lúc nhất thời trong thân thể lại không sử dụng ra được sức mạnh đến. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Trần Tư Vũ sau khi tỉnh lại, hắn vội vàng buông ra miệng mình, điều này cũng làm cho Trần Tư Vũ là thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù đối với Diệp Thần Phong có hảo cảm, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng đồng ý lập tức đem thân thể của chính mình giao cho Diệp Thần Phong. Nhưng mà, khi, làm, Diệp Thần Phong buông ra Trần Tư Vũ môi sau, bên trong thân thể của hắn trước sau không cách nào tiêu hóa cái kia cỗ năng lượng, trong chớp mắt trở nên dục già dục dịch lên, ở trong thân thể của hắn chung quanh lẩn trốn, vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, nhưng là giữa lúc Diệp Thần Phong muốn dẫn Trần Tư Vũ rời đi trước đáy biển thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể sản sinh một luồng khô nóng, này cỗ khô nóng đang chậm chậm kích phát hắn nguyên thủy khát vọng. Cảm giác được điểm này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn âm thầm hô một tiếng gay gâu, hắn biết chậm chạp không xuất hiện tác dụng phụ, hiện tại tổng xem như là xuất hiện, hắn nỗ lực muốn đem trong lòng khát vọng áp chế xuống, nhưng là khi này cỗ khát vọng đàn hồi lúc đi ra, để Diệp Thần Phong khống chế lực là càng ngày càng yếu. Bị Diệp Thần Phong ôm chân Tư Vũ. Nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới thậm chí ngay cả một bộ y phục đều không có, hơn nữa nàng còn cảm giác được có dễ, cái vật cứng cứng đẩy nàng bụng dưới, tuy rằng nàng còn chưa kinh nhân sự, nhưng này không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu, tim đập bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong đây là muốn làm gì? Hắn đây là muốn làm gì? Khẩn cắn chặt hàm răng ở chịu đựng Diệp Thần Phong. Hắn cuối cùng vẫn là không cách nào khống chế chính mình nội tâm khát vọng, nhìn ôm vào trong ngực giai nhân, hắn đem Trần Tư Vũ lâu càng gia tăng hơn mấy phần, cúi đầu lại hôn Trần Tư Vũ môi, vừa cung cấp cho Trần Tư Vũ cần thiết dưỡng khí, vừa hút Trần Tư Vũ trong miệng ngọt ngào chất lỏng. Trần Tư Vũ trong đầu là trống rỗng, giữa lúc nàng muốn mở ra Diệp Thần Phong thời điểm, nàng phát hiện mình trên người dạ phục toàn bộ bị Diệp Thần Phong cho lôi kéo rơi mất. Hai người ngay khi đáy biển như thế không hề cách trở chăm chú ôm nhau. Theo Diệp Thần Phong trong thân thể khô nóng không ngừng kéo lên, mà ở trong biển Trần Tư Vũ cũng căn bản là không có cách phản kháng, đột nhiên Trần Tư Vũ cảm giác được nửa người dưới một trận đâm nhói. Đón lấy, trong nước biển liền bay ra một chút nhàn nhạt màu đỏ, đây là người dòng máu, đây là đại diện cho Trần Tư Vũ lần thứ nhất. Ở Diệp Thần Phong khắc phục nước biển lực cản, ở đáy biển cùng Trần Tư Vũ làm vận động sau, bên trong thân thể của hắn không cách nào tiêu hóa năng lượng, lại chậm rãi bắt đầu từng bước hòa vào trong thân thể của hắn, theo năng lượng không ngừng hòa vào, Diệp Thần Phong thân thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hơn nữa năng lượng còn đang không ngừng hòa vào trong thân thể của hắn, trong cơ thể hắn linh hồn lực trong nháy mắt đến vương cấp trung kỳ đỉnh điểm, chính đang trùng kích vương cấp đỉnh cao cấp độ. Ở Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ ở đáy biển làm vận động thời điểm. Phạm thị số 1 tầng thứ 3 trong phòng yến hội. Chiến lang đang giải quyết hai chiếc cano trên Nam Cảng đặc công sau, hắn lại trở về trong phòng yến hội, đi ngang qua ngắn ngủi điều tức sau khi, hắn liền bắt đầu đối với trong phòng yến hội gia tộc lớn tiểu thư động thủ, hắn cũng tương tự không có lập tức giết những kia Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia, để trong phòng yến hội mọi người quan sát hắn biểu diễn. Chiến lang cũng không có lập tức đối với Trương gia Trương Hiểu Vân lấy hành động, ở hắn xem đến ngon lành nhất đồ vật hẳn là ở lại cuối cùng hưởng dụng, vì lẽ đó hắn đầu tiên lựa chọn một tên sắc đẹp bình thường Nam Cảng gia tộc lớn tiểu thư. Những người này ở chúng rồi đảo quốc ninja thuốc sau, bên trong thân thể căn bản khiến không ra bất kỳ sức mạnh đến, liền cắn lưỡi tự sát cũng không làm nổi, chỉ có thể tùy ý chiến lang bài bố. Chương 856, Vương cấp đỉnh cao. Ngoài khơi chạy trốn, đáy biển nơi sâu xa,
Lạnh lẽo nước biển đối với Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ không có ảnh hưởng chút nào, hai người này trái lại cảm giác bên trong thân thể càng ngày càng nóng, đặc biệt là Diệp Thần Phong, thân thể của hắn như một khối nóng bỏng nham thạch, thông qua cùng Trần Tư Vũ làm vận động, hắn không ngừng đem trong cơ thể nhiệt lượng truyền cho Trần Tư Vũ. Đương nhiên Diệp Thần Phong trên miệng cũng không có nhàn rỗi, nhưng vẫn là đang điên cuồng hôn Trần Tư Vũ cặp môi thơm, ở hôn nồng nhiệt trong quá trình. Hắn cũng chưa quên thỉnh thoảng cho Trần Tư Vũ cung cấp một ít dưỡng khí. Trần Tư Vũ trong lòng đã sớm đã quên chống lại ý nghĩ, huống hồ ở này đáy biển nàng cũng căn bản không có năng lực chống đỡ, thân thể hoàn toàn mềm mại y ôi tại Diệp Thần Phong trong ngực, trong cơ thể phảng phất có một luồng tê tê dại dại điện lưu đang không ngừng chảy xuôi, để Trần Tư Vũ vừa ngượng ngùng, lại có loại đặc thù khát vọng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt 10 phút quá khứ, Diệp Thần Phong thành công đem bên trong thân thể cái kia cỗ năng lượng tiêu hóa một nửa, đang hấp thu một nửa trăm năm đầu người quả năng lượng sau, Diệp Thần Phong thực lực nước chảy thành sông từ vương cấp trung kỳ đột phá đến vương cấp đỉnh cao. Cuồng bạo sóng năng lượng từ Diệp Thần Phong trong cơ thể tràn ra ngoài, chung quanh hắn nước biển bỗng nhiên hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, phàm là bị cuốn vào vòng xoáy loại cá, không quá một phút liền triệt để ngỏm rồi. Bất quá! Diệp Thần Phong nhưng là ở tận lực khống chế tràn ra thân thể năng lượng, không cho trong lồng ngực của hắn Trần Tư Vũ chịu đến bất kỳ thương tổn, bên trong thân thể không ngừng vận chuyển linh hồn lực, muốn phải nhanh một chút đem linh hồn lực ổn định ở vương cấp đỉnh cao cấp độ. Lại quá sau 5 phút, Diệp Thần Phong chu vi to lớn vòng xoáy đang chậm chậm biến mất rồi, linh hồn của hắn lực thuận lợi ổn định ở vương cấp đỉnh cao, bên trong thân thể của hắn còn có một nửa trăm năm đầu người quả năng lượng ở lung tung chuyển động loạn lên. Bất quá, ở cùng Trần Tư Vũ làm xong vận động sau, Diệp Thần Phong trong cơ thể nguyên thủy khát vọng mức độ lớn giảm xuống đến hắn có thể khống chế phạm vi. Diệp Thần Phong biết như thế vẫn ở tại đáy biển cũng không được, huống hồ bây giờ linh hồn của hắn lực đột phá đến vương cấp đỉnh cao. Từ về sức mạnh hẳn là cùng tông cấp trung kỳ chiến lang không phân cao thấp, nếu như Diệp Thần Phong sử dụng ra bạo huyền bộ pháp, hắn có lòng tin có thể trực tiếp thuấn sát chiến lang. Coi như chỉ là dùng bạo phong bộ pháp, hắn cũng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết chiến lang. Cho tới bên trong thân thể còn lại một nửa trăm năm đầu người quả năng lượng, Diệp Thần Phong dự định trước tiên giải quyết chuyện trước mắt lại nói, nếu như hắn bên trong đan điền không có màu đen khí thể, nếu như ở đáy biển không có may mắn hấp thu trăm năm đầu người quả năng lượng, đêm nay chỉ sợ hắn vẫn đúng là muốn đánh giám. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái khoái ý ân cứu người. Người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ gấp bội đối với người khác được, có thể như quả có người muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không để cho đối phương hài lòng sống trên thế giới này. Bởi ở trong nước biển không thể nói chuyện, Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn trong lòng Trần Tư Vũ, tay phải ôm Trần Tư Vũ non mềm thon thả. Bên trong thân thể vương cấp đỉnh cao linh hồn lực trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Bị thả ra bên ngoài cơ thể linh hồn lực, như một cái nghiêu bê thôi tiến khí. Đem Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ thân thể không ngừng đẩy hướng biển diện. Rầm, một tiếng. Dưới ánh trăng nước biển tung tóe, Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ đột nhiên từ trong nước biển trốn ra, ở đi tới trên mặt biển sau khi, Diệp Thần Phong lập tức đem linh hồn lực thu lại lên, trong lòng có một cái thú vị ý nghĩ, hắn đem linh hồn lực tập trung đến hai chân trên, cẩn thận từng ly từng tí một khống chế linh hồn lực, cả người của hắn dĩ nhiên thần kỳ đứng ở trên mặt biển. Nếu để cho chiến lang thấy cảnh này, chỉ sợ hắn cần phải muốn ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì muốn hai chân đứng ở trên mặt biển, liền chiến lang đều là khó có thể làm được, phải biết này nhất định phải đối với linh hồn lực trưởng khống phi thường cẩn thận, bình thường chỉ có thực lực đến tôn cấp linh hồn lực cao thủ, mới có thể đứng ở các loại trên mặt nước cất bước, mà Diệp Thần Phong nhưng lần thứ nhất thử nghiệm sẽ làm đến. Bị Diệp Thần Phong ôm Trần Tư Vũ, bởi hai người đều không có mặc quần áo. Trần Tư Vũ ngực hai ngọn núi vừa vặn chống đỡ ở Diệp Thần Phong trên lồng ngực, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên trực tiếp đứng thẳng ở trên mặt biển, liền nửa người dưới mơ hồ đâm nhói đều quên, một đôi mắt đẹp dị thải liên tục nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong khuôn mặt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới bên trong lòng mình một cái đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, dĩ nhiên thật sự sẽ có hiệu quả, điều này làm cho hắn là cao hứng phi thường, đương nhiên hắn cũng cảm giác được Trần Tư Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ở đáy biển dưới hắn là vạn bất đắc dĩ mới đem Trần Tư Vũ cho làm, hiện tại còn không biết nên làm sao đối mặt Trần Tư Vũ đây.
Hơn nữa Phạm Thị số 1 đã từ lâu hướng về tiến lên xử không thấy tăm hơi. Vì lẽ đó, Diệp Thần Phong vì để tránh cho lúng túng, hắn mở miệng nói rằng, Tư Vũ, ngươi có thể muốn ôm chặt ta, chúng ta trước tiên đuổi theo Phạm Thị số 1 lại nói. Nói xong, Diệp Thần Phong liền bắt đầu ở trên mặt biển cất bước lên, vừa mới bắt đầu hắn còn đi phi thường chậm, thậm chí không cẩn thận một chân còn sẽ trực tiếp dẫm tiến vào trong nước biển, thế nhưng ở 10 phút sau, hắn liền có thể chậm rãi bước ở trên mặt biển. Có thể ở trên mặt biển ôm chân Tư Vũ chậm rãi bước sau khi, Diệp Thần Phong lập tức lại thêm nhanh hơn một chút tốc độ, ở trên mặt biển thử chạy trốn lên, đây chính là phi thường thử thách linh hồn lực khống chế. Có mấy lần Diệp Thần Phong không có khống chế xong, hắn cùng chân Tư Vũ trực tiếp rơi trong nước biển. Nhưng Diệp Thần Phong là để tâm vào chuyện vụn và tính cách, một khi làm đến một chuyện, hắn liền nhất định phải đem chuyện nào làm tốt, huống hồ hiện tại cũng chỉ có ở trên mặt biển nhanh chóng chạy trốn, hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo Phạm Thị số 1. Ở nhiều lần rơi trong nước biển sau, Diệp Thần Phong đối với linh hồn lực khống chế là càng ngày càng cẩn thận. Rơi trong nước biển số lần cũng càng ngày càng ít, mãi đến tận cuối cùng chạy trốn ở trên mặt biển cùng chạy trốn ở mặt đường trên không có bất kỳ khác biệt gì. Diệp Thần Phong vẫn chưa thỏa mãn ở trên mặt biển chạy trốn tốc độ, hắn thử đứng ở trên mặt biển sử dụng huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong phi thường thành công ở trên mặt biển sử dụng huyền thiên bộ pháp, tốc độ nhất thời tăng lên thật nhiều lần. Điều này làm cho Diệp Thần Phong trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, tương tự trên trán của hắn cũng lộ ra lít nha lít nhít mồ hôi hột, phải biết như vậy cẩn thận khống chế linh hồn lực có thể là phi thường tiêu hao tâm thần. 3. Nơi đó có người ở trên mặt biển chạy trốn. Xa xa thuyền đánh cá trên có một đôi dựa vào bắt cá mà sống phụ tử, 27-28 tuổi nhi tử đột nhiên nhìn thấy xa xa có đạo bóng đen ở trên mặt biển bay nhanh, hắn lập tức kích động mở miệng gọi lên. Khi làm thuyền đánh cá trên phụ thân hướng về nhi tử chỉ phương hướng nhìn lại thời điểm, nơi đó ngay cả rễ mao đều không có, thuận miệng mắng, đại buổi tối ngươi quỷ hống quỷ gào gì. Còn có người ở trên mặt biển chạy trốn đây, ngươi tại sao không nói chính ngươi là siêu nhân? Ồ, vừa ta rõ ràng nhìn thấy, lẽ nào là ta hoa mắt? Thuyền đánh cá trên nhi tử dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn thấy xa xa ngoài khơi phi thường bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ dị thường. Hắn ở trong miệng thấp giọng lầm bầm. Ngược lại, thuyền đánh cá trên nhi tử lại lộ ra một đạo cợt nhả vẻ mặt, nói rằng, ba, mấy ngày trước ta download rất nhiều đảo quốc trên giường động tác mảnh, sau đó ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Ta cùng ngươi nghiên cứu cái rắm, sau đó đem ngươi download đồ vật cho ta, ta và mẹ của ngươi khỏe mạnh đi nghiên cứu một chút. Thuyền đánh cá trên phụ thân quát lớn một câu. Diệp Thần Phong ở trên mặt biển sử dụng huyền thiên bộ pháp sau, hắn lại thử sử dụng bạo phong bộ pháp, cho nên khi thuyền đánh cá trên cái kia phụ thân nhìn về phía nguyên bản Diệp Thần Phong cùng chân Tư Vũ phương hướng thì, hai người này đã sớm là biến mất không thấy hình bóng. Theo bạo phong bộ pháp ở trên mặt biển sử dụng càng ngày càng thông thạo sau, Diệp Thần Phong lập tức lại sử dụng bạo huyền bộ pháp. Bạo phong cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong lòng bàn chân giẫm trên mặt biển gây nên từng đạo bọt nước, bóng người của hắn giống như quỷ mị, ở trên mặt biển không ngừng nhanh chóng hướng về trước bồng bềnh, này chỉ sợ là tôn cấp linh hồn lực cường giả cũng không cách nào làm được. Tôn cấp linh hồn lực cường giả nhiều nhất là ở trên mặt biển chạy trốn, đứng ở trên mặt biển nơi nào vẫn có thể đem tốc độ phát huy như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Bị Diệp Thần Phong ôm chân Tư Vũ, nàng cảm giác bên tai không ngừng gào thét mà qua gió lạnh. Thân thể chăm chú dựa vào Diệp Thần Phong, cánh tay ôm chặt lấy Diệp Thần Phong eo, nhìn Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt, nàng đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Buổi tối đó, như thế một người đàn ông mang theo nàng ở trên mặt biển chạy trốn, hơn nữa hai người bọn họ đều không mặc quần áo, bất quá, chân Tư Vũ hạnh phúc nhưng không hiểu ra sao càng ngày càng nồng nặc, đây là nàng đời này lãng mạn nhất một buổi tối, cùng một người đàn ông đồng thời trần truồng mà chạy. Chương 857, ta là tới đưa ngươi vào địa ngục. Ôm chân Tư Vũ không ngừng sử dụng bạo huyền bộ pháp Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy cách đó không xa chính đang hướng về phía trước chạy Phạm Thị số 1. Diệp Thần Phong lập tức đem linh hồn lực cho thu lại lên, sợ bị Phạm Thị số 1 bên trong chiến lang cho nhận ra được, tuy rằng hiện tại Diệp Thần Phong cũng không ý kỵ cùng chiến lang đối chiến, nhưng hiện tại hắn cùng chân Tư Vũ trên người đều không mặc quần áo.
như thế nào đi nữa nói hắn cùng Trần Tư Vũ cũng phát sinh thân mật nhất quan hệ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói Trần Tư Vũ đã là người đàn bà của hắn, hắn đương nhiên không hy vọng nam nhân khác nhìn thấy hắn nữ nhân thân thể. Diệp Thần Phong ôm Trần Tư Vũ thon thả, hai người đang đến gần phạm thị số 1 sau khi, hắn hai chân đột nhiên đạp ở trên mặt biển, trong lúc nhất thời trên mặt biển là nước biển tung tóe. Đồng thời Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ thân thể cũng lăng không bay lên, Diệp Thần Phong chăm chú ôm Trần Tư Vũ, hai ba lần liền tới đến phạm thị số 1 tầng thứ nhất. Ở đi tới phạm thị số 1 tầng thứ nhất sau, Diệp Thần Phong buông ra Trần Tư Vũ thon thả, đầu tiên lợi dụng linh hồn lực cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác một loại kém nhất tầng tình huống, ở phát hiện tầng thứ nhất không có bất cứ người nào sau, Diệp Thần Phong thấp giọng nói rằng Tư Vũ, chúng ta trước tiên đi tìm bộ quần áo mặc lên người. Ở Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ lặng lẽ trở lại phạm thị số 1 trên thời điểm. Phạm thị số 1 tầng thứ 3 trong phòng yến hội. Một đám nam cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, từng cái là sắc mặt tái nhợt cực kỳ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có mặc bất luận một cái nào quần áo chiến lang. Hắn ngồi ở trên một cái ghế, trong tay bưng một con ly cao cổ, ở ly cao cổ bên trong là tinh chất lỏng màu đỏ. Đồng thời, ở chiến lang trước nằm ba bộ nữ nhân thi thể, này ba người phụ nữ sắc đẹp đều. Bất quá, này ba người phụ nữ đang bình thường trong mắt nam nhân tuyệt đối tính được là mỹ nữ, trước mắt này ba người phụ nữ trên thi thể không có bất kỳ y vật, các nàng ba cái trên cổ đều có một cái sâu sắc vết thương, máu tươi chính đang vết thương bên trong không ngừng nhô ra. Vừa chiến lang liên tục ba lần biểu diễn hắn đặc thù ham mê. Chiến lang trong tay hơi lay động ly cao cổ. Nhẹ nhàng nhấp một miếng tinh chất lỏng màu đỏ, nhíu mày một cái, nói rằng, làm sao Ngô Thiên vẫn chưa về? Lẽ nào hắn xảy ra vấn đề rồi sao? Cái này không thể nào a. Diệp Thần Phong khẳng định bị ta cú đấm kia đánh nổ trái tim. Vừa nãy nằm ở hết sức trong hưng phấn chiến lang, trong lúc nhất thời đúng là đã quên Ngô Thiên, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn Ngô Thiên hẳn là ở năm trong vòng 6 phút sẽ trở về, vì lẽ đó hắn mới không có để phạm thị số 1 dừng lại. Ở hắn xem đến Ngô Thiên khi tìm thấy Trần Tư Vũ sau, hẳn là có thể lập tức đuổi tới phạm thị số 1 tốc độ. Hiện tại Ngô Thiên chậm chạp không về, vừa chính đang hưởng thụ chiến lang đem Ngô Thiên sự tình ném ra sau đầu. Hiện tại đột nhiên nhớ tới đến đúng là cảm giác chỉnh chuyện có gì đó không đúng, ngược lại, chiến lang lại tùy ý lắc lắc đầu, nói lầm bầm, quên đi, nếu như Ngô Thiên ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong. Như vậy ta đi quản sự sống chết của hắn làm gì? Lầm bầm xong sau khi, chiến lang lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía nam cảng gia tộc lớn những kia tiểu thư, hắn đem trong chén tinh chất lỏng màu đỏ một cái khô rồi sau khi, chỉ trên đất ba bộ nữ tử thi thể, quay về Phạm Kỳ nói rằng, này ba bộ thi thể khen thưởng cho ngươi. Phạm Kỳ từ khi ở trong phòng đùa bỡn quá hắn vị hôn thê cùng em gái ruột thi thể sau, hắn hiện ở trong lòng có loại cảm giác khác thường, vừa nghe đến chiến lang đem này ba bộ thi thể khen thưởng cho hắn. Trong lòng của hắn dĩ nhiên có loại hưng phấn đang không ngừng sinh sôi. Phạm Kỳ thành thạo đem y phục trên người thoát sạch sành xanh, thân thể bay thẳng đến ba bộ nam cảng gia tộc lớn tiểu thư thi thể nhào tới. Phạm Kỳ, người vẫn là người sao? Người căn bản không xứng làm nam nhân. Thân thể vô lực nằm trên đất nam cảng La Gia La Vĩnh Thiên, hắn đang nhìn đến Phạm Kỳ xúc sinh không bằng hành vi sau. Hắn dùng hết khí lực suy yếu quát, hống trên trán là nổi gân xanh. Phạm Kỳ, người nhất định sẽ có báo ứng. Nam Cảng Uông Gia Vũng Đông cũng lập tức suy yếu nói rằng. Cho tới Nam Cảng còn lại gia tộc lớn tiểu thư, các nàng trước mắt nhìn thấy Phạm Kỳ điên cuồng biến thái hành vi sau, từng cái sợ đến là thân thể run lẩy bẩy, trên mặt căn bản không có một tia màu máu, đặc biệt là Nam Cảng Trương Gia Trương Hiểu Vân, nàng bình thường là một cái tâm tính kiêu ngạo nữ nhân, từ trước hầu như vẫn không có bất kỳ người đàn ông nào có thể đi vào trong lòng nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lập tức sẽ gặp chiến lang sỉ nhục, ở chết rồi thi thể của nàng còn phải bị Phạm Kỳ đùa bỡn, đây là đúng là nàng không thể nào tưởng tượng được, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập thần sắc kinh khủng. Ở Phạm Kỳ đem ba bộ nữ tử thi thể đùa bỡn qua sau, hắn lại một mực cung kính đứng ở chiến lang bên cạnh, chiến lang thái độ đối với Phạm Kỳ phi thường hài lòng, từ trên ghế chạm lên, đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Trương Hiểu Vân trên người. Nói rằng, đã liên tục ăn ba đạo khai vị ăn sáng, là thời điểm trên một đạo chủ món ăn nếm thử mùi vị. Chiến lang cười đi tới toàn thân sụi lơ Trương Hiểu Vân trước mặt,
hắn cũng không có vội vã ra tay, quay về một đám Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia, nói rằng, ngày hôm nay coi như các ngươi số may, ta sẽ để các ngươi thưởng thức xong vừa ra thị giác thịnh yến sau, lại đem bọn ngươi đưa đi thấy Diêm Vương gia, đến thời điểm các ngươi hẳn là chết cũng ngủ yên chứ. Ha ha ha, nghe Chiến Lang trắng trợn không kiêng dè tiếng cười, là Vĩnh Thiên các loại chờ cả đám là sắc mặt khó coi đến cực điểm, nguyên bản phần lớn người còn đang đợi Nam Cảng cảnh giới cứu viện đây. Đáng tiếc chính là đến hiện tại Nam Cảng cảnh giới cũng không có phái tới trợ giúp, trái lại ba cái gia tộc lớn tiểu thư chết ở Chiến Lang trong tay, điều này làm cho ở đây Nam Cảng công tử bột là triệt để không ôm hy vọng, bọn họ biết đêm nay có rất lớn khả năng là giờ chết của chính mình. Mà Trương Hiểu Vân nhìn thấy Chiến Lang muốn đối với nàng động thủ sau khi, trong lòng nàng khủng hoảng vô hạn mở rộng, thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, viền mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót cực kỳ, nước mắt nhất thời từ viền mắt bên trong tuột xuống. Chiến Lang đang nhìn đến điềm đạm đáng yêu Trương Hiểu Vân sau, trong lòng của hắn không có một chút nào lòng thương hại, trái lại gây nên hắn thú tính tâm lý, khóe miệng nụ cười cực kỳ dữ tợn, quay về Phạm Kỳ nói một câu, Phạm Kỳ, sau đó ta đem nữ nhân này thi thể cũng ban thưởng cho ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất yêu thích chứ. Cảm tạ Lang ca, Phạm Kỳ cung kính nói, hắn hiện tại trong lòng là triệt để vặn vẹo, nhìn về phía Trương Hiểu Vân thời điểm, trong con ngươi của hắn nhưng là nổi lên một loại nào đó khát vọng ánh sáng. Phải biết Trương Hiểu Vân là bọn họ trong vòng công nhận băng sơn mỹ nhân, coi như chỉ là đùa bỡn băng sơn mỹ nhân thi thể, điều này cũng đầy đủ để Phạm Kỳ hưng phấn không thôi. Nhìn thấy Phạm Kỳ hưng phấn dáng dấp, Chiến Lang gật đầu cười, nói rằng, không sai, không sai, có ta một ít lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, sau đó theo ta cố gắng biểu hiện, ta có lẽ sẽ đưa người bồi dưỡng thành ta người nối nghiệp. Nghe được Chiến Lang phải đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Phạm Kỳ càng thêm là hưng phấn mò không được bắt, trong lòng của hắn đối Chiến Lang sự thù hận biến mất không còn một mống, vừa nghĩ tới sau đó cũng có thể giống như Chiến Lang hưởng thụ các loại mỹ nữ thân thể. Hắn liền lập tức nói rằng, Lang ca, ta sau này nhất định sẽ cố gắng biểu hiện. Ân, Chiến Lang đáp một tiếng sau khi, hắn đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía Trương Hiểu Vân, đang chuẩn bị đem Trương Hiểu Vân trên người màu trắng dạ phục lôi kéo đi thời điểm, ầm. Một tiếng, phòng yến hội môn bị trực tiếp đá văng ra, trên người mặc một bộ màu trắng áo tắm, trên chân dẫm một đôi người tự tha Diệp Thần Phong, cùng mặc trên người một bộ nữ phục vụ viên quần áo chân tư vũ. Hai người bọn họ đi vào trong phòng yến hội. Lại nói vừa nãy Diệp Thần Phong cùng chân tư vũ đến Phạm thị số 1 tầng thứ nhất sau, hai người bọn họ lập tức ở tầng thứ nhất tìm nổi lên quần áo đến, mà chân tư vũ phi thường may mắn tìm tới một bộ nữ phục vụ viên quần áo, có thể Diệp Thần Phong nhưng không có tìm được nam người phục vụ quần áo, cuối cùng bởi thời gian quan hệ, hắn chỉ có thể tùy tiện tìm kiện áo tắm mặc vào người sau, hắn liền cùng chân tư vũ hướng về tầng thứ 3 trong phòng yến hội tới rồi. Diệp Thần Phong ăn mặc màu trắng áo tắm, dẫm người tự tha dáng dấp, đúng là vô cùng hào hiệp đẹp trai, ở hắn nhìn thấy trong phòng yến hội nằm trên mặt đất trên ba bộ nữ tử thi thể sau, lông mày của hắn không khỏi nhíu nhíu, bất quá, khi hắn nhìn thấy Trương Hiểu Vân còn không có xảy ra việc gì tình, hắn đúng là hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao Diệp gia cùng Trương gia vẫn còn có chút ngọn nguồn, Diệp Thần Phong trên lý thuyết là không muốn Trương Hiểu Vân xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong phòng yến hội sau, trong phòng yến hội bầu không khí trong nháy mắt đọng lại, Chiến Lang nỗ lực đem con mắt trừng lớn một chút, lại trừng lớn một chút, hắn muốn nói cho chính mình đây là ảo giác, Diệp Thần Phong căn bản không thể sống sót. Nhưng mà, Diệp Thần Phong nhưng nứt ra miệng, khóe miệng hiện lên một lau sạch sẽ nụ cười, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng noãn, nói rằng ta là tới đưa ngươi vào địa ngục. Chương 858 rơi vào tuyệt vọng bên trong. Diệp Thần Phong câu nói này phảng phất ma âm giống như vang vọng ở trong phòng yến hội, một đám Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ nhìn thấy nguyên bản hẳn là chết rồi Diệp Thần Phong, đột nhiên lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này, từng cái tâm tình trở nên vô cùng kích động, đặc biệt là Mã Sơn cũng bị Chiến Lang sỉ nhục Trương Hiểu Vân, nàng một đôi mắt đẹp không chớp một cái nhìn chằm chằm nở nụ cười Diệp Thần Phong. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không xuyên một bộ y phục Chiến Lang, hắn tạm thời từ bỏ hưởng thụ Trương Hiểu Vân ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, hắn trong con ngươi vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, theo lý tới nói Diệp Thần Phong coi như không chết cũng hẳn là thoi thóp, có thể hiện tại Diệp Thần Phong làm sao như cái người không liên quan như thế.
Đây là để Chiến Lang làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Thần Phong, mạng của ngươi vẫn đúng là lớn, nếu ngươi xuất hiện ở nơi này, như vậy Ngô Thiên có phải là đã bị ngươi cho giết? Chiến Lang bên trong thân thể chiến ý đang chậm chậm hiện lên đi ra, bởi Diệp Thần Phong đem linh hồn lực hoàn toàn thu lại lên, vì lẽ đó Chiến Lang không có cảm thấy được Diệp Thần Phong thực lực đã đột phá. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, cười nói, người nói chính là cái kia lẻn vào đáy biển tìm đến ta khốn nạn. Hắn bị ta cho một quyền đấm chết, hiện tại ta là tới đưa ngươi đi cùng hắn gặp mặt, để cho các ngươi ở trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có cái bạn. Nghe được Diệp Thần Phong đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn sau, Chiến Lang chau mày lên, trong lòng thầm nghĩ, không thể, cái này không thể nào. Vừa ở đáy biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta trước hết khiến người ta thăm dò Diệp Thần Phong để. Chiến Lang lập tức quay về 30 tên ninja ra lệnh, các ngươi cho ta cùng tiến lên. Này 30 tên ninja khi nghe đến Chiến Lang mệnh lệnh sau, bọn họ từng cái rút ra bên hông đao võ sĩ. Hướng về Diệp Thần Phong phương hướng vào tới, mà Diệp Thần Phong để chân Tư Vũ hướng phía sau lui lại mấy bước, hắn nhưng là chính diện đón lấy này 30 tên ninja. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể thu lại linh hồn lực khống chế ở vương cấp trung kỳ cấp độ, hắn sau đó còn muốn cho Chiến Lang một cái đặc biệt kinh hỉ đây. Một bên Chiến Lang ở cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực nhưng vẫn là chỉ có vương cấp trung kỳ sau. Hắn nhíu chặt lông mày hoàn toàn thả lỏng ra, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía chân Tư Vũ, đối với Chiến Lang loại này thưởng thức nữ vô số người người, hắn một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân có phải là nơi. Khi hắn nhìn thấy chân Tư Vũ đã không phải chỗ sau khi, trong lòng của hắn là đáng tiếc lắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị chậm rãi dằn vặt một phen Diệp Thần Phong sau khi, lại đem Diệp Thần Phong đưa đi thấy Diêm Vương ra. Diệp Thần Phong lòng bàn chân dẫm người tự tha, phi thường ung dung tránh thoát người thứ nhất ninja đao võ sĩ đồng thời, nắm đấm phải của hắn nhanh chóng mãnh liệt hướng về người thứ nhất ninja đầu đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp. Người thứ nhất ninja đầu bỗng nhiên vỡ ra được, có thể nổ tung phương thức nhưng phi thường quỷ dị. Người ninja này óc cùng máu tươi là hướng về hai bên biểu xạ. Diệp Thần Phong nắm đấm cùng trên y phục liền một điểm óc cùng máu tươi đều không nhiễm đến, dẫm người tự tha thân thể linh động một cái nghiêng người, màu trắng áo tắm có chút bay lượn lên đồng thời. Diệp Thần Phong nắm đấm lại hướng về người thứ hai ninja đầu đánh tới, lại là ầm. Một tiếng. Quả đấm của hắn cùng áo tắm trên nhưng vẫn là không nhiễm đến nhận chức hà một giọt máu tươi cùng óc. Đầu nổ tung thanh không ngừng vang vọng ở trong phòng yến hội, chân đạp người tự tha, thân mặc đồ trắng áo tắm Diệp Thần Phong, bóng người của hắn lướt nhẹ qua lại ở 30 tên ninja trong lúc đó, chỉ là ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ thời gian, 30 tên ninja toàn bộ bị Diệp Thần Phong tạp bạo đầu. Mà Diệp Thần Phong màu trắng áo tắm cùng trên nắm tay nhưng từ đầu đến cuối không có nhiễm đến nhận chức hạ ô uế. Bởi vừa nãy ở trên mặt biển không ngừng chạy trốn, Diệp Thần Phong đối với linh hồn lực trưởng khống là càng ngày càng cẩn thận. Hắn đánh về ninja đầu mỗi một quyền đều sẽ linh hồn lực khống chế ở tốt nhất trong phạm vi, lợi dụng linh hồn lực không cho máu tươi cùng óc nhiễm đến trên người hắn. Diệp Thần Phong thân mặc đồ trắng áo tắm, chân đạp người tự tha linh động bóng người. Sâu sắc khắc vào một đám nam cảng gia tộc lớn tiểu thư trong lòng, bao quát Trương Hiểu Vân cũng bắt đầu đối với Diệp Thần Phong có chút động lòng. Diệp huynh đệ, người có thể không có thể giúp chúng ta trước tiên giải trừ bên trong thân thể thuốc. Chúng ta là bị những ninja này cho tính toán. La Vĩnh Thiên vô cùng gian nan suy yếu nói rằng. Diệp Thần Phong khom lưng ở một tên ninja trên người siêu một phen sau, tìm tới một loại bột màu trắng cùng màu đỏ bột phấn, hắn nhẹ nhàng nghe thấy một thoáng. Hắn phát hiện màu đỏ bột phấn hẳn là chính là thuốc giải, thuận lợi đem màu đỏ bột phấn hướng về La Vĩnh Thiên các loại chờ, người tung quá khứ, này một bao màu đỏ bột phấn chỉ có thể để La Vĩnh Thiên cùng phụ cận Vũng Đông, Trương Hiểu Vân các loại chờ, người khôi phục như cũ. Ở đem màu đỏ bột phấn tung sau khi rời khỏi đây, Diệp Thần Phong nói rằng, ninja trên người màu đỏ bột phấn là thuốc giải. Nói xong, Diệp Thần Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía Chiến Lang. Mà Chiến Lang cũng ở nhìn Diệp Thần Phong, vừa nãy Diệp Thần Phong giết chết 30 tên ninja thủ đoạn, Chiến Lang là thu hết đáy mắt, hắn phi thường rõ ràng vừa nãy Diệp Thần Phong không phải là đem ninja giết chết đơn giản như vậy, hắn biết rõ muốn ở đây sao trong thời gian ngắn, đánh nổ 30 tên ninja đầu, hơn nữa trên người cùng trên nắm tay không dính một giọt máu,
này muốn đối với linh hồn lực khống chế phi thường thông thạo cùng cẩn thận mới được. Chiến lang biết điểm này e sợ liền hắn cũng không làm được. Diệp Thần Phong, ta mặc kệ ngươi là làm sao khôi phục thân thương thế bên trong cơ thể, xem ra đêm nay ta nhất định phải giết ngươi mới được. Càng là hiểu rõ ngươi, ta liền phát hiện ngươi càng là đáng sợ. Bất quá, hiện tại ngươi còn chưa trưởng thành lên, ta muốn bóp chết ngươi vẫn là có thể làm được. Chiến lang đem bên trong thân thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên lên, bóng người trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong vào tới, hắn không muốn lại có thêm bất kỳ bất ngờ phát sinh, vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng giết chết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, có nhiều ý vị nhìn hướng chính mình xông lại chiến lang, thực lực tăng lên sau khi, hắn có thể đem chiến lang động tác xem rõ rõ ràng ràng. Một bên là Vĩnh Thiên các loại chờ người đang khôi phục năng lực hoạt động sau khi, bọn họ lập tức lại đang ninja trên thi thể tìm ra màu đỏ bột phấn, đương nhiên Chân Tư Vũ cũng quá đi hỗ trợ, vì lẽ đó ngăn ngắn một hồi thời gian, những này Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư hoàn toàn khôi phục năng lực hoạt động. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng tại chỗ chờ đợi chiến lang công kích thời điểm, bọn họ một trái tim nhất thời nhắc tới cổ họng khẩu, dù sao bọn họ còn nhớ vừa nãy Diệp Thần Phong bị chiến lang đánh cho không còn sức đánh trả chút nào tình cảnh. Diệp Thần Phong, người hiện tại còn không phải là đối thủ của ta. Bóng người xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt chiến lang, nắm đấm phải của hắn đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong ngực ném tới, cú đấm này bao hàm chiến lang cực hạn sức mạnh, hắn muốn bảo đảm cú đấm này thật sự có thể đem Diệp Thần Phong trái tim triệt để đánh nổ. Nhưng mà, khi làm chiến lang nắm đấm cách Diệp Thần Phong trái tim khẩu càng ngày càng gần thời điểm, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Chiến lang ở thấy cảnh này sau, trong lòng luôn cảm giác có chút không đúng. Liền ở giây tiếp theo chung thời điểm, Diệp Thần Phong đột nhiên chuyển động, đem thực lực lập tức tăng lên tới vương cấp đỉnh cao, hắn tốc độ cực nhanh đưa tay phải ra bàn tay, ầm. Một tiếng, đem chiến lang khiến xuất toàn lực một quyền cho đón lấy, hai người phân biệt lui về phía sau một bước, chiến lang trên mặt bị khiếp sợ cho tràn ngập, hắn cảm thụ Diệp Thần Phong thực lực. Trong miệng gào thét nói, sao có thể có chuyện đó? Diệp Thần Phong, ngươi làm sao có khả năng đột phá? Đối với chiến lang gào thét, Diệp Thần Phong chỉ là bình thản nói một câu, phía trên thế giới này không có chuyện không thể nào. Dứt tiếng, thân ảnh biến mất. Diệp Thần Phong rốt cục chủ động công kích, dưới chân không chút do dự sử dụng bạo huyền bộ pháp, ở chiến lang chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cước đột nhiên đá vào chiến lang bên hông, chiến lang dường như một cái bao cát bình thường bị đá bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi, thân thể ngã sấp xuống ở phòng yến hội cửa lớn cách đó không xa. Nằm trên đất chiến lang cảm thụ bên hông suýt chút nữa gãy vỡ xương, trong lòng của hắn là lật lên cơn sóng thần, hắn biết mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, còn tiếp tục như vậy chỉ có chết trong tay Diệp Thần Phong diện phần. Chiến lang nhìn cách đó không xa phòng yến hội cửa lớn, hắn đột nhiên liều lĩnh hướng về ngoài cửa lớn xông ra ngoài, trong miệng quát, Diệp Thần Phong, lần sau gặp diện, ta tất nhiên muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lưu được núi xanh ở, không lo không củi đốt. Lao ra phòng yến hội chiến lang, thân thể của hắn đột nhiên nhảy vào trong biển rộng, hắn tin tưởng chính mình chỉ cần đi vào trong biển, hắn liền nhất định có thể chạy trốn. Thấy chiến lang lựa chọn đào tẩu. Một đám Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, trong lòng bọn họ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, mà Diệp Thần Phong nhưng hướng về phòng yến hội đi ra ngoài, hắn cũng không lo lắng chiến lang có thể đào tẩu. Đứng ở trên bong thuyền, nhìn ở trong nước biển nhanh chóng bơi chiến lang, Diệp Thần Phong bóng người cũng đột nhiên hướng về biển rộng nhảy xuống, bất quá, thân thể của hắn không có rơi vào trong nước biển, hai chân là vững vàng đạp ở nước biển trên. Ở nước biển trên nhanh chóng chạy trốn lên, muốn đuổi tới ở trong biển bơi chiến lang, hắn còn căn bản không cần sử dụng bạo huyền bộ pháp đến. Một đám Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ cũng theo đi ra phòng yến hội, khi bọn họ nhìn thấy ở nước biển trên nhanh chóng chạy trốn Diệp Thần Phong thì, bọn họ từng cái toàn bộ là kinh ngạc đến ngây người, này không phải là ở thế giới điện ảnh bên trong, đây là ở chân thực trong cuộc sống hiện thực a. Bọn họ từng cái cũng cảm giác mình thật giống đang nằm mơ. Ở trong nước biển liên tục bơi chiến lang, hắn khi nghe đến phía sau có chút động tĩnh, khi hắn hiếu kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn thì, hắn suýt chút nữa bị nước biển cho một cái sang tử,
chỉ thấy dưới ánh trăng Diệp Thần Phong ở trên mặt biển dường như trên mặt đất như thế chạy trốn, này e sợ liền có chút tôn cấp linh hồn lực cao thủ cũng không cách nào làm được cấp tốc như thế ở trên mặt biển chạy trốn chứ. Này muốn đối với linh hồn lực trưởng khống cỡ nào cẩn thận mới được. Chiến lang nhìn cách mình càng ngày càng gần Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong, lần này hắn đúng là gặp phải một cái yêu nghiệt, một cái trăm năm khó gặp yêu nghiệt, một cái ngàn năm khó gặp yêu nghiệt, hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong dựa vào chính mình là làm sao trưởng thành đến một bước này. Diệp Thần Phong tương lai lại có thể đi tới cao đến độ nào? Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tương lai một ngày nào đó hay là Diệp Thần Phong có thể đem bọn họ tổ chức triệt để hủy diệt, tuy rằng bây giờ nhìn lại 10 phần buồn cười, nhưng chiến lang trong lòng chính là sản sinh loại này ý nghĩ cổ quái. Chương 859, người đủ tư cách để ta giết. Trên mặt biển gió lạnh từng trận. Màu trắng bạc nguyệt quang làm nổi bật Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt, thân thể ở trong nước biển chiến lang. Hắn nhìn đứng trước mặt ở trên mặt biển Diệp Thần Phong, miệng môi của hắn không ngừng ngọ nguậy, tuy rằng hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, nhưng hắn không muốn chính mình tự quá mức uất ức. Chiến lang một số ham mê phi thường biến thái, nhưng hắn đồng dạng nắm giữ một viên hiếu chiến tâm, bằng không hắn cũng sẽ không đi tới hôm nay cái này địa vị, trước mắt đã là hào không có đường lui để hắn đi rồi. Hắn không liều mạng một lần vẫn có thể làm gì. Trong lòng sản sinh tuyệt vọng bị hắn toàn bộ tạm thời áp chế lại. A! À, chiến lang trong cổ họng khàn giọng giống lên một tiếng, thân thể như hỏa tiễn như thế từ trong nước biển vọt ra, một cước hướng về Diệp Thần Phong cái cổ đá tới. Nhưng mà, ở trên mặt biển chiến đấu, chiến lang sức chiến đấu là mức độ lớn giảm xuống, mà hai chân có thể đứng ở trên mặt biển Diệp Thần Phong, hắn dễ như ăn cháo tránh thoát chiến lang công kích. Chiến lang ở một cước đá hết rồi sau khi... thân thể lần thứ hai hướng về trong nước biển hạ xuống, hắn cũng muốn thử nghiệm đứng thẳng ở trên mặt biển, nhưng đáng tiếc chính là hắn không có Diệp Thần Phong cái kia phân thiên tài tư chất, hai chân trên linh hồn lực căn bản khống chế không được, phù phù. Một tiếng, thân thể rơi vào trong nước biển. Chó rơi xuống nước tư vị làm sao? Ngươi giờ khắc này ở trước mặt ta chính là cái vai hề mà thôi, sự công kích của ngươi căn bản thương không được ta. Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Chó rơi xuống nước. Chiến lang là triệt để sự phẫn nộ, hắn từ trước vẫn không có bị người như vậy sỉ nhục quá đây. Chỉ có hắn sỉ nhục người khác phần, ầm. Một tiếng, chiến lang hai bàn tay đột nhiên vỗ vào trên mặt biển, thân thể của hắn lần thứ hai từ trong nước biển bay ra, lăng không một cái đá chéo hướng về Diệp Thần Phong đầu đá tới. Lòng bàn chân giẫm người tự tha Diệp Thần Phong, hắn một cái đẹp đẽ nghiêng người. Ung dung tránh thoát chiến lang công kích đồng thời. Hắn nhìn chiến lang thân thể lần thứ hai muốn rơi vào trong nước biển thời điểm, bóng người của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở chiến lang trước, tay phải đột nhiên trói lại chiến lang cái cổ, đem chiến lang nhắc tới giữa không trung. Chiến lang cảm thụ trên cổ kinh người áp lực, trên trán là nổi gân xanh, những này đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, mà khi hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong mắt thần sắc khinh thường thì, đây là hắn không cách nào nhịn được. Hai tay muốn dùng hết sức mạnh hướng về Diệp Thần Phong công kích thời điểm. Diệp Thần Phong không có cho hắn cơ hội này, trói lại chiến lang cái cổ tay phải hơi dùng sức. Răng rác, răng rác, răng rác, tỉ mỉ xương vỡ vụn thanh vang vọng ở trên mặt biển. Chiến lang cái cổ cốt bị Diệp Thần Phong cho toàn bộ bóp nát, nhấc đến một nửa tay nhất thời mềm nhũn rủ xuống. Chuyện của tôi, .vn Diệp Thần Phong thủ sẵn chiến lang cái cổ. Đem chiến lang thân thể đột nhiên ném về trong bầu trời đêm. Khi làm chiến lang thân thể rơi xuống thời điểm, Diệp Thần Phong vung lên hữu quyền, một quyền dùng sức đánh vào chiến lang trên bụng, chiến lang thân thể lần thứ hai bay về phía giữa không trung, đang bay đến điểm cao nhất thời điểm, chiến lang thân thể trong chớp mắt ầm. Một tiếng bạo liệt ra, như cùng một đóa cực kỳ rực rỡ đỏ như máu sắc khói hoa. Vô số giọt máu từ trong bầu trời đêm bay là tả mà xuống. Diệp Thần Phong không có hết sức đi tránh thoát bay lả tả mà xuống giọt máu, tùy ý máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt của hắn cùng màu trắng áo tắm trên, lòng bàn chân dẫm người tự tha. Từng bước ở trên mặt biển nhàn nhã cất bước, hướng về đã dừng lại phạm thị số 1 đi tới. Vừa nãy ở Diệp Thần Phong hướng về chiến lang đuổi theo thời điểm, là Vĩnh Thiên lập tức đi tới một chuyến phạm thị số 1 phòng điều khiển, đem phạm thị số 1 tạm thời ngừng lại. Mà trước mắt bang này Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư,
bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong bước chậm ở trên mặt biển, bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong một quyền luân bạo chiến lang thân thể, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này cũng không biết nên làm gì hình dung. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm tràn ngập sùng bái, tràn ngập tôn kính. Trong đó biểu hiện rõ ràng nhất chính là Nam Cảng Trương gia Trương Hiểu Vân, nàng thật không có nghĩ đến kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong là như vậy có mị lực một người đàn ông, thậm chí đã từng nàng còn thiếu một chút có thể cùng một người đàn ông như vậy có hôn ước, có thể hiện tại nàng nhưng bỏ qua như vậy một cái nam nhân ưu tú. Diệp Thần Phong ở đi tới Phạm Thị số một bên cạnh sau, hắn hai chân đột nhiên đạp hướng về phía ngoài khơi, thân thể lăng không phi nhảy lên. Tại thân thể bay đến Phạm Thị số một tầng thứ nhất độ cao thì, chân phải của hắn đột nhiên đạp ở tầng thứ nhất một cái trên lan can, thân thể lại hướng về tầng thứ hai bay vọt mà đi, ở mượn tầng thứ hai một cái lan can sau, Diệp Thần Phong bóng người là thuận lợi trở lại Phạm Thị số một tầng thứ ba trên bong thuyền. Nhìn thấy Diệp Thần Phong sau khi trở về, này một đám Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ từng cái tâm tình đều có vẻ phi thường kích động. La Vĩnh Thiên hướng về Diệp Thần Phong thật lòng khom người chào, nói rằng, Diệp huynh đệ, từ nay về sau ngài chính là ta La Vĩnh Thiên ân công, ta La Vĩnh Thiên cái mạng này là ngài cứu được, sau đó ta La Vĩnh Thiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Ở La Vĩnh Thiên đi đầu cúc cung sau khi, Vũng Đông cùng Trương Hiểu Vân mấy người cũng lập tức dồn dập hướng về Diệp Thần Phong cúc cung, chăm miệng một lời hô ân công, sau đó chúng ta mệnh chính là ngài. Những này Nam Cảng công tử bột bình thường không ai có thể thuần phục bọn họ là thật sự bị chiến lang biến thái thủ đoạn cho dọa cho sợ rồi, sau đó bọn họ vừa lại nhìn thấy Diệp Thần Phong kỹ thuật như thần thủ đoạn, trong lòng bọn họ là đối với Diệp Thần Phong phục sát đất, vì lẽ đó bọn họ trong miệng một câu ân công là xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa. Đứng ở cách đó không xa chân Tư Vũ, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong bị người tôn kính dáng dấp, trên mặt của nàng lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng nàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đem thân thể giao cho Diệp Thần Phong, thân thể của nàng liền bị Diệp Thần Phong cướp đoạt, nhưng không thể phủ nhận chính là Diệp Thần Phong đã trở thành nàng nam nhân, nàng vì chính mình người đàn ông này mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà giữa lúc những này Nam Cảng công tử bột hướng về Diệp Thần Phong biểu đạt cảm ơn thời điểm, từ đàng xa đột nhiên xuất hiện từng chiếc cano, những kia cano ở hướng về Phạm Thị số 1 không ngừng mà tới gần. Ở có thể nhìn rõ ràng cano trên người sau, Nam Cảng Uông gia Vũng Đông khó chịu nói rằng, hiện tại ân công đều giải quyết nơi này phiền phức, Nam Cảng những cảnh sát này mới xuất hiện, nếu như dựa vào những cảnh sát này, sợ là chúng ta đã sớm mất mạng. Đúng rồi, Phạm Kỳ tên khốn kia đây, chúng ta không thể dễ dàng thả hắn. Vũng Đông đột nhiên nhớ tới chuyện này, kết quả là này một đám Nam Cảng công tử bột toàn bộ tràn vào trong phòng yến hội. Từ vừa nãy chiến lang đào tẩu bắt đầu từ giờ khắc đó, Phạm Kỳ cả người chính là như mất hồn tự đến co quắp ngồi trên mặt đất lên. Bang này Nam Cảng đại gia người trong tộc, mặc kệ là nam vẫn là nữ, bọn họ đang nhìn đến co quắp ngồi dưới đất Phạm Kỳ sau, từng cái hướng về Phạm Kỳ vọt tới, đối với Phạm Kỳ là quyền đấm cước đá, cuối cùng đem Phạm Kỳ cho sống sờ sờ đánh chết, có thể thấy trong lòng bọn họ đối với Phạm Kỳ căm hận trình độ. Diệp Thần Phong đối với tất cả những thứ này là làm như không thấy, bởi chiến lang là để trần thân thể nhảy vào trong biển rộng, vì lẽ đó trong phòng yến hội còn giữ chiến lang quần áo. Diệp Thần Phong ở chiến lang trong quần áo tìm tòi một phen sau, chỉ tìm tới một cái điện thoại di động, hơn nữa chiếc điện thoại di động này bên trong chỉ có một mã số, điều này làm cho Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư bên trong. Sau 10 phút, 20 chiếc cano ngừng ở Phạm Thị số 1 bên cạnh. Cano trên đặc công toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới phòng yến hội, khi bọn họ biết được nơi này chiến đấu đã sớm kết thúc, khi bọn họ bị Nam Cảng một đám công tử bột oán giận không ngừng mà thời điểm, những này đặc công là có chút mặt đỏ. Mà Diệp Thần Phong đang trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn đem chiến lang trong điện thoại di động duy nhất một mã số cho bấm, rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo âm trầm âm thanh, này, chiến lang, Nam Cảng sự tình có làm thỏa đáng sao? Diệp Thần Phong cũng không có lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc 3, 4 giây, có thể đầu bên kia điện thoại người nhưng lại nói, ngươi là Diệp Thần Phong. Xem ra chiến lang bị ngươi cho giết chết, 2 ngày trước chiến lang còn nói với ta ngươi đi tới Nam Cảng, hắn phải đem ngươi cũng đồng thời giải quyết, Diệp Thần Phong, xem ra chúng ta đều coi khinh ngươi. Ngươi là ai, các ngươi sau lưng đến cùng là một cái gì tổ chức?
Diệp Thần Phong cau mày hỏi. Ngươi có thể phải nhớ được rồi, ta tên Huyết Ảnh, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, ta rất chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt. Diệp Thần Phong, ngươi đủ tư cách để ta giết. Đô 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 đô. Nói xong hai câu này sau, điện thoại liền bị cắt đứt, đầu bên kia điện thoại tên là Huyết Ảnh người cũng không trả lời Diệp Thần Phong vấn đề. Chương 860, lại thêm một cái cũng không cái gì chứ. Nghe trong điện thoại từng trận khó khăn âm, Diệp Thần Phong lông mày là chiếu càng thêm quấn rồi, hắn hiện tại có thể khẳng định quốc vương cùng chiến lang các loại chờ, người sau lưng có một cái khổng lồ tổ chức thần bí, cái này khổng lồ tổ chức thần bí hẳn là do linh hồn lực chiến sĩ tạo thành, hay là chiến lang các loại chờ, người ở cái này khổng lồ tổ chức thần bí bên trong, chỉ có thể xem như là tầng dưới chót tiểu lâu la mà thôi, có thể cái này khổng lồ tổ chức thần bí thì là ai sang dựng lên. Theo rất nhiều suy đoán ở trong lòng càng ngày càng rõ ràng, điều này làm cho Diệp Thần Phong không tự chủ được cũng sợ hết hồn, nếu như hắn những này suy đoán toàn bộ là thật, như vậy chiến lang các loại chờ, người sau lưng tổ chức thần bí, căn bản không phải hiện tại Diệp Thần Phong có thể lay động, có thể hiện ở cái này khổng lồ tổ chức thần bí một mực nhìn chằm chằm hắn, điều này làm cho hắn càng ngày càng khổ não lên, bây giờ hắn liền cổ vũ giới sự tình đều vẫn không có bãi bình. Lại liên lụy đi ra một cái như vậy khổng lồ tổ chức thần bí. Chuyện này quả thật là thảo chứng đến cực điểm, đồng thời trên người hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ở trong lòng sâu sắc thở dài sau khi, Diệp Thần Phong biết nhất định phải gia tăng tăng cao thực lực, hơn nữa hắn cũng phải đem phong vệ đội thành viên thực lực cũng toàn bộ tăng lên, mặc kệ là ở tương lai đối mặt cổ vũ giới, vẫn là ẩn núp trong bóng tối tổ chức thần bí, chỉ dựa vào Diệp Thần Phong một người trước sau là thế đơn lực bạc. Trong tay hắn nhất định phải nắm giữ một luồng cường hãn thế lực. Từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại sau, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay về trong phòng yến hội đặc công người dẫn đầu, hỏi ta vừa nãy gọi một cú điện thoại, các ngươi có thể hay không lập tức giúp ta tra một chút đối phương hiện tại vị trí cụ thể. Tên kia đặc công người dẫn đầu lắc lắc đầu, nói rằng thật không tiện. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ toàn bộ là chỉ am hiểu chiến đấu. Một bên Nam Cảng Uông Gia Vũng Đông, hắn nghe được Diệp Thần Phong sau, hắn lập tức mở miệng nói, ân công, nếu không để cho ta tới thử xem đi. Ta đối với phương diện này đồ vật vẫn tương đối am hiểu. Đúng, ân công, Đông là chúng ta trong vòng công nhận hacker, để hắn lập tức tra một hai mã hào còn là vô cùng đơn giản. Nam Cảng La Gia La Vĩnh Thiên cũng lập tức nói rằng. Diệp Thần Phong gật gật đầu. Nói rằng, sau đó các ngươi không nên gọi ta ân công cái gì, các ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, hoặc là nếu như các ngươi không ngại, các ngươi có thể gọi ta một tiếng lão đại. Diệp Thần Phong đem chiến lang điện thoại di động đưa cho Vũng Đông ở tiếp nhận chiến lang điện thoại di động sau, hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái loại nhỏ cứng nhắc máy vi tính, ở đem chiến lang điện thoại di động liên tiếp trên cứng nhắc máy vi tính sau. Vũng Đông ngón tay cấp tốc ở cứng nhắc điện thoại trên theo, đè lên. Khoảng chừng sau 10 phút, Vũng Đông ngẩng đầu lên, nói rằng, lão đại, ta tra được. Mới vừa rồi cùng ngươi cú điện thoại người, vị trí của hắn hẳn là ở Thiên Hải. Thiên Hải. Diệp Thần Phong thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, phải biết người đàn bà của hắn Triệu Huyền Đình, Đường Hân, Vương Sinh Tươi cùng Hàn Sơ Tuyết đều ở Thiên Hải. Hắn hỏi Vũng Đông mượn một cái điện thoại di động, trực tiếp bấm Triệu Huyền Đình số điện thoại. Về phần tại sao không cần chiến lang điện thoại di động gọi điện thoại cho Triệu Huyền Đình, ai biết chiến lang trong điện thoại di động có hay không bị lắp đặt nghe lén thiết bị các thứ. Hiện tại gần như tới gần nửa đêm 12 giờ, ở điện thoại bấm sau khi đi ra ngoài, chờ giây lát, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến Triệu Huyền Đình tràn ngập buồn ngủ âm thanh, này. Ngươi tìm ai? Huyền Đình, ta là Thần Phong, ngươi hiện tại cái gì đều không nên hỏi nhiều, ngươi cùng Hân Nhi, Sinh Tươi. Sơ Tuyết, bốn người các ngươi bây giờ lập tức đi máy bay đi Kinh Thành, sau đó vào ở Diệp gia, ta hai ngày nay cũng phải trở lại Kinh Thành. Diệp Thần Phong trực tiếp nói, bây giờ tra được tên là Huyết Ảnh người bí ẩn ở Thiên Hải, điều này làm cho hắn không thể không sốt sắng lên. Nghe được Diệp Thần Phong âm thanh sau khi, đầu bên kia điện thoại Triệu Huyền Đình là tỉnh cả ngủ, vội vàng nói, Thần Phong, ngươi thật sự phải quay về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Đình. Ở trong điện thoại cùng ngươi nói không rõ ràng, ngược lại các ngươi bây giờ lập tức đính vé máy bay đi Kinh Thành, chờ ta trở lại cùng các ngươi giải thích, sau đó tọa lên phi cơ trước, ngươi gọi điện thoại cho ta, liền đánh vào ta hiện ở cái số này trên.
bởi Diệp Thần Phong điện thoại di động sớm liền không biết đi nơi nào. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm thời mượn dùng Vũng Đông điện thoại di động. Ân, thật, Thần Phong, chúng ta lập tức đính vé máy bay đi kinh thành. Triệu Uyển Đình là một người đàn bà thông minh, nàng biết chắc là xảy ra chuyện gì. Diệp Thần Phong mới sẽ làm cho các nàng suốt đêm đi hướng về kinh thành, cho nên nàng cũng không có lại đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng. Ở cho Triệu Uyển Đình nói chuyện điện thoại xong sau khi, Diệp Thần Phong mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, quay về Vũng Đông nói rằng, điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một ngày, các loại chờ dùng hết ta trả lại ngươi. Lão đại, ta Vũng Đông cái mạng này đều là ngài cứu, ngài này không phải ở đánh mặt của ta sao? Chiếc điện thoại di động này sẽ đưa cho lão đại ngài. Vũng Đông cung kính nói. Diệp Thần Phong không tỏ rõ ý kiến cười cợt, bên trong thân thể còn có một nửa trăm năm đầu người quả năng lượng ở tán loạn, trải qua một buổi tối chiến đấu, Diệp Thần Phong cái bụng cũng thật là cảm giác phi thường đói bụng, cũng may trong phòng yến hội trên bàn dài còn có đồ ăn, Diệp Thần Phong không chút khách khí ăn như hùm như sói lên, xem ở đây một đám nam cảng công tử bột là trong lòng âm thầm cảm thán, lão đại chính là ngưu bài. Đứng ở một bên chân Tư Vũ, nàng khi nghe đến vừa nãy Diệp Thần Phong đánh cú điện thoại kia sau, tâm tình của nàng liền lập tức trở nên hơi không tốt, nàng biết rõ Diệp Thần Phong là cho nữ nhân ở gọi điện thoại, hơn nữa nhạy cảm trực giác nói cho chân Tư Vũ, Diệp Thần Phong là ở cho người đàn bà của hắn gọi điện thoại. Sau 2 giờ, Phạm Thị số 1 một lần nữa trở lại Nam Cảng Bắc Cảng. Bây giờ Bắc Cảng bên bờ là ngừng một chiếc xe cảnh sát. Ở Phạm Thị số 1 trên Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư đi xuống sau khi, cảnh sát lập tức khống chế lại sự tự do của bọn họ, để bọn họ muốn đi một chuyến cục cảnh sát nhất định phải tỉ mỉ hiểu rõ đêm nay phát sinh ở Phạm Thị số 1 trên sự tình. Những này Nam Cảng gia tộc lớn thiếu gia cùng tiểu thư, bọn họ ở trải qua một cái ác mộng giống như buổi tối sau, bọn họ giờ khắc này mỗi một người đều trở nên phi thường nghe lời, bé ngoan nghe theo cảnh sát chỉ thị. Mà làm Nam Cảng cảnh giới người đứng đầu Trần Kiến Quân, hắn nguyên bản muốn đích thân đến Bắc Cảng, thế nhưng ở đặc công thông qua thông tin trang bị báo cáo Phạm Thị số 1 trên đơn giản tình huống sau, ở Trần Kiến Quân biết được có mấy cái Nam Cảng người của đại gia tộc sau khi chết, hắn liền biết chuyện này e sợ muốn phiền phức. Lại mà Trần Kiến Quân cũng biết Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ không có chuyện gì, hắn mới sẽ lâm thời quyết định không đến Bắc Cảng. Hắn muốn lập tức hướng Nam Cảng người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đi báo cáo tình huống. Đồng thời ngay khi vừa Phạm Thị số 1 đến Bắc Cảng trước, Diệp Thần Phong cũng nhận được Triệu Uyển Đình điện thoại, Triệu Uyển Đình các loại chờ, nữ nhân hiện tại hẳn là đã ngồi trên bay đi kinh thành máy bay. Ăn mặc màu trắng áo tắm Diệp Thần Phong, hắn ở đi xuống Phạm Thị số 1 sau, liếc nhìn ăn mặc nữ phục vụ viên chế phục Trần Tư Vũ, hắn biết hắn cùng Trần Tư Vũ chuyện nhất định phải có cái chấm dứt. Hắn quay về Trần Tư Vũ nói rằng, ngươi đi theo ta. Bởi thân phận của Trần Tư Vũ bãi ở nơi đó, ở đây cảnh sát đều không có đi ngăn cản Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cũng theo Diệp Thần Phong ngồi lên rồi bọn họ khi đến cái kia chiếc Mercedes. Đang ngồi trên chạy băng băng sau khi, Diệp Thần Phong trực tiếp phát động động cơ, lái xe chạy băng băng mở ra một chỗ hào không có người ở biển rộng trước. Dọc theo con đường này ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Tư Vũ đều không nói gì, nàng chỉ là phi thường yên tĩnh cúi đầu. Ở đêm chạy băng băng dừng lại sau khi, Diệp Thần Phong đầu tiên điều chỉnh một thoáng tâm tình, nói rằng, Tư Vũ, kỳ thực ta đã có nữ nhân, hơn nữa không ngừng một cái. Khi nghe đến Diệp Thần Phong câu nói này sau khi, Trần Tư Vũ trong óc trong nháy mắt như sấm sét giữa trời quang, tuy rằng nàng đã đoán được kết quả này. Thế nhưng nàng thân thể mềm mại vẫn là một trận run rẩy, nước mắt không hăng hái từ viền mắt bên trong chảy ra, ngực hai tòa cao vót chập trùng phi thường lợi hại. Trần Tư Vũ không chút do dự đem cửa xe cho mở ra, vọt thẳng rơi xuống bôn chỉ xa, ở đi xuống xe trước, nàng còn khóc không thành tiếng nói một câu, Diệp Thần Phong, ta không cần ngươi đối với ta phụ trách. Nhìn Trần Tư Vũ hướng về trên bờ cát chạy trốn mà đi bóng lưng, Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn chỉ là đối với Trần Tư Vũ thẳng thắn sự thực mà thôi, hắn lại không nói không đúng Trần Tư Vũ phụ trách, dù sao Trần Tư Vũ lần thứ nhất cho hắn, là một người có đảm đương nam nhân, hắn không thể làm ra bội tình bạc nghĩa sự tình. Ngược lại Diệp Thần Phong nữ người đã có nhiều như vậy, lại thêm một cái cũng không cái gì chứ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.